Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 781, tức giận đến muốn thổ huyết. Tại thiên linh đại lục thất phẩm đan dược sẽ sinh ra đan kiếp, tại quảng linh giới thì cần cửu phẩm đan dược mới có thể dẫn tới đan kiếp. Đan kiếp xuất hiện cũng mang ý nghĩa tên kia luyện chế đan dược luyện đan sư xác thực có cửu phẩm thực lực, chẳng qua có thể thành hay không đan, còn phải xem nàng có thể hay không chống đỡ được đan kiếp. Nếu là đan kiếp ngăn không được, chỉ cần có một tia sấm xét lực lượng tiết nhập đan đỉnh bên trong, vậy cái này một lò đan dược liền xem như triệt để phế. Đan kiếp những người khác hỗ trợ là vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình lúc này ở trận phần lớn người đều khẩn trương nhìn xem lâu mộ yên lâu mộ yên nhìn thấy đang kiếp giáng lâm chẳng những không có lộ ra mảy may dị sắc cùng e ngại ngược lại trong con ngươi đều là cướp đoạt hào quang nàng một tay nâng đang đỉnh cả người hóa thành mấy đạo tàn ảnh đám người chỉ thấy xuyên qua cung điện rơi xuống đang lôi toàn bộ bị mấy đạo tàn ảnh hấp thu đến lúc cuối cùng một đạo đang lôi biến mất về sau một cổ đang mùi thơm khắp nơi lan tràn nàng thế mà lấy thân kháng lôi tốt biến thái mà lại ta nhìn lôi điện bổ trúng nàng về sau ánh mắt của nàng còn như vậy vui vẻ nàng có còn hay không là một nữ nhân a à? thật cường hãn ta vẫn là lần thứ nhất gặp người dám trực tiếp chống lại lôi kiếp nguyên lai like đang kiếp còn có thế dạng này cản một cửu phẩm luyện đang sư sờ sờ cái cầm một mặt suy nghĩ sâu xa mấy vị kia đánh cực hải tộc hoàng gia trưởng lão từng cái sắc mặt đều chìm xuống bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia thế mà thật có luyện chế cửu phẩm đang dược thực lực. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn trong lòng hy vọng muốn thất bại, nàng đối phó lôi kiếp nhẹ nhàng như vậy, thành đang thế đã tại phải làm. Một lát, ba viên màu vàng kim nhạc đang dược từ lô đỉnh bên trong bay ra, lẫn nhau truy đuổi trêu đùa, cũng muốn thoát đi đại điện. Lâu mộ yên lăng không tùy ý điểm một cái, Ba viên đan dược mới giống như là không tình nguyện từng cái rơi vào một cái đã sớm chuẩn bị kỹ càng lục sắc nhỏ trong hồ lô. Cửu phẩm đan dược một khi trải qua đan kiếp rèn luyện liền sẽ sinh ra rất nhạt linh thức, sẽ hạ ý thức muốn chạy trốn. Đã từng có cửu phẩm luyện đan sư không chú ý đem luyện chế cửu phẩm đan dược thả chạy, còn từng có một viên cửu phẩm đan dược từ luyện đan sư dưới mí mắt chạy trốn sau tu luyện thành yêu tinh, trừ thủ đoạn công kích hơi yếu bên ngoài, phòng ngự cùng chạy trốn đều là nhất lưu. Mắt thấy Lâu Mộ Yên đem ba viên đang dược thu hồi, hải tộc mấy vị trưởng lão trợn cả mắt lên, "Các ngươi thua, tiền đặt cược lấy ra đi." Lâu Mộ Yên vương tay, nở nụ cười nhìn xem đại trưởng lão, "50 gốc cửu phẩm linh thảo." Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác mặt nháy mắt đen, bọn hắn tâm can thịt đau đến kịch liệt, đây chính là 50 gốc cửu phẩm linh thảo a, lúc ấy đánh cược thời điểm vẫn không cảm giác được phải, nhưng bây giờ thật thua bọn hắn mới phát giác được lòng đang rỉ máu, khụ khụ. Mấy người lão phu trên người bây giờ không có nhiều như vậy cửu phẩm linh thảo. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng nói, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, nào có bao nhiêu, hơn 10 gốc đi. Đại trưởng lão ngượng ngùng cười cười, Lâu Mộ Yên hừ lạnh một tiếng, có chơi có chịu, các ngươi đã không nở linh thảo vậy vì sao phải cùng ta đánh cược, các ngươi có tin ta hay không đi mời ám thị người đến tứ đại hải vực cùng cái khác ba cái tộc đàn thả ra tin tức, nói Nam Hải hoàng tộc trưởng lão nhóm nói chuyện không tính toán nguyện cực không chịu thua, đem toàn bộ Nam Hải mặt đều mất hết, nàng biết mấy cái này lão đầu khẳng định là không nỡ lấy ra tiền đặt cược, nàng đại ca thế nhưng là ám thị thiếu chủ, muốn truyền bá loại tin tức này tin tưởng rất nhanh toàn bộ quản linh giới đều có thể biết được, đương nhiên, nàng cũng chỉ là uy hiếp một chút, nếu là thật lộ ra ánh sáng ra ngoài, làm hồ ly cũng sẽ đi theo mất mặt, ngươi. Đại trưởng lão bọn người mặt mo đỏ ửng, nhưng lại không biết nên như thế nào quát tháo nàng, dù sao nàng thực sự nói thật mà lại bọn hắn cũng biết cái này nha đầu chết tiệt kia ca ca là ám thị thiếu chủ bọn hắn thật đúng là cầm nàng không có cách nào lam tư có chút nhíu mày không vui nhìn xem mấy vị trưởng lão nói các ngươi thân là nam hải hoàng tộc trưởng lão đừng luôn muốn cậy già lên mặt tiểu yên nhi cũng không có bản vương kiên nhẫn tốt hắn mới mở miệng liền thiên vị lâu mộ yên mấy tên hoàng tộc trưởng lão lập tức có loại một nguồn máu kẹt tại cuốn họng cảm giác hoàn toàn là bị tức ra tới bọn hắn thật muốn hỏi hỏi nhà mình bệ hạ đến cùng là đứng tại kia một đầu, có thể đối bên trên lam tư sắc bén ánh mắt cảnh cáo, mấy vị trưởng lão chỉ có thể kéo dài mặt đen, đông góp tây góp mới đưa 50 gốc cửu phẩm linh thảo góp đủ, đại trưởng lão đưa qua không gian chiếc nhẫn tay còn hơi run lên, da mặt cũng đau lòng run lên một cái, hắn thật giống quốc chính mình một cái tác tai, vừa rồi vì mà sẽ đáp ứng nha đầu chết tiệt kia vụ cá cược này, nàng giảo hoạt như vậy vô sĩ làm sao lại để chính nàng ăn thiệt thòi Lâu mộ yên mới mặc kệ mấy tên trưởng lão đau lòng biểu lộ, không chút do dự tiếp nhận linh thảo thu được trong không gian giới chỉ, đây thật là giải nàng khẩn cấp, cho nên nàng kỳ thật thích nhất cùng đám lão già này lập đổ ước, mấy vị trưởng lão, về sau nếu là còn muốn đánh cược nhớ kỹ tìm ta. Lâu mộ yên mặt mày hớn hở nói, ta thích nhất kính già yêu trẻ, mấy vị trưởng lão khóe miệng giật một cái, cái này nha đầu chết tiệt kia còn muốn lừa bọn họ đồ vật, thật sự là gặp qua vô sĩ còn không có gặp qua vô sĩ như vậy, chúng ta những lão gia hỏa này nhưng lại không có đồ tốt cùng ngươi cược. Đại trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, bọn hắn đây là lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, tự nhiên sẽ dài giáo huấn sẽ không lại bên trên làm, lâu mộ yên tiếc núi cười cười, ai? Không nghĩ tới Nam Hải Hoàng gia trưởng lão nghèo như vậy, mấy vị trưởng lão mặt đen lợi hại hơn, tức giận đến muốn thổ huyết, bọn hắn thật là muốn đem nàng ném ra Nam Hải đi. Lam Tư thấy mấy vị trưởng lão kinh ngạc, trong lòng buồn cười, hắn cũng không biết mấy lão già này làm sao lại dưỡng thành như vậy keo kiệt tính tình. Hắn không nghĩ lại để cho lâu mộ yên trêu chọc mấy vị bảo nổi, thế là đối nàng vẫy vẫy tay. Tiểu yên, các ngươi đi theo ta, lập tức phân phó mấy vị trưởng lão chiêu đãi tốt các vị quý khách, hắn muốn trước tiên lui tịch. Mấy vị trưởng lão trong lòng là không hy vọng vương mang theo lâu mộ yên đơn độc rời đi, còn không biết vương sẽ bị nha đầu chết tiệt kia hố rơi bao nhiêu thứ chẳng qua bọn hắn cũng vô lực thay đổi vương quyết định, mắt không thấy tâm không thương, thế là đều nhao nhao đồng ý, tốt, bọn hắn vừa nhìn thấy lâu mộ yên liền sẽ nhớ tới 50 gốc cửu phẩm linh thảo, cho nên ba chi không được nàng nhanh biến mất tại ánh mắt, tránh khỏi bọn hắn muốn đánh nàng dừng lại. Lâu mộ yên để lâu mộ bạch chiếu cố nhìn lâu mạc vũ cùng Phượng Nguyệt Hân liền cùng Minh Tu, dạ thanh hàn cùng một chỗ đuổi kịp Lam Tư bước chân, mấy người mới đi ra khỏi đi mấy bước, Đông Hải Thái tử liền cười tiếng lên đón. Nam Hải Vương bệ hạ, đây là phụ hoàng ta tự tay viết thư, làm phiền ngươi xem qua. Hắn khách khí đưa lên Đông Hải Vương dùng tinh thần lực viết thân bút văn kiện, Lam Tư cầm lấy Đông Hải Vương phong thư xem qua một bên, sau đó hắn lướt qua Đông Hải Thái tử sau lưng ba tên nữ tử, ai là ngũ công chúa, ngũ công chúa đáy mắt vui mừng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, thận trọng đi đến Lam Tư phía trước doanh doanh cúi đầu, gặp qua bệ hạ, đem mạng che mặt hái được. Lam Tư nhàn nhạt nhìn xem ngũ công chúa, nghe không ra hỉ nộ, ngũ công chúa sững sờ, trong lòng âm thầm yêu thích, xem ra nàng phụ hoàng tại phong thư bên trong viết thông gia đề nghị để Lam Tư động tâm, nàng đối với mình mỹ mạo và khí chất luôn luôn rất tự tin, thế là đưa tay nhẹ nhàng chậm chạp để lộ mang theo mạng che mặt, còn không chờ nàng ngượng ngùng ngẩng đầu, liền nghe được Lam Tư lạnh lẽo vô tình thanh âm rơi xuống, dạng này mặt hàng cũng muốn trở thành bản vương chính phi, bản vương nhìn Đông Hải Vương là mắt mờ đi. Lam Tư nói xong cũng không đợi Đông Hải người phản ứng, trầm mặt liền mang theo lâu mộ yên mấy người phải tay áo bỏ đi. Chương 782, yêu cầu cùng thu hoạch lớn, Lam Tư mặt lạnh mang theo lâu mộ yên mấy người rời đi, chỉ để lại sắc mặt đại biến Đông Hải một đoàn người. Cái khác hải tộc người hai mặt nhìn nhau, thấy lấy xuống mạng che mặt ngũ công chúa cũng là một vị mỹ nhân tuyệt sắc, cũng không nhưng không có nhập vương mắt, ngược lại còn bị quát tháo như thế cái mặt hàng không khỏi ở trong lòng nói thầm vương ánh mắt thật đúng là đặc biệt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đem lâu mộ yên cùng ngủ công chúa so sánh dưới, phát hiện ngủ công chúa trừ tại thận trọng dịu dàng bên trên thắng nổi lâu mộ yên bên ngoài, phương diện khác bại hoàn toàn, tướng mạo, dáng người, khí chất, linh động, bá khí chờ ngủ công chúa cái gì cũng không bằng lâu mộ yên, mà Nam Hải Vương bên người căn bản cũng không thiếu dịu dàng thận trọng nữ nhân, cho nên chú định nàng muốn làm vương phi là mơ mộng hảo huyền. Nam Hải không ít đại gia tộc muốn gả cho Lam Tư làm tần phi nữ tử nhìn xem ngũ công chúa tấm kia trắng bệt mặt đều ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, ám đạo nàng không biết tự lượng sức mình, mặc dù lâu mộ yên cướp đi vương chú ý, nhưng từ tính tình nhìn lại, các nàng đáng ghét hơn ngũ công chúa dạng này già mồm. Lúc này ở trận đại đa số hải tộc người đều trong bóng tối phỏng đoán lâu mộ yên có thể hay không trở thành vương phi của bọn hắn mà mấy vị kia nam hải hoàng tộc trưởng lão thì không ngừng ở trong lòng khẩn cầu cái kia tiểu ma tinh mau mau rời đi nam hải không muốn tai họa bọn hắn vương đi vào lam tư cung điện sau khi ngồi xuống lâu mộ yên trêu tức nhìn xem lam tư nói như vậy một cái đại mỹ nhân ngươi liền nhẫn tâm cự tuyệt đã kích thật sự là không hiểu được thương hương tiết ngọc ngũ công chúa đối nàng căm thù nàng tự nhiên rõ rõ ràng, ràng ràng chẳng qua cũng không thèm để ý dù sao tại nhân vật không thích nàng nữ tử cũng nhiều chính là đặc biệt là muốn gả cái minh tu nữ nhân giống như cá giết sang sông, từng cái vụn trộn đều nói không chừng ước gì nàng mau đi chết, nhưng nàng lại sống thật khỏe, đồng thời so với ai khác đều sống được tùy ý vui sướng. Lam Tư đứng đấy cái cầm, ý tứ sâu xa cười nhìn lấy nàng nói, nếu là tiểu yên nhi ngươi muốn gả cho bản vương, bản vương tuyệt đối lập tức liền để ngươi làm nam hải vương phi. Giống như là Đông Hải ngũ công chúa như thế tự kiềm chế thanh cao nữ nhân hắn thấy nhiều, cái này nữ tử qua nhiều năm như vậy chủ động đưa tới cửa vô số kể hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều huống hồ đông hải hiện tại cùng tây hải ở giữa mâu thuẫn rất lớn đông hải muốn mượn thông gia lôi kéo hắn coi hắn là ngốc sao đương nhiên nếu là lâu mộ yên nguyện ý thông gia để hắn vì đó giải quyết một chút phiền toái hắn cũng có thế có thế sẽ động tâm lâu mộ yên lường hắn một cái ta nhưng không có phúc khí tiêu thụ nam hải vương phi vị trí không có phúc khí tiêu thụ nam hải vương phi ngươi liền có phúc khí tiêu thụ minh hoàng hoàng phi. Làm tư nhíu nhíu mày, minh tu triệt hồi đổi nhang đang hiệu quả, phong hoa tuyệt đại tuấn nhang triển lộ ra, yên nhi tự nhiên có thế tiêu thụ lên, lâu mộ yên an vị tại minh tu bên người, nàng đưa tay kéo lại cánh tay của hắn đối lam tư cười nói, ta liền thích làm minh hoàng hoàng phi, không có tiền đồ. Lam tư không cao hứng mà nói, nha đầu này thật đúng là bị minh tu ăn đến gắt gao. Dạ thanh hàng bưng thị nữ bưng tới trà cúi đầu uống một ngụm, thật đắng, tốt, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Lâu mộ yên nói, làm Tư ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi tay vịn, cái gì chính sự, đương nhiên là ngươi vừa rồi đã đáp ứng tứ trọng cùng ngũ trọng trọng thủy. Lâu mộ yên hiếp mắt cười nói, Lam Tư câu môi cười nói, bản vương có đáp ứng ngươi sao, đương nhiên, ngươi có đáp ứng. Lâu mộ yên chững chạc đàng hoàng gật đầu, ngươi nhưng là trước mặt mọi người nói bản vương hôm nay lần thứ nhất phát hiện tiểu yên nhi ngươi thế mà là cái tiểu vô lại lam tư cười đến có chút bất đắc dĩ tiếp lấy trong tay hắn thêm ra một viên không gian chiếc nhẫn ném cho lâu mộ yên bảo vật có thể đưa ngươi nhưng ngươi phải đáp ứng bản vương một cái yêu cầu lâu mộ yên tiếp nhận chiếc nhẫn lướt qua phát hiện bên trong có hai viên ngũ trọng trọng thủy cùng năm khỏa tứ trọng trọng thủy trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc cái này lam hồ ly cũng quá hào phóng một chút đi nghe được phía sau hắn một câu nàng nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi, yêu cầu gì, ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn mới đúng, nàng không nghĩ thiếu quá lớn nhân tình, vực ngoại chiến trường sắp mở ra, chúng ta Nam Hải cũng sẽ có không ít tuổi trẻ một đời đệ tử thiên tài bị truyền tống vào đi. Lam Tư dừng một chút nói, trong đó có khoảng 10 người đối Nam Hải tương lai rất trọng yếu, bản vương nghĩ làm phiền các ngươi đến lúc đó chiếu cố một hai, hắn là Nam Hải vương, có trách nhiệm của mình, Thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất thiên tài là Nam Hải tương lai quý giá nhất tài phú, hắn không thể không vì bọn họ làm điểm dự định. Lâu Mộ yên nhíu nhíu mày, Nam Hải kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi thiên tài còn cần chúng ta chiếu cố, tại tu vi cùng trên thực lực đến nói, bọn hắn khả năng không thể so các ngươi kém bao nhiêu, nhưng là tại bảo mệnh trên kỹ xảo bản Vương tin tưởng các ngươi tuyệt đối càng sâu một bậc. Lam Tư dừng một chút nói, đặc biệt là tại luyện đan thuật cùng trên trận pháp, các ngươi đến vực ngoại chiến trường về sau có ưu thế tuyệt đối, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói, tốt a, à, yêu cầu này chúng ta đáp ứng, tiến vào vực ngoại chiến trường về sau bọn hắn đều là đồng minh, bọn hắn cùng Nam Hải Tinh Anh lẫn nhau chiếu cố cũng không có gì chỗ xấu, huống chi Lam Hồ Ly lần này đối nàng xác thực quá hào phóng, nàng cũng hoài nghi nếu là mấy cái kia hoàng tộc trưởng lão biết Lam Hồ Ly thế mà cho nàng hai viên ngũ trọng trọng thủy sau có thể hay không trực tiếp tới cửa đại điện khóc lóc kể lễ chẳng qua ta có thế tại sách một điều thỉnh cầu sao. Lâu mộ yên nháy nháy mắt có chút xấu hổ mở miệng, đương nhiên, chúng ta có thể cung cấp hồi báo, nếu là ngươi khó xử cũng có thể cự tuyệt. Lam Tư khẽ cười một tiếng hỏi, các ngươi là muốn tìm hiểu Nam Hải bên ngoài hoàn thành thập phẩm pháp trận đi. Lâu mộ yên kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, Lam Hồ Ly thật đúng là liệu sự như thần, cái này đều biết, ngươi cùng Minh tu trận pháp tạo nghệ vốn là rất mạnh nhìn thấy thập phẩm trận pháp nếu là không động tâm lời nói vậy nói rõ các ngươi không trầm mê trận đạo lam tư cười nói thế nhưng là theo bản vương biết mấy hạng thuật pháp bên trong các ngươi am hiểu nhất cùng trầm mê chính là trận pháp cho nên cũng không khó đoán ra thỉnh cầu của ngươi hắn nhìn xem minh tu nói tiếp nếu là ta đoán không lầm ngươi cũng đã là cửu phẩm trận pháp sư đi nam hải vương hảo nhãn lực minh tu cười nhạt nói hải tộc ngoài hoàn thành thập phẩm trận pháp có thể để các ngươi lĩnh hội nhưng tầng cuối cùng lại không thể. Lam Tư nói, đây là hắn có thể làm đến giới hạn thấp nhất, tốt. Lâu mộ yên sản khoái đáp ứng, thập phẩm trận pháp vốn chính là vì bảo hộ Nam Hải hoàn thành, nếu là bọn hắn có thể tìm hiểu tầng cuối cùng đây chẳng phải là đối Nam Hải hải tộc có to lớn uy hiếp, có thế đi lĩnh hội cũng đã là rất khó được cơ hội, nàng đối Lam Tư vẫn là rất cảm kích, sau đó nói chuyện phiếm một hồi, Lam Tư liền để người mang lâu mộ yên cùng Minh Tu đi lĩnh hội thập phẩm trận pháp, hắn thì cùng dạ thanh hàng thương thảo hai đại hải vực đi vực ngoại chiến trường chuẩn bị. Một tháng sau, lâu mộ yên cùng Minh Tu lĩnh hội xong trong hạn chế thập phẩm trận pháp, Lam Tư còn vì bọn hắn dẫn tiếng Nam Hải hoàng tộc một vị thập phẩm trận pháp sư Lão Tổ. Lão Tổ đối hai người tại trên trận pháp thiên phú tạo nghệ rất thưởng thức, tự mình chỉ đạo hai người ba ngày. Đương nhiên, trong đó Lam Tư tác dụng rất lớn. Ba ngày sau, Lâu mộ yên mang theo một đống từ lam tư nơi nào dọa dẫm đến bảo vật cùng linh thảo, vật liệu cùng minh tu cùng một chỗ đạp lên về nhân vật đường. Chương 783, Cự tuyệt bái sư, Lâu Mạc Vũ cùng Phượng Nguyệt Hân tại Hải Tinh Yến ngày thứ hai liền về nhân vật. Lâu mộ yên cùng minh tu rời đi Nam Hải lúc lâu mộ bạch lại lưu lại, hắn muốn đi ngầm đế chỉ định một cái bí mật địa điểm tu luyện, trở lại nhân vật về sau. Lâu mộ yên cùng minh tu tạm thời tách ra, nàng về dòng binh công hội. Minh Tu về Minh Cung Hoàng Tộc. Nàng vừa về tới dòng binh công hội trung tâm điện liền bị dòng binh công hội lão tổ triệu kiến. Dòng binh công hội hội trưởng ở viện tử chim hóc hoa nở, hoàn cảnh ưu nhã. Trong viện, võ hội trưởng cùng dòng binh công hội lão tổ đang ngồi lấy pha trà, tiểu nha đầu đến, ngồi. Võ hội trưởng thấy lâu mộ yên đi tới, cười chỉ chỉ trống không vị trí kia, gặp qua lão tổ, gặp qua hội trưởng. Lâu mộ yên đối hai người chấp một cái vãn bối lễ. Chúng ta trước đó còn một mực lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, an toàn trở về liền tốt. Nàng sau khi ngồi xuống, hội trưởng tự thân vì nàng rót một chén trà, "Ngươi khoảng thời gian này cùng Minh Tu đi nơi nào? Chúng ta từ không gian phong bạo khe hở bên trong ra tới trong lúc vô tình đến hải vực, sau đó tại hải vực chậm trễ một đoạn thời gian mới gấp trở về." Lâu Mộ Yên tiếp nhận trà đạo tiếng cảm ơn, võ hội trưởng cũng không hỏi thêm nữa Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tại hải tộc tình huống. Chậm trễ thời gian dài như vậy chắc là có cơ duyên gì, tiểu nha đầu, vực chủ muốn gặp ngươi." Dòng binh công hội lão tổ Từ Ái mở miệng cười, Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn xem lão tổ, "Vực chủ, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì vực chủ a? À, vực chủ là chúng ta nhân vực thực lực tu vi người mạnh nhất, hắn đã từng vì nhân vực làm ra qua rất nhiều kiệt xuất cống hiến, chỉ là gần đây ngàn năm qua hắn một mực đang bế quan muốn bước ra một bước cuối cùng, cơ bản không lộ diện bởi vậy biết hắn rất ít người." Lão tổ giải thích nói, lâu mộ yên nghi ngờ hỏi, kia vì sao vực chủ sẽ muốn thấy ta đây, kỳ thật vực chủ cũng không phải muốn đơn độc gặp ngươi, Minh Tu đồng dạng bị hắn điểm danh muốn triệu kiến, lão tổ cười nói, các ngươi tại thương lan bí cảnh bên trong biểu hiện rất tốt, đem tên kia thổ dân vương đánh giết phòng ngừa hắn ra tới nguy hại nhân tộc, bởi vậy có thể đạt được tương ứng ban thưởng, thì ra là thế. Lâu mộ yên gật gật đầu, đây cũng là một phần đại cơ duyên, ngươi cùng Minh Tu nắm chắc tốt là được. Lão tổ cười cười không còn nói chuyện nhiều cái đề tài này, hỏi, đối vực ngoại chiến trường các ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Tại tu vi cùng thuật pháp bên trên đều đề cao một mảng lớn, tiến vào vực ngoại chiến trường muốn bảo mệnh không khó lắm. Lâu mộ yên trả lời, tại vực ngoại chiến trường có thế bảo mệnh chính là trọng yếu nhất tiền đề. Lão giả mỉm cười tiếp tục hỏi, ngươi biết bao nhiêu ngoại vực chiến trường tin tức? Lâu mộ yên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta chỉ biết vực ngoại chiến trường vừa mở ra quảng linh giới bên trong có thiên phú thế hệ trẻ tuổi thiên tài sẽ bị tự động truyền tống vào chiến trường tin tức khác ta cũng không rõ ràng nàng tự mình cũng hỏi qua minh tu chẳng qua minh tu đối vực ngoại chiến trường biết đến cũng không phải rất nhiều tin tức cụ thể nghe nói muốn tới tiến vào ngoại vực chiến trường trước đó mới có thể công bố ngoại vực chiến trường sự tình vực chủ biết đến nhiều nhất chờ hắn triệu kiến các ngươi thời điểm chắc hẳn sẽ đối các ngươi thổ lộ tường tình lão tổ lại hỏi lâu mộ yên mấy vấn đề sau nói ngươi đi về nghỉ trước hai ngày sau lão phu dẫn ngươi đi thấy vực chủ vâng lâu mộ yên trở lại mình ở cung điện sau tuyệt không lập tức bế quan có tới chơi người đều nhất nhất tiếp đãi cũng từ tô cẩm đám người trong miệng nghe nói gần đây rất nhiều người đều đang gia tăng bế quan chờ đợi vực ngoại chiến trường mở ra toàn bộ quảng linh giới có được thiên nguyên cảnh thực lực cùng thiên nguyên cảnh tu vi không ít kiếm sư trong lòng đều là mâu thuẫn bọn hắn đã nghĩ bị pháp tắc chọn trúng trực tiếp truyền tống vào vực ngoại chiến trường, điều này đại biểu lấy bọn hắn thiên phú cùng thực lực đạt được một loại cực lớn khẳng định, một phương diện khác lại lo lắng mình bị truyền vào tiếng vực ngoại chiến trường, bởi vì bên trong tỷ lệ tử vong quá cao, có thể còn sống trở về hy vọng một nửa đều không có, càng là cách vực ngoại chiến trường mở ra thời gian tiếp cận, toàn bộ dòng binh công hội tu luyện không khí càng dày đặc, hai ngày sau, lâu mộ yên đi theo lão tổ cùng đi gặp vực chủ gặp mặt địa phương tại một cái đáy hồ chỗ sâu một tòa trong động phủ, các nàng đến lúc đó Minh đế cùng Minh tu đã ngồi tại trong động phủ, thượng thủ còn ngồi một nhìn qua hơn 20 tuổi, cả người tản ra một loại để người ngắm mà sinh ra sợ hãi sắc bén khí chất nam tử, dòng binh công hội lão tổ đối đầu thủ người cười lấy chào hỏi, gặp qua vực chủ, lâu mộ yên đối vực chủ đi hành lễ, gặp qua vực chủ, không cần đa lễ. Vực chủ thanh âm trầm hậu nội liễm, ánh mắt của hắn lạnh nhạt nói: ngồi đi. Lâu mộ yên tiếp lấy lại cùng Minh Đế chào hỏi, gặp qua Minh Đế, ha ha, tiểu nha đầu cùng trẫm cũng không cần khách khí. Minh Đế đối lâu mộ yên vẫn tương đối thích, người thế nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đổi giọng cùng một chỗ cùng tiểu tử thúi gọi trẫm phụ hoàng. Lâu mộ yên cũng không tốt tiếp lời, nàng ngước mắt cùng Minh tu liếc nhau, ăn ý cười cười. Hôm nay gọi các ngươi đến chủ yếu là có hai chuyện muốn nói. Vật chủ tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp, bởi vậy tính tình tương đối lãnh đạm vực chủ mời nói lâu mộ yên cùng minh tu cung kính nói vực chủ ánh mắt ôn hòa nhìn xem hai người nói các ngươi tại thương lan bí cảnh bên trong biểu hiện phi thường tốt hiện tại có hai loại ban thưởng nhưng các ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại một là dựa theo nhân vật liên minh sẽ cống hiến đến ban thưởng có linh thạch cùng linh vật còn có một cái thượng phẩm thần khí hai là các ngươi có thể bái ta làm thầy làm đệ tử thân truyền vực chủ sau khi nói xong liền không nói thêm gì nữa chờ đợi hai người lựa chọn. Lâu mộ yên ngẩn người, nàng cuối cùng đã rõ dòng binh công hội lão tổ trong miệng đại cơ duyên là cái gì. Kỳ thật nếu là bái vực chủ vi sư, cái thứ nhất ban thưởng cũng thùng rỗng kêu to, chí ít thượng phẩm thần khí lấy vực chủ cấp bậc này phải ban cho cái tiếp theo vẫn là rất dễ dàng sự tình. Lâu mộ yên trong lòng cũng không có do dự trước tiên mở miệng, vực chủ, vãn bối lựa chọn loại thứ nhất ban thưởng nghe được nàng minh đế cùng dòng binh công hội lão tổ đều kinh ngạc vạn phần. Cơ hội như vậy bày ở trước mặt nàng vậy mà cự tuyệt, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nếu là đổi thành người khác tuyệt đối là không chút do dự lựa chọn loại thứ hai ban thưởng. Vực chủ cũng hiển nhiên không nghĩ tới lâu mộ yên sẽ cự tuyệt bái sư ban thưởng. Hắn cũng không tức giận, bên môi lộ ra một cái rất có thâm ý đường công hỏi. Tiểu nha đầu, người có thể hay không nói cho ta vì sao không tuyển chọn đầu thứ hai. Lâu mộ yên trên mặt thật có lỗi, cung kính trả lời, vãn bối tại thiên linh đại lục lúc đã từng chính thức bái nhập thiên toàn lão nhân môn hạ làm đệ tử thân truyền, cho nên chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất ban thưởng. Nàng nói rất quyển chuyển, nhưng tổng thể đến nói chính là biểu đạt nàng đã có sư phó, cũng không có bái những người khác làm sư phó dự định. Nghe nàng, trường minh tu sớm có suy đoán bên ngoài, cái khác ba người đều mỗi người có tâm tư riêng. Dòng binh công hội lão tổ đáy mắt lộ ra mấy phần tiếc núi, hắn kỳ thật hy vọng nhất lâu mộ yên bái vực chủ vi sư, tương lai có thế đi được càng xa hợp sẽ cũng là có lợi, chẳng qua nàng lý do cũng làm cho hắn đối nàng tâm tính nhiều hơn mấy phần thích, dòng binh công hội cần chính là người có tình nghĩa. Minh đế chẳng những không có cảm thấy lâu mộ yên không biết điều, ngược lại càng thưởng thức tâm tính của nàng, tại dạng này dụ hoặc hạ có thế quả quyết kiên trì bản tâm, trọng tình trọng nghĩa, con của hắn ánh mắt xác thực rất tốt, chương 784 vượt ngoại chiến trường tin tức, vực chủ nghe được lâu mộ yên giải thích sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ cảm xúc, tiểu nha đầu rất không tệ, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Minh Tu hỏi, ngươi đây, Minh Tu trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau đối vực chủ chấp tay nói, vãn bối nguyện ý lựa chọn loại thứ hai ban thưởng, hắn lựa chọn nhận vực chủ làm sư phó thứ nhất là lúc trước hắn tuyệt không làm qua ai thân truyền đệ tử, vực chủ có cái năng lực kia chỉ điểm hắn, thứ hai là hắn không biết vực chủ đối lâu mộ yên cự tuyệt có hay không sinh lòng bất mãn nếu là hắn bái đối phương vi sư chắc hẳn đối phương liền xem như bất mãn cũng sẽ không ở truy cứu tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta thân truyền đệ tử vực chủ hài lòng gật đầu ta trước đó chưa hề thu qua đệ tử ngươi là người thứ nhất có lẽ chính là cái cuối cùng lâu mộ yên từ chối nhã nhặn bái hắn làm thầy hắn cũng không tức giận đồng thời đối nàng ngược lại nhiều hơn mấy phần thích từ lần trước lâu mộ yên đi theo minh tu nhảy xuống không gian phong bạo sống chết có nhau đến bây giờ bởi vì hạ giới một đoạn tình thầy trò liền từ bỏ một cái tuyệt hảo bái sư cơ hội đều thuyết minh nàng là một cái phi thường trọng tình trọng nghĩa người vật chủ là đứng tại nhân vật đỉnh tim tồn tại tương lai không thể là vì nhân vật chống đỡ cả một đời giống như là lâu mộ yên dạng này có tình có nghĩa thế hệ trẻ tuổi mới là tương lai chèo chống nhân vật chủ lực lực lượng đương nhiên hắn đối minh tu là phi thường hài lòng không chỉ là đối phương bái hắn làm thầy cử động, mà là minh tu tính tình bản tính cùng thiên phú tạo nghệ đều phi thường hợp khẩu vị của hắn, hữu duyên mới có thể trở thành sư đồ, đây cũng là đã nhiều năm như vậy hắn một mực chưa thu qua đồ đệ một nguyên nhân, minh tu dâng lên bái sư trà, mời sư phụ uống trà, lập tức lại đi đi lễ bái sư, sư phụ là giống như phụ thân một loại tồn tại, vực chủ tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho minh tu nói, đây là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đa tạ sư phụ. Minh Tu không khách khí nhận lấy cất kỹ, lập tức vượt chủ lại lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn đưa cho Lâu Mộ Yên nói, đây là ngươi lần này tiến vào thương lan bí cảnh hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, trong những không gian còn có một chiếc nhẫn, bên trong chứa ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, đồ đệ vị hôn thê cũng coi là nửa cái đồ đệ, tăng thêm hắn đối Lâu Mộ Yên ấn tượng rất tốt, cho nên cũng không keo kiệt, đa tạ vượt chủ. Lâu Mộ Yên tiếp nhận chiếc nhẫn, vực chủ liền trong tay trà lại uống vào mấy ngụm, chậm rãi nói: "Ta hiện tại muốn đối các ngươi nói chuyện thứ hai, liên quan tới vực ngoại chiến trường các ngươi khả năng hiểu rõ không nhiều, hiện tại ta liền kỹ càng báo cho các ngươi, vực ngoại chiến trường là các thượng tiên đơn độc mở ra đến một cái không gian, mỗi lần mở ra liền sẽ có các giới mặt pháp cắt đem tất cả thiên phú tuyệt hảo thực lực đạt tới thiên nguyên cảnh thế hệ trẻ tuổi cưỡng ép truyền tống vào trong đó, các ngươi khả năng không biết" chúng ta vị trí quản linh giới kỳ thật chỉ là vũ trụ mênh mông bên trong giọt nước trong biển cả, còn có rất nhiều dị tộc giao diện đồng dạng tồn tại, mà không ít dị tộc giao diện sinh tồn hoàn cảnh rất ác liệt, nhưng là bọn hắn lại có được mạnh hữu lực tự thân thiên phú, chiến lực rất mạnh, cho nên bọn hắn liền muốn cướp đoạt cái khác giao diện tài nguyên, tài nguyên ai cũng chê ít, không ít thực lực cường hãng tài nguyên phong phú giao diện tộc đàn cũng đánh lấy đồng dạng chủ ý. Rất nhiều vạn năm trước, Quảng Linh giới liền bị không ít dị tộc tập kích qua, mỗi lần đều là trả giá cực lớn thậm chí giá cao thảm trọng mới đưa dị tộc đuổi đi ra. Tài nguyên vô luận là chủng tộc gì đều là khao khát có được đồ vật, bởi vậy tùy theo mang tới chính là vô tận chiến tranh. Các giới mặt tộc đàn hỗn chiến mấy chục vạn năm sau, không ít giao diện sụp đổ tan tành, không ít bí cảnh bởi vậy biến mất, hỗn loạn không chịu nổi, cho nên thượng giới thượng tiên ra mặt ngăn cản đồng thời mở ra vực ngoại chiến trường để các giới mặt tộc quần thế hệ trẻ tuổi ở bên trong tranh đoạt tài nguyên, kiếm lấy quân công, tiến vào vực ngoại chiến trường về sau, sẽ ngẫu nhiên chia làm hai phe cánh, liên quân lẫn nhau hợp tác góp nhặt quân công, cuối cùng thông qua đại quyết chiến lại quyết ra phe thắng lợi, quân công càng nhiều có thể đổi lấy tài nguyên càng nhiều, thắng lợi sau cùng một phương đem có thể an ổn vạn năm cũng hưởng thụ chiến bại liên quân giao diện tộc đàn đưa lên vô số tài nguyên làm toàn bộ đại lục nội tình. Bởi vậy vực ngoại chiến trường không chỉ là các ngươi bị truyền tống vào đệ tử trẻ tuổi chiến trường, cũng là các giới mặt tộc đàn ở giữa chiến trường, nó liên quan đến lấy toàn bộ quản linh giới hưng suy. Vực chủ sắc mặt mang theo vài phần nặng nề, Lâu Mộ yên nghĩ nghĩ hỏi, "Vực chủ, quản linh giới lần trước bên trong chiến trường vực ngoại là chiến thắng một phương, vẫn là thất bại một phương?" Vực chủ thở dài nói, "Quản linh giới tại tất cả giao diện tộc đàn bên trong thực lực chỉ là trung du trình độ." lần trước liên hợp quân đội thực lực cũng không có đối phương mạnh, cho nên thua, kia bồi không ít tài nguyên ra ngoài. Lâu mộ yên có chút nhíu mày thử thăm dò hỏi, vực chủ gật gật đầu, chúng ta quản linh giới tứ đại vực tại lần trước vực ngoại chiến trường sau thu thập đại lục một phần ba tài nguyên nộp lên cho thắng lợi giao diện tộc đàn liên quân chia cắt, cũng bởi vậy chúng ta tổng thể thực lực lại hạ xuống mấy phần, thấy lâu mộ yên sắc mặt hai người chìm xuống, vực chủ tiếp tục nói, chúng ta còn không tính là thảm nhất, tài nguyên vốn là khang hiếm chiến bại tộc đàn cơ bản muốn dốc hết toàn tộc lực lượng tiến đến một nửa trở lên tài nguyên dâng lên, quy định như vậy cũng không công bằng. Minh tu cao mày, vực chủ nhắm lại mắt, mở ra lúc tự dễ một tiếng, không công bằng lại có thể thế nào. Cái này kỳ thật đã là kết quả tốt nhất, nếu là mặt cho giao diện chiến tranh không ngừng bộc phát, những cái kia thực lực xếp tại phía sau tộc đàn sợ là cũng sớm đã diệt vong, trong mắt của hắn lộ ra bôi tinh quang, kỳ thật miễn là còn sống liền có hy vọng không phải tại bên trong chiến trường vượt ngoại cũng có thực lực đã từng xếp hạng sau cùng tộc đàn cuối cùng nghịch tập trở thành chiến thắng một phương đạt được lượng lớn bại phương tài nguyên sau nhanh chóng trưởng thành đương nhiên cái này cùng vận khí cơ duyên quan hệ cũng rất lớn chẳng qua dạng này nghịch tập vẫn là rất khó khăn dù sao mỗi lần vượt ngoại chiến trường kết thúc về sau rất nhiều tài nguyên phân phối không đều đều mà lại ai biết mình có thể hay không xui xẻo rút đến thực lực tương đối yếu một ít trận doanh lâu mộ yên mở miệng nói đúng thế nhưng lại không thể nào lựa chọn đây chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn mạnh được yếu thua vực chủ tiếp tục nói không phấn khởi liền phải bị nuốt cạnh tranh sinh tồn lâu mộ yên cùng minh tu đối vực chủ tương đối tán thành kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây chính là quy tắc vậy chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường về sau muốn làm sao kiếm lấy quân công đâu Lâu mộ yên hỏi, đánh giết đối địch trận doanh thế lực kiếm sư liền có thể kiếm lấy quân công, giết càng nhiều quân công càng cao, quân hàm cũng sẽ theo thay đổi, cho nên vực ngoại chiến trường quy tắc chính là một đạo bùa đòi mạng, người còn sống sót sau khi trở về đều có thể trở thành đại lục cường giả đỉnh cao. Vực ngoại chiến trường sáng lập địa điểm là đã từng một tòa khổng lồ chưa khai thác bí cảnh, tài nguyên phong phú, dù là qua mấy triệu năm, vẫn như trước tồn tại cơ duyên cực lớn, tăng thêm vực ngoại chiến trường quy tắc tàn khốc, Tiến vào người đều sẽ trải qua sinh tử nguy nan, cho nên tại bên trong chiến trường vực ngoại đột phá đến dung hợp cảnh người vô số kể, đại quyết chiến cuối cùng kỳ thực cũng là dung hợp cảnh cường giả ở giữa quyết đấu. Vực chủ ngừng một chút nói, mỗi một giới vực ngoại chiến trường quân công quy tắc đều sẽ tất cả thay đổi, tại các ngươi truyền vào sau khi đi vào, liên quân thống lĩnh sẽ hướng các ngươi ban bố cũng nhắc nhở chú ý hạng mục, chương 785, truyền tống đến vực ngoại chiến trường vực chủ hướng lâu mộ yên cùng minh tu đại khái giới thiệu một lần vực ngoại chiến trường tình huống các ngươi có vấn đề gì đều có thể nói ra hắn nhìn xem hai người nói lâu mộ yên nghĩ nghĩ hỏi vực chủ chúng ta tiến vào vực ngoại chiến trường về sau còn muốn rút thăm quyết định liên quân đồng minh sao đúng chẳng qua rút thăm là từ vực ngoại chiến trường tổ chức phán định đoàn lập tức rút ra vực chủ dừng một chút nói phán định đoàn sẽ đem lần trước hai bên giao diện tộc đàn toàn bộ đánh tan một lần nữa thu xếp dạng này cũng là vì phòng ngừa mạnh một phương càng ngày càng mạnh yếu một phương cũng chỉ có thua vận mệnh mà lại phán định đoàn tải rút thăm lúc đều là đem mỗi cái giao diện đại lục thực lực thống hóa thành mấy cấp bậc mỗi cái đẳng cấp bên trong lại lập tức rút ra một nửa riêng phần mình trở thành một phe cánh dạng này đôi bên trận doanh sau cùng thực lực kỳ thật không kém nhiều đương nhiên cũng không ít giao diện đại lục cuối cùng biểu hiện ra ngoài thực lực sẽ càng mạnh rất nhiều gián tiếp ảnh hưởng vực ngoại chiến trường trận doanh liên minh cuối cùng đại quyết thời gian chiến tranh thắng bại. Bởi vậy, các ngươi tiến vào vực ngoại chiến trường về sau không muốn xem thường bất kỳ một cái nào không đáng chú ý người, có thể bị truyền tống vào vực ngoại chiến trường đều là thế hệ trẻ tuổi tinh anh trong tinh anh. Minh Tu suy nghĩ sâu xa sẽ hỏi, sư phó, bên trong chiến trường vực ngoại kia chúng ta trận doanh liên minh ở giữa có chiến đấu phát sinh sao? Có, bên trong chiến trường vực ngoại tài nguyên so với quảng linh giới đến còn phải phong phú, chẳng qua hoang vắng phi thường khó tìm, chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ có vô số người cướp đoạt, trong đó liền sẽ có bản người trong liên minh. Vực chủ nói tiếp, đây cũng là không thể tránh né sự tình, dù sao có thế hợp tác liền tận lực hợp tác, không cách nào hợp tác trực tiếp đánh giết cũng không quan hệ. Đương nhiên, tại cần hợp tác đại nghĩa trước mặt các tộc bầy đều sẽ đoàn kết nhất trí, dù là có tư tâm, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Đánh giết mình một bên quân đồng minh không có quân công, nhưng cũng không có gì trừng phạt, cho nên các ngươi cùng trận doanh quân liên minh những tộc quần khác nhân chi ở giữa có thể hỗ trợ cùng có lợi, lại không thể không đề phòng, ngẫu nhiên vẫn sẽ có địch quân gian tế ẩn nút, vực chủ nhắc nhở, lâu mộ yên hai người gật gật đầu, xem ra vực ngoại chiến trường là mười phần hỗn loạn, khó trách nhiều người như vậy chết quan chết uổng, đúng, chúng ta quản linh giới bốn tộc đến vực ngoại chiến trường về sau là cần nhất lực lượng đoàn kết, đến lúc đó mỗi cái vực cường giả đều sẽ cường điệu cường điệu các ngươi là một thể ích lợi của các ngươi phía sau là toàn bộ quản linh giới lợi ích, nhưng bởi vì truyền tống là từ pháp tắt ngẫu nhiên chọn định tiến vào vực ngoại chiến trường mục tiêu, bởi vậy cũng không ít tư tâm rất nặng người, vì bảo mệnh cùng cướp đoạt tài nguyên cái gì đều làm ra được, các ngươi không thể không phòng. Vực chủ nói bổ sung, vâng, chúng ta rõ ràng, vực chủ sau đó lại đối hai người nói một chút chú ý hạng mục, cho hai người một phần vực ngoại chiến trường càng thêm tỉ mỉ chặt chẽ địa đồ từ hôm nay trở đi các ngươi liền lưu tại ta chỗ này bế quan tu luyện chờ đợi vực ngoại chiến trường mở ra đi vực chủ chuẩn bị tự mình chỉ đạo hai người tăng thực lực lên vâng đa tạ vực chủ sư phó tại cường hóa trong lúc tu luyện lâu mộ yên buông lỏng lúc liền sẽ từ đáy hồ động phủ chạy tới phượng gia bồi cha mẹ người thân vượt qua một đoạn nhàn nhã thời gian sau ba tháng một ngày trên bầu trời treo trên cao lấy mặt trời đột nhiên bị tầng mây thôn phệ toàn bộ quảng linh giới ở vào đen kịt một màu bên trong hắc ám thời gian rất ngắn, thời gian một nén hương đều không có, làm ba ngày chi quan lần nữa bao phủ đại lục lúc, tất cả mọi người phát hiện toàn bộ thiên linh đại lục thế hệ trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ đã không hiểu biến mất, không ít người tâm tình vào giờ khắc này đều cùng lâu mạc vũ, phượng nguyệt hân, trừ lo lắng chính là lo lắng, bọn hắn ba huynh muội đều được tuyển chọn truyền tống đi vào, cũng không biết có thể hay không cùng một chỗ. Phượng Nguyệt Hân Mỹ Mạo trên mặt đều là vẻ u sầu. Lâu Mạc Vũ trong mắt cũng tận là thần sắc lo lắng, hắn ôm Phượng Nguyệt Hân trấn an nói, trong tay bọn họ đều có minh tu luyện chế vòng tay, liền xem như không có tập trung truyền tống cùng một chỗ cũng đều sẽ rất mau tìm đến đối phương, ừm, chỉ hy vọng ba người bọn họ đều có thể bình an trở về. Phượng Nguyệt Hân mấp mấy môi nói, Lâu Mạc Vũ tay nắm thật chặt, ánh mắt kiên định, nhất định sẽ, đúng mộ yên chạy để chúng ta chiếu cố một chút nàng rời đi về sau có thể sẽ từ thiên linh đại lục phi thăng lên đến các bằng hữu gần đây chúng ta liền lưu tại phượng gia đi phượng nguyệt hân nói nhi nữ tiến vào hung hiểm vô cùng vực ngoại chiến trường nàng cũng không có tâm tình gì đi thám hiểm bí cảnh tốt lâu mạc vũ ánh mắt sâu xa lâu mộ yên cùng minh tu lúc đầu đang tu luyện đột nhiên bị một đoàn xuất hiện hắc quan bao phủ cuối cùng biến mất tại đáy hồ động phủ khi bọn hắn bị truyền tống đến lúc rơi xuống đất, chỉ phát hiện chung quanh tất cả đều là đen nghiệp đám người. Tại không biết địch bạn trạng thái tất cả mọi người cảnh giác nhìn bốn phía làm lấy phòng bị, lâu mộ yên hai người cũng không ngoại lệ. Đây là một chỗ rất bao la bình đài, bình đài phương xa còn có thế trông thấy từng tòa cao thấp có thứ tự phân bộ lấy công trình kiến trúc. Lâu mộ yên quan sát một phen bốn phía về sau, trên tay mang theo màu vàng kim nhạt vòng tròn bỏng bỏng, nàng nhìn xem Minh Tu nói, anh ta bọn hắn khả năng liền tại phụ cận, nàng cùng Minh Tu trước đó cùng một chỗ tu luyện, rất may mắn bị truyền tống lại với nhau, chẳng qua từ trên vòng tròn cảm ứng đến xem, lâu mộ bạch bọn người cách các nàng đều không phải rất xa, chúng ta đi tìm bọn hắn tụ hợp đi. Minh Tu lấy ra bản mệnh trận bàn tay nắm lâu mộ yên chậm rãi trong đám người đi tới, lúc này không chỉ chỉ bọn hắn đang tìm kiếm đồng bạn, những người khác cũng là, hiện tại còn chưa phân trận doanh liên minh, Mặc dù bốn phía khắp nơi đều là dị tộc, nhưng là thật không có ai chủ động ra tay, chỉ là phòng bị người khác. Tại Minh Tu trận bàn chỉ dẫn dưới, hai người rất nhanh liền tìm được lâu mộ bạch cùng lâu mộ đình, tiếp lấy dạ thanh hàng, dòng binh công hội người, Minh cung hoàng tộc người cùng người của Phượng Gia cũng dần dần từng cái tìm tới. Trong đó trên đường gặp được nhân vật quen biết người cũng đều tụ tập lại với nhau, ẩn ẩn lấy Minh Tu cầm đầu. Dạng này tìm kiếm ước chừng qua ba ngày, tại người bọn họ muốn tìm đều tụ hội lúc, một áo đen tóc đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện ở phía này bát ngát trên bình đài không, yên tĩnh. Thanh âm của nàng mang theo vài phần khàn khàn nhẹ nhàng chậm chạp, phản phất mang theo một loại trấn định lòng người lực lượng. Trên người nàng toát ra đến khí tức làm cho không người nào có thể cảm giác tu vi. quản chi lúc này nàng nhìn qua giống như là một phàm nhân, nhưng là không có bất kỳ người nào dám kinh thị nàng. Bởi vì càng như vậy kiếm sư, thực lực của nàng đẳng cấp khả năng càng cao, nàng hẳn là một vị cường giả tuyệt thế tiếng nói của nàng rơi xuống về sau lúc đầu rộn rộn ràng ràng ầm ĩ vô cùng bình đài nháy mắt yên tĩnh im ắng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung nữ tử áo đỏ có thể tại lúc này xuất hiện người nói chuyện tuyệt đối không phải người bình thường tóc đỏ nữ tử thần sắc đạm mạc nàng cúi đầu lướt qua phía dưới đám người mở miệng lần nữa ta là các ngươi một phương này trận doanh liên minh quan chỉ huy tối cao một trong tên ta là khải lạc hy nghe được nàng người ở chỗ này đều giật mình chẳng qua cũng nháy mắt minh bạch người chung quanh cũng đều là thuộc về cùng một chiến tuyến liên minh. Chương 786, Huy chương cùng quân hàm, Khải Lạc Hy chú ý tới ở đây biểu tình của tất cả mọi người. Như các ngươi suy nghĩ, đứng ở chỗ này tất cả giao diện tộc đàn người đều là cùng thuộc tại một phe cánh liên minh. Lần này vượt ngoại chiến trường chia làm đen đỏ hai phe trận doanh, chúng ta chỗ trận doanh vì hắc phương. Đợi chút nữa có phe ta quân nhu quan sẽ vì các ngươi mỗi người phối phát một cái thân phận đại biểu huy chương, huy chương màu sắc là màu đen xám, đồng dạng, địch quân trận doanh huy chương thì làm đỏ xám sắc. Huy chương là các ngươi lần này vượt ngoại chiến trường thân phận biểu tượng, đồng thời cũng có thế theo quân công tích lũy mà thăng cấp. Màu đen xám giao nhau huy chương là cấp bậc thấp nhất, đại biểu cho binh sĩ danh hiệu, trắng đen xen kẻ đại biểu cho giáo úy quân hàm, đen ngân giao nhau đại biểu cho đốc thống quân ngậm, hắc kim giao nhau đại biểu cho đại tướng quân ngậm, đen tuyền huy chương là đẳng cấp cao nhất đại biểu cho nguyên soái quân hàm. Các ngươi tất cả mọi người tiến vào vực ngoại chiến trường đều là bình đẳng binh sĩ danh hiệu đen xám giao nhau huy chương, muốn tăng lên danh hiệu liền phải đi sông quân công, quân công tính gộp lại đến nhất định độ liền có thể hướng lên trên thăng cấp, thăng cấp quân công tính gộp lại số tại huy chương của các ngươi bên trong đều có ghi chép, các ngươi có thể tự mình tìm đọc, hiện tại có vấn đề gì sao? Nữ tử nhàn nhạt nói, cho các ngươi một chén trà thời gian đặt câu hỏi, hỏi xong ta nói tiếp cái tiếp theo sự tình, tiền bối xin hỏi tích lũy quân công tấn cấp quân hàm có làm được cái gì sao một vóc dáng thấp bé khuôn mặt có chút xấu xí nam tử hỏi tóc đỏ nữ tử nhàn nhạt trả lời tích lũy quân công có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện tấn cấp đến đẳng cấp khác nhau quân hàm lấy được cố định tài nguyên cũng là khác biệt quân hàm càng cao lấy được tài nguyên tự nhiên là càng nhiều đương nhiên quân hàm càng cao là có lợi tệ lợi chính là tại trận doanh đồng minh bên trong lấy được ban thưởng cùng tài nguyên rất cao còn có thế đồng thời hưởng thụ được bên ta phối cấp quân đội nhưng là cũng đồng thời mang ý nghĩa sẽ trở thành địch quân thế lực trọng điểm muốn ám sát đối tượng các ngươi giết chết địch quân binh sĩ cùng giết chết địch quân nguyên soái đạt được quân công tuyệt đối là cách biệt một trời quân hàm càng cao quân công càng cao thì thường xuyên phải gặp đến địch quân tập kích cùng ám sát đây chính là tệ nạn chẳng qua chỉ cần đi vào vực ngoại chiến trường liền đại biểu cho nguy hiểm đầu của các ngươi tùy thời đều thắt ở bên hông có rơi xuống khả năng cho nên buông tay ra đi xung kích quân công mới là lựa chọn tốt nhất, tính gộp lại quân công đổi lấy tài nguyên, tu vi cùng thực lực đạt được tăng lên là các ngươi không cách nào tưởng tượng, quân hàm đến nhất định cao độ sau liền có thể tham dự trận doanh đồng minh hội nghị cấp cao, có ích rất lớn. Nữ tử lướt qua phía dưới hỏi, các ngươi còn có vấn đề sao? Xin hỏi tiền bối, chúng ta bây giờ tiến vào vực ngoại chiến trường về sau muốn làm sao tìm kiếm địch quân thế lực tích lũy quân công? Phía dưới có một người hỏi: Ngươi hỏi vấn đề tại thân phận của các ngươi huy hiệu bên trong đều có ghi chép, xuống tới về sau mình đi xem." Nữ tử trả lời, "Tiền bối, thân phận của chúng ta huy hiệu có phải là có rất nhiều công năng tác dụng?" Lại có một người đặt câu hỏi, nữ tử nói, "Thân phận của các ngươi huy hiệu chẳng những là chứng minh thân phận vẫn là quân công chứng minh, nói cách khác các ngươi đánh giết đối địch trận doanh người cần gỡ xuống đối phương huy hiệu đánh lên dấu ấn tinh thần của chính mình, trụ sở liên minh khả năng thống kê ra quân công" Các ngươi nếu là bị giết, đối phương cũng tương tự muốn làm như thế khả năng ghi chép quân công. Các ngươi mỗi một cái thân phận huy chương đều là từ thập phẩm trận pháp sư khắc lục qua hoàng mỹ thông tin trận pháp, chúng ta trận doanh liên minh tổng bộ muốn ban bố tất cả tin tức đều là thông qua huy chương truyền đạt cho các ngươi. Huy chương còn có một cái vô cùng trọng yếu công năng, đó chính là trận pháp liên minh ở giữa thành viên có thể tương thông qua huy chương liên hệ, đối thoại thậm chí cầu viện. Cái này một cái công năng tại bên trong chiến trường vực ngoại là dài nhất dùng, nữ tử sau khi nói xong, có người lại xách hai cái không phải rất trọng yếu vấn đề, một chén trà thời gian vừa đến, nữ tử liền không tiếp tục để người đặt câu hỏi. Bên trong chiến trường vực ngoại linh khí 10 phần dồi dào, các ngươi mỗi một năm có thể lưu tại trụ sở liên minh nghỉ ngơi 3 tháng đến thời gian nửa năm, chẳng qua cần tiêu tốn quân công điểm thuê lại trụ sở liên minh cũng sẽ có chuyên môn khu giao dịch tạo điều kiện cho các ngươi hối đoái hoặc là nơi giao dịch thứ cần thiết phi thường thuận tiện binh sĩ cấp bậc người mỗi một năm yêu cầu tổ đội ra ngoài đi săn nửa năm nửa năm sau thay đổi những người khác muốn tiếp tục kiếm lấy quân công người có thể tự hành thu xếp yêu cầu nhất định phải có nửa năm đi tuần đi săn cũng là vì phòng ngừa có người lợi dụng sơ hở một mực trốn ở trụ sở liên minh hoặc là một nơi nào đó trụ sở liên minh không cho phép ẩu đấu sự kiện phát sinh nếu không dựa theo quân pháp xử trí, quân pháp phép tắc tại huy chương bên trong cũng đều có kỹ càng ghi chép. Hiện tại tất cả mọi người có thể tại trụ sở liên minh đi dạo nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tổng bộ quân nhu quan sẽ đem các ngươi phân tổ sau đó bắt đầu chấp hành đi sang nhiệm vụ. Nữ tử tản mát ra một cổ siêu dung hợp thiên nhân cảnh khí tức, sắc bén mà nói, nếu là có ai dám làm phản đồ hoặc là nghĩ lợi dụng sơ hở, đem nhận quân pháp xử trí, chỉ có một con đường chết, khí thế của nàng vừa để xuống mở bộ phận, người ở chỗ này đều cảm thấy một loại phi thường nặng nề cảm giác áp bách. Bọn hắn hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần nữ tử nguyện ý, chỉ dùng một cái ý niệm liền có thể đem bọn hắn người nơi này toàn bộ giết chết. Hiện tại các ngươi đi trụ sở liên minh đại sảnh, dựa theo giao diện danh tự xếp hàng nhận lấy thân phận của mình huy chương, tương lai tích lũy quân công tấn cấp quân hàm về sau cũng không cần tại đàng hoàng xếp hàng, nên hưởng thụ đặc quyền đồng dạng cũng sẽ không thiếu thân phận của các ngươi huy chương bên trong có vực ngoại chiến trường kỹ càng giới thiệu cùng đã thăm dò ra tới địa đồ hưởng thụ đặc quyền cũng ở trong đó chờ huy chương đến tay sau các ngươi tự hành tìm đọc trận doanh liên minh quan chỉ huy tối cao trừ ta ra còn có hai vị bọn hắn sẽ tại một năm về sau đạt tới đến lúc đó tự sẽ hướng các ngươi giới thiệu nữ tử đưa tay chỉ chỉ nơi xa cao nhất kia một tòa kiến trúc vật các ngươi hiện tại có thể đến đó nhận lấy thân phận huy chương Nàng sau khi nói xong quay người lại liền biến mất ở giữa không trung, khí tức hoàn toàn không có, giống như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, vị tiền bối kia chẳng lẽ là thượng tiên tu vi. Ta cảm giác nàng uy áp so gia tộc dung hợp thiên nhân cảnh lão tổ mạnh lên quá nhiều. Có người xì xào bàn tán, hẳn là cái này một mảnh vực ngoại chiến trường đều là thượng giới thượng tiên mở ra đến, bọn hắn thu xếp mấy vị thượng tiên làm mỗi một phương trận doanh quan chỉ huy tối cao cũng nói còn nghe được có người cẩn thận nói thượng giới thượng tiên hẳn là cũng có truy cầu cùng phân chia thế lực hai phe trận doanh ở giữa đối chiến cũng có thể là cùng thượng giới một ít thế lực móc nối không ít người đều ở trong lòng như vậy suy đoán nhưng lại không có người nào dám nói ra lâu mộ yên một đoàn người tuyệt không tham dự những người kia thảo luận mà là hướng thẳng đến quan chỉ huy tối cao chỉ đại điện tiến đến đến cửa đại điện bọn hắn xem như tới trước người bởi vậy xếp tại phía trước rất nhanh thuộc về thiên linh đại lục phái phát huy chương quân nhu quan ra tới theo trình tự nhận lấy thân phận huy chương mỗi đến một người lúc cần đem tinh huyết nhỏ tại thân phận huy chương cùng một viên ngọc giảng bên trên phía trên ấn có mỗi người dấu ấn tinh thần tinh huyết cùng tinh khí cuối cùng ngọc giảng trụ sở liên minh bảo tồn đệ đơn tương lai cùng huy chương đối ứng chờ lâu mộ yên một đoàn người lĩnh xong huy chương sau khi ra ngoài phát hiện phía sau bọn hắn sắp xếp mấy dài xếp hàng ngũ căn bản không nhìn thấy cuối cùng cái khác giao diện nhận lấy chỗ cũng là như thế, chương 787, đi sang đội ngũ, trận doanh trụ sở Liên Minh cho ra 3 ngày thời gian thật đúng là không nhiều, nhiều người như vậy xếp hàng nhận lấy huy chương không sai biệt lắm liền dùng 3 ngày thời gian. Lâu Mộ Yên một đoàn người không có chậm trễ hàng trước nhất nhận lấy huy chương sau ngay tại trụ sở Liên Minh nhìn chung quanh một lần, nơi này công trình kiến trúc cổ xưa xa xăm, sợ là làm sao đều có mấy vạn năm trở lên lịch sử. An Vũ Kim cảm thán nói: Minh Tu ánh mắt sâu u, khẽ cười nói, nơi này trận doanh liên minh hẳn là một mực tiếp tục sử dụng xuống tới, mỗi một giới tham gia vực ngoại chiến trường thuộc về màu đen trận doanh người đều là ở đây tập hợp, cửu đệ làm sao thấy được. Thất hoàng tử cười hỏi, nơi này bên ngoài bao phủ thập phẩm công phòng nhất thể trận pháp, mỗi tòa nhà vật đều có cấm chế, đồng thời từ cấm chế hư hại độ đến xem, hẳn là cách mỗi hơn ngàn năm liền sẽ hao tổn một lần. Minh Tu trả lời. Lâu mộ yên cười tiếp lời nói, mà lại nơi này có rất nhiều nhân sinh tồn vết tích, hẳn là đều đã từng tham gia vực ngoại chiến trường người lưu lại. Các ngươi hai thật đúng là không hổ là trận pháp cao thủ, thời gian ngắn như vậy liền có thể nhìn ra ngoại vi thập phẩm trận pháp cùng công trình kiến trúc bốn phía cấm chế. Hạ Hiên dạ cười nói, lâu mộ yên chỉ chỉ cách đó không xa một cái quảng trường nói, chúng ta tới trước nơi nào nghỉ ngơi đi, không phải đợi ngày mai có lẽ liền không có vị trí những người khác nhớ tới clip nha lip nhíp đám người cũng đồng ý ý kiến của nàng không nghĩ tới trừ chúng ta quảng linh giới bên ngoài còn có nhiều như vậy ngang nhau dị tộc giao diện ta vẫn cho là mình tại thế hệ trẻ tuổi bên trong còn tính là không sai nhưng nhìn đến nhiều như vậy tin anh trong tin anh về sau ta mới phát hiện mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều hạ hiên dạ ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói thất hoàng tử nhún nhún vai nói đúng vậy a à. lại tới đây người cơ bản đều là thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi tuổi tác đều không có vượt qua 60 tuổi, dạng này người tùy tiện đặt ở một đại gia tộc tuyệt đối là sắp xếp bên trên thứ tự thiên tài nhân vật thủ lĩnh, nhưng đến nơi này quả thực liền cùng rau cải trắng không sai biệt lắm, cho nên mới để các ngươi tốt hơn thấy rõ hiện thực cùng mình, để các ngươi rõ ràng chính mình kỳ thực còn kém rất nhiều. Lâu mộ yên chững chạc đàng hoàng nói, Minh Tu trên mặt cũng lộ ra mấy phần nghiêm túc đối một đoàn người nói, Yên Nhi nói rất đúng, lại tới đây về sau chúng ta sẽ không còn là đã từng mang theo quan hoàng thiên tài chúng ta chỉ là vực ngoại chiến trường vô số sinh linh bên trong tầm thường nhất một hạt cát ta hy vọng mọi người không muốn thất vọng càng không được còn ôm lấy đã từng những cái kia quan hoàng bằng không đợi đối đãi chúng ta chính là tử vong hắn dừng một chút tiếp tục nói ta hy vọng chờ vực ngoại chiến trường kết thúc lúc chúng ta một cái đều không ít bình an trở về hắn cũng không nghĩ ở thời điểm này quét mọi người hưng nhưng ba ngày thời gian thích ứng quá ngắn chỉ có từ giờ khắc này bắt đầu dựng nên ý thức nguy cơ mới có thể càng cũng may hơn nơi này sinh tồn tiếp, nghe lời của hai người những người khác lộ ra nghĩ lại thần sắc, đúng a à. Nơi này mỗi người đều là các đại giới mặt trong tinh anh thiên tài, bọn hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, đây chính là hiện thực tàn khốc, kỳ thật truyền vào vực ngoại chiến trường cũng rất tốt. Lâu mộ yên thấy bầu không khí nặng nề mở miệng cười nói, thất hoàng tử không cao hứng liếc nàng một cái, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi hiếu chiến cùng biến thái A, các ngươi có 10 thành lòng tinh lưu tại Quảng Linh giới liền có thể tấn cấp đến dung hợp cảnh sao? Lâu mộ yên nhíu nhíu mày hỏi, nghe được nàng phần lớn người đều lắc đầu, muốn nói có mấy phần chắc chắn còn có thể, nhưng nắm chắc 10 phần quá mơ hồ, dù sao dung hợp cảnh là một cái rất lớn đường ranh giới, đã từng Quảng Linh giới rất nhiều kiệt xuất thiên tài cuối cùng đều không thể bước vào đến một bước này. Bọn hắn cũng không dám cắt định mình liền có thể. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ qua không có, chỉ cần đi vào vực ngoại chiến trường về sau, căn bản cũng không có tấn cấp không đến dung hợp cảnh kiếm sư. Lâu mộ yên nói, nơi này chẳng những tài nguyên phong phú, khắp nơi đều là cơ duyên, trọng yếu nhất chính là nơi này bốn phía ẩn núp sinh tử tồn vong cạnh tranh nguy cơ. Tu luyện người nếu là quá an nhàn muốn tấn cấp đến dung hợp cảnh về mặt tâm cảnh liền kém một bậc bao nhiêu đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong đám thiên tài bọn họ tại cái này tu vi thượng thể mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, đó chính là thiếu khuyết nguy cơ sinh tử cảm giác, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, mỗi một cái đều là dung hợp cảnh, đến lúc đó quảng linh giới cũng không có nhiều địa phương có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta, khi đó không chỉ là gia tộc sẽ bằng vào chúng ta làm vinh, chúng ta còn có thể để cho quan tâm thân bằng hảo hữu yên ổn, cho nên đã không thể nào lựa chọn, vậy chúng ta liền phải đi thích ứng đi hưởng thụ hoàn cảnh như vậy, phá mà đứng chính là chúng ta đi vào vực ngoại chiến trường mục tiêu lớn nhất, nói tốt, Dòng binh công hội một người sư huynh nói, những người khác tâm cũng đi theo sụt sôi lên, nếu là bọn hắn lấy cái tuổi này liền tiến vào dung hợp cảnh, kia sau khi ra ngoài còn không phải đem gia tộc bên trong thường xuyên răng dạy bọn hắn đám lão già này làm hạ thấp đi, ngẫm lại đều mừng thầm. Minh Tu đáy mắt ẩn lấy nồng đậm ý cười, nhà hắn yên nhi chính là lợi hại, thời gian ngắn như vậy liền đem mọi người lúc đầu không yên tâm ổn định lại, ngưng tụ một cổ đối tương lai tràn ngập hy vọng lực lượng. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, lâu mộ yên các nàng chỗ quảng trường bên trên đều là ngồi xếp bằng người, giữa không trung một thân cao năm thước khôi ngô đại hán đột nhiên xuất hiện, ta là trận doanh liên minh quân nhu quan Các Phong, tương lai các ngươi chém giết đối địch trận doanh người tích lũy lên quân công, có thể tới ta chỗ này đổi lấy tài nguyên, đương nhiên, các ngươi nếu là tại bên trong chiến trường vực ngoại tìm kiếm được đối với mình không có bao nhiêu tác dụng linh vật, linh thảo cùng vật liệu cũng có thể đến chỗ của ta đổi lấy có thể sử dụng linh thạch giao dịch, cũng có thể sử dụng quân công điểm giao dịch, vâng. Người phía dưới cung kính trả lời, Khôi Ngô đại hán rất nhanh liền biến mất giữa không trung, tiếp lấy rất nhiều mặt khôi giáp trận doanh trụ sở Liên Minh sĩ quan đi ra, mỗi người trong tay đều cầm một bản sổ tay, trong đó một tên mang theo mặt nạ màu đen nhìn không ra khuôn mặt thanh âm nam tử máy móc băng lãnh nói, hiện tại chúng ta tuyên bố gần đây 3 tháng đi săn đội ngũ danh sách, không có niệm đến danh tự người có thể tại trụ sở Liên Minh nghỉ ngơi cũng có thể tự do hoạt động, sau 3 tháng làm đợt thứ hai tiểu đội hành động, vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, không muốn phớt lờ, ta tin tưởng sau 3 tháng đợt thứ nhất đội ngũ trở về về sau, hết thảy mọi người số đem giảm bớt 3 người một trong trở lên, đương nhiên, đây cũng là các ngươi kỳ ngộ, tích lũy đủ lực đi kiếm lấy quân công đi, hiện tại ta tuyên bố tổ thứ nhất thành viên, đến từ sư tinh đại lục, hắn bắt đầu tuyên bố danh sách về sau chỉ có bị điểm đến danh tự người tài nghe được thanh âm của hắn cái khác sĩ quan cũng cầm lấy danh sách bắt đầu đọc tới, chờ phía trước chấp hành đi sang nhiệm vụ đội ngũ phân phối xong đã là hai canh giờ về sau. Ngày mai rạng sáng niệm đến danh tự tiểu tổ người toàn bộ tại quảng trường này bên trên tập hợp, mỗi một tiểu đội sẽ có một sĩ quan mang các ngươi đi trước thích ứng vực ngoại chiến trường, giáo hội các ngươi như thế nào sinh tồn. Tên kia mang theo mặt nạ nam tử lạnh lùng nói, chỉ lần này một lần, về sau nơi này chính là thuộc về chính các ngươi chiến trường, chờ các quân quan sau khi đi, Tất cả người quen biết đều tụ cùng một chỗ thảo luận danh sách, lâu mộ yên mấy người cũng không ngoại lệ. Trong các nàng cũng bị đánh tan thành hai đợt đội ngũ, lâu mộ yên, minh tu, dạ thanh hàng phân tại đợt thứ nhất đi sang đội ngũ, mà lâu mộ bạch hai huynh đệ cùng an vũ khiêm chờ thì đều bị phân tại ba tháng về sau đi sang trong đội ngũ. Chương 788, Sư Huynh là Giang Tế, phân tổ sau khi hoàn thành, lâu mộ yên một đoàn người chuẩn bị chờ đợi ngày thứ hai xuất phát, đêm khuya, một đoàn hắc quan rơi xuống, một nam tử áo trắng hiện ra thân hình, dạng này đột phát sự kiện hấp dẫn ánh mắt mọi người, lâu mộ yên mở to mắt nhìn sang kinh ngạc vô cùng, nàng phát hiện cái kia mới truyền tống vào người nơi này thế mà là sư huynh của nàng, lâu mộ yên còn chưa tiến lên liền gặp tô cẩm bị nơi này quan chỉ huy tối cao một trong khải lạc khi mang đi, sư huynh đây là làm sao rồi? Lâu mộ yên trong mắt đều là vẻ lo lắng tại trong mấy ngày này các nàng tìm lượt trận doanh trong liên minh người đều không có phát hiện tô cẩm minh tu luyện chế cho tô cẩm liên tin tức vòng tròn cũng không có phản ứng các nàng đều coi là tô cẩm không có bị truyền tống vào vực ngoại chiến trường nhưng lại không nghĩ tới sẽ là hiện tại loại tình huống này minh tu nhíu nhíu mày lại cũng mười phần không hiểu chờ một chút hẳn là liền biết lâu mộ bạch mấy người đều lộ ra vẻ lo lắng đối dạng này đột phát tình huống thực sự có chút không hiểu thấu không ít người cũng tại nhỏ giọng nghị luận người kia là ai làm sao hiện tại mới truyền tống vào đến không biết ta nhìn giống như là quảng linh giới tộc quần người có lẽ là phát tắc truyền tống lúc xảy ra vấn đề cho nên hiện tại mới truyền tống vào tới đi hắn có thể hay không thân phận không tầm thường lâu mộ yên đám người khẩn trương một mực tiếp tục đến tô cẩm đi theo một sĩ quan từ trụ sở liên minh ra tới hắn một lần nữa nhận lấy thân phận huy chương cũng bị phân đội ngũ hắn bị phân tại đợt thứ nhất đi săn trong đội ngũ tên kia sĩ quan liên minh đại khái cùng hắn nói ra tình huống nơi này quy tắc sau liền rời đi, sư huynh, nơi này. Lâu mộ yên đối tô cẩm truyền âm, nâng tay lên quơ quơ, tô cẩm quay người nhìn thấy lâu mộ yên một đoàn người, lúc đầu căng thẳng mặt buông lỏng rất nhiều, ánh mắt lộ ra tia tiếu ý, bước nhanh tới, yên nhi, các vị tốt, sư huynh ngươi không sao chứ. Lâu mộ yên trên dưới dò xét tô cẩm một lần phát hiện không có việc gì mới thở vào nhẹ nhõm, tô cẩm cười yếu ớt nói, ta không sao, vậy sư huynh ngươi làm sao hiện tại mới bị truyền vào vực ngoại chiến trường? Lâu mộ yên hiếu kỳ hỏi, tô cẩm nghĩ nghĩ nhìn xem Minh Tu nói, có thế bố trí một cái nói chuyện thuận tiện trận pháp sao? Minh Tu gật gật đầu lập tức lấy ra một cái cửu phẩm cách âm trận pháp cầu bóp nát, một tầng trong suốt vòng sáng trong khoảnh khắc biến mất giống như là chưa hề xuất hiện qua, ta trước đó bị truyền tống đến hồng phương trận doanh liên minh. Tô Cẩm sau khi ngồi xuống tuôn ra một tin tức quan trọng lâu mộ yên kinh ngạc nói tại sao có thể như vậy cái kia sư huynh ngươi là như thế nào về tới đây đến ta bị pháp tắc truyền tống đến hồng phương trận doanh coi ta nhận lấy xong thân phận huy chương cùng hiểu rõ hồng phương trận doanh tình huống sau lại bị truyền tống đến nơi này cô cẩm thở dài nói lâu mộ yên nhíu chặt lông mày khải tiền bối nói như thế nào đây nàng nói ta là pháp tắc chọn định xong trọng thân phận gian tế cô cẩm có chút bất đắc dĩ nói a à, lâu mộ yên há hốc miệng ba nghĩ nghĩ đem mình phân tích hỏi ra ý của ngươi là ngươi lĩnh được hồng phương thân phận huy chương còn tại trên thân cho nên ngươi thuộc về hắc phương trận doanh tại hồng phương giang tế sao yên nhi thật sự là thông minh tô cẩm khẽ cười một tiếng nói ta cũng không có nghĩ đến mình sẽ bị tuyển định làm song trọng thân phận cứ như vậy tình huống đây không phải là mang ý nghĩa chúng ta hắc phương trong trận doanh cũng không ít giang tế rồi lâu mộ bạch mở miệng hỏi tô cẩm gật gật đầu đúng dù sao sẽ không thấp hơn 100 người, kỳ thật cái số này so với toàn bộ trận doanh người mà nói quả thực là không có ý nghĩa, nhưng nhiều khi thường thường cũng là dạng này vật không ra gì sẽ ảnh hưởng toàn bộ toàn cục, cho nên đối với không biết cùng trận doanh tộc đàn chúng ta vẫn là muốn nhiều hơn đề phòng mới là. An Vũ Kim cẩn thận nói, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói, những người khác có lẽ sẽ sợ hãi gian tế, nhưng là chúng ta lại có thể không cần quá nhiều lo lắng, vì cái gì? Mọi người thấy nàng bởi vì sư huynh trên thân có hồng phương thân phận huy chương đến lúc đó có thế cảm ứng được đối phương huy chương khí tức chỉ cần vừa xuất hiện dạng này người chúng ta liền làm tốt phòng bị lâu mộ yên nháy mắt mấy cái nói đúng a à. mà lại chúng ta nếu là gặp hồng phương đội ngũ tô huynh còn có thế đề tỉnh một câu an vũ kim cười nói minh tu câu môi bổ sung đến lúc đó ta luyện chế một cái có thế che đậy hắc phương thân phận huy chương trận pháp cấm chế cầu Tô Huynh đeo ở trên người địch quân liền phát hiện không được hắn song trọng thân phận, biện pháp này tốt, Tô Cẩm Vốn đang vì chính mình song trọng thân phận bất đắc dĩ không thôi, chẳng qua nghe lâu mộ yên cùng Minh Tu ngược lại ngược lại là may mắn mình bị chọn trúng trở thành song thân phận người. Ban đêm hôm ấy, cũng không có người chân chính nhập định tu luyện, cơ bản đều là ôm lấy một viên tâm tình thấp thỏm, lâu mộ yên cùng Minh Tu đem không ít phòng hộ an toàn đồ vật đưa cho lâu mộ bạch để hắn đến lúc đó phân phát cho phía sau một đợt đi sang đội ngũ quan hệ không tệ người. Lâu mộ yên suy xét liên tục vẫn là đem diễu diễu để lại cho lâu mộ đình. Một là để bọn hắn tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, hai là nàng thực tình không bỏ xuống được lâu mộ đình. Có diễu diễu ở bên cạnh hắn, nàng sẽ an tâm rất nhiều, cũng có thế tùy thời truyền lại hai vị ca ca tin tức tình huống. Ngày thứ hai, thiên tài hơi sáng, trận doanh trụ sở liên minh đi tới trên trăm tên sĩ quan. Trận doanh liên minh khu cư trú nếu không phải trận doanh trụ sở liên minh người vô điều kiện ở lại, nếu không phải là cần tiêu tốn quân công điểm mua thời gian. Hiện tại tất cả mọi người quân công điểm đều vì số không, bởi vậy chỉ có thể tại các đại quảng trường trải qua đêm. Đợt thứ nhất đi săn đội ngũ lại bị chia làm 100 con tiểu phân đội, mỗi một chi từ 2 đến 300 người tạo thành. Từ nơi này liền có thể nhìn ra dị tộc giao diện vô cùng nhiều, bởi vậy truyền vào chiến trường đám thiên tài bọn họ nhân số cũng là rất khả quan số lượng tương đối may mắn là lâu mộ yên cùng đến từ quảng linh giới nhân vật người cơ bản đều bị phân đến một tổ lâu mộ yên cùng minh tu thô sơ giản lược tính toán dưới toàn bộ quảng linh giới bao quát nhân vật hải vực yêu vực cùng ma vực bị truyền vào vực ngoại chiến trường thiên tài một đời nhóm ước chừng có 3.000 người cái này 3.000 người chính là toàn bộ quảng linh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài tinh anh cũng không biết vực ngoại chiến trường kết thúc về sau có thể còn sống trở về sẽ có bao nhiêu chỉnh lý tốt đội ngũ về sau một dáng người mảnh mai mọc ra hai con nhọn lỗ tai mặt màu đen quân trang nam tử đi đến lâu mộ yên chi đội ngũ này trước mặt các ngươi tốt ta gọi nguyệt triệt là phụ trách các ngươi chi tiểu đội này đi săn sĩ quan trên mặt hắn mang theo giống như nụ cười tựa như gió xuân tại đi săn trong vòng ba tháng ta sẽ cùng mọi người cộng đồng vượt qua ta đối với các ngươi chỉ có ba cái yêu cầu một là nghe chỉ huy hai là tự lực cánh sinh ba là thành lập bồi dưỡng đoàn đội hợp tác ăn ý từ trận doanh liên minh xuất phát có 19 đầu tiến vào chiến trường tuyến đường, ta muốn rất bất đắc dĩ nói cho mọi người, chúng ta được an bài đến độ khó hệ số xếp tại trước năm một đường đường. Bởi vậy ta lớn nhất hy vọng chính là chúng ta cùng đi 300 tên đội viên có thể sống một nửa trở về. Nghe được hắn không ít người trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn. Bọn hắn từ khi tiến vào nơi này về sau, trụ sở liên minh người luôn luôn tại cường điệu cao bao nhiêu tỷ lệ tử vong. Để người ở chỗ này trong lòng cây kia tuyến trùng điệp căng thẳng. Chương 789 lo lắng, Nguyệt Triệt giữa lông mày nhụn nhẹ nhàng nụ cười ấm áp, đáy mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn thấy cả đám căng thẳng cảm xúc, hắn rất hài lòng mình tạo thành hiệu quả. Lâu mộ yên mịt mờ dò xét một phen mình cái này một đội sĩ quan, nàng phát hiện đối phương tuyệt đối không phải giống như biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa tính tình, như thế nghiền ngẫm mười phần ánh mắt mặc dù che giấu nhưng lại vẫn là bị nàng bắt được. Nàng cảm thấy tiếp xuống các nàng cái này một đội người thời gian nhất định không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy và dễ chịu nàng vừa mới chuẩn bị thu hồi nhãn thần, Nguyệt Triệt ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu xuất phát, trên đường ta sẽ đối các ngươi kỹ càng giới thiệu vực ngoại chiến trường cùng chúng ta muốn đi lộ tuyến tình huống cụ thể. Nguyệt Triệt rất nhanh dời ánh mắt cười yếu ớt lấy nói với mọi người, vâng, xuất phát địa điểm là tại một cái cùng loại với cảng khẩu địa phương, từng chiếc từng chiếc phi hành chiến hạm bỏ neo giữa không trung. Nguyệt Triệt mang theo một đoàn người bên trên trong đó một chiếc phi hành chiến hạm. Chiến hạm nhìn qua không phải rất lớn, vẻ ngoài chỉ có khoảng 3 mét dáng vẻ, thế nhưng lại bên trong có càng khôn. Lâu mộ yên cùng Minh tu bên trên phi hành chiến hạm sau đều nhìn thấy đối phương kinh ngạc, chiến hạm này là thượng phẩm thần khí, cần thập phẩm luyện khí sư khả năng luyện chế ra đến, trong đó còn có thập phẩm trận pháp sư gia trì qua cấm chế, trừ hai người bên ngoài những người khác cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, trận doanh liên minh thủ bút thật đúng là lớn. Bên trên phi hành chiến hạm về sau, thuyền thương công chính cốt có 300 linh một cái gian phòng. Các ngươi dựa theo riêng phần mình huy chương bên trên vừa rồi trụ sở liên minh phát xuống số hiệu tin tức tìm đúng ứng gian phòng đi nghỉ ngơi. Nguyệt Triệt cười nhạt nói, cái này số hiệu chính là các ngươi nhiệm vụ lần này bên trong đại biểu danh tự, cần phải ghi nhớ. Nói xong hắn quay người rời đi đi vào duy nhất cái kia độc lập tách ra gian phòng, một đoàn người lấy ra huy chương nhìn một lần, ta là số 7. Lâu Mộ Yên nói, Minh Tu nói, ta là số 6 ta là số 8. Dạ Thanh Hàng nói, Tô Cẩm bất đắc dĩ cười cười, ta là 300 hào, ta là. Quen biết người cũng đều báo một lần mình số hiệu, xem ra đây là dựa theo lúc ấy xếp hàng nhận lấy huy chương lúc biên ra tới số thứ tự. Sau khi trở lại phòng, Lâu Mộ Yên nằm ở trên giường suy nghĩ sâu xa, một cơn chấn động từ linh đang không gian bên trong tảng mát ra, nàng chậm rãi mở mắt, lập tức liền gặp một tia sáng trắng rơi vào đầu giường, biến nhát nằm sấp nàng ngồi dậy thói quen đưa tay vuốt vuốt mặt Diễm Long xù lỗ tai nói, yêu linh thạch ngươi toàn bộ luyện hóa rồi, ừm, ta đã khôi phục lại đã từng đỉnh phong lúc tu vi. Mặt Diễm nhạt nhẽo trong con ngươi tràn ra mấy phần ý cười, hiển nhiên tâm tình không tệ, lâu mộ yên hiếp mắt cười nói, vậy là tốt rồi, ngươi tấn cấp an toàn của chúng ta cũng nhiều mấy phần bảo hộ, chúng ta đã tại vực ngoại chiến trường sao. Mặt Diễm dùng yêu biết lướt qua bốn phía. Lúc trước hắn một mực đang linh đang không gian bên trong luyện hóa yêu linh thạch phong bế tu luyện, cũng không biết ngoại giới phát sinh sự tình, đúng, mà lại đã truyền tống vào đến 4 ngày. Lâu mộ yên gật gật đầu, nghĩ nghĩ nàng hỏi, lần này yêu tộc cũng tiến vào không ít yêu tu, không biết có hay không cừu nhân của ngươi, mặc diễm trầm ngâm sẽ nói, hẳn không có, cừu nhân của hắn từ tuổi tác cùng tu vi thượng đến xem căn bản không có khả năng bị truyền vào vực ngoại chiến trường, hắn cũng là bởi vì là lâu mộ yên linh sủng mới không có bị phát tắc bài xích ra ngoài không có liền tốt nếu là có cừu nhân lại tại một phe cánh còn có chút phiền phức nàng giật giật mặt diễm lỗ tai ta thấy lần này yêu tu tiến đến không ít chúng ta ngược lại là có thể tiếp xúc giao hảo một hai có yêu vực bằng hữu về sau phóng đi yêu vực vì mặt diễm báo thù cũng sẽ dễ làm một chút chí ít thu thập tin tức dễ dàng hơn mặt diễm trong lòng ấm dần đầu né qua nàng lần nữa đưa qua đến tác quái tay ta thấy được, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết những cái kia yêu tu có thể giao hảo. Ừm, mặt diễm sau khi ra ngoài, quân lạc trần cũng từ mặt dây chuyền bên trong chui ra, lâu mộ yên nhíu nhíu mày, lần này không sợ bị phát hiện, tại bên trong chiến trường vực ngoại hắn thần khí quét không đến ta khí tức. Quân lạc trần nhớ tới người kia thế mà tại quảng linh giới chủ yếu khu vực đều cất đặt vì dò xét hắn khí tức thần khí càng quét, trong lòng liền âm trầm lợi hại. Đã từng hắn đối người kia từng ly từng tí hiện tại nhớ tới đều cảm thấy mình là một cái hảo ca ca Bị tự tay cưng chiều nuôi lớn lũ sói con bị cắn ngược lại một cái Hắn chỉ cần vừa nghĩ tới liền tim gan đau dữ dội Lần này tiến vào vực ngoại chiến trường ma tộc bên trong không biết sẽ có hay không có đương nhiệm ma tôn người Người vẫn là cẩn thận một chút Lâu mộ yên đại khái biết một chút quân lạc trần sự tình Trong lòng đối với hắn vẫn là rất đồng tình Đổi thành nàng nếu là nuôi như thế một con bạch nhãn lan nàng không phải tự mình đi bóp chết hắn không thể bằng vào ta đối với hắn tính tình đến xem hắn hẳn là không sẽ phái người đến bên trong chiến trường vực ngoại dò xét linh hồn của ta tin tức quân lạc trần đã tu luyện tới dung hợp trung cảnh ngưng tụ ra thân xác chẳng qua còn cần một loại linh vật khả năng triệt để vững chắc lâu mộ yên lường hắn một cái ngươi nếu là thật hiểu rõ tính tình của hắn liền sẽ không bị trắng ngược một cái bạch nhãn lan thế giới ngươi như thế nào lại chân chính biết được nàng cũng không phải sợ cái kia đương nhiệm ma tôn, chẳng qua nếu là người kia chủ động ra tay nghĩ bắt quân lạc trần, tình thế liền tương đối nghiêm trọng cùng phiền phức, coi như thật bị hắn biết cũng không quan trọng. Quân lạc trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói, tới ngâm ấm trà uống một chút, làm linh hồn thời gian quá dài, hắn cũng nhanh quên linh trà cùng linh tử tư vị, lâu mộ yên đi đến hắn đối diện ngồi xuống, lấy ra dạ thanh hàng cho một bình linh trà pha lên. Ngươi bây giờ ngược lại là tâm thả đủ rộng quân lạc trần bưng lên một ly trà nhấp một miếng miệng đầy lưu hương hắn thần sắc vui vẻ nói không phải có thế thế nào ta chắc chắn chờ ra ngoại vực chiến trường tu vi của ta cùng thực lực nói không chừng có thế vượt qua thân xác tổn hại trước đó coi như hắn biết ta hiện tại tin tức muốn thoát ly hắn trưởng khống ta vẫn là có thể làm đến vậy chúng ta muốn hay không lôi kéo một chút ma tộc thế hệ trẻ tuổi các tinh anh đến lúc đó vọt tới ma vực đoạt vị trí nói không chừng còn có thể thu tập đến giờ tin tức hữu dụng lâu mộ yên phát hiện nàng thật sự là vì bọn họ lo lắng quân lạc trần đẹp trai trên mặt ngậm lấy màu ấm tốt phi hành chiến hạm bay thẳng đến đi ba ngày mới tiến vào tiểu đội muốn đi kia một con đường các vị đội viên xin chú ý hiện tại lập tức đến khoang tàu đại sảnh tập hợp nguyệt triệt thanh âm đột nhiên vang lên lâu mộ yên từ trong nhập định rời khỏi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài 300 người tập hợp tốc độ rất nhanh, cơ bản không có người chậm trễ, để Nguyệt Triệt hài lòng không ít. Hiện tại chúng ta đã tiến vào thứ 9 chiến tuyến, sau nửa canh giờ phi hành chiến hạm đem dừng sát ở cố định vị trí, chúng ta cần đi bộ tiến vào chiến tuyến, địch quân trận doanh người cũng là như thế. Các ngươi trên chiến hạm nghỉ ngơi mấy ngày tinh lực hẳn là đều 10 phần dồi dào, thật tốt bảo trì lại dạng này trạng thái. Coi chúng ta tiến vào chiến tuyến về sau không chỉ sẽ chỉ gặp được địch nhân tập kích, sẽ còn gặp được rất nhiều thiên nhiên cho chúng ta bày cửa ải, bởi vậy bước vào chân chính thứ 9 chiến tuyến về sau, các ngươi sẽ nên đón trận chiến đầu tiên, chương 790, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Nguyệt Triệt đang nói chuyện nhẹ nhõm, nhưng nghe người lại bắt đầu khẩn trương lên, trên đường đi hắn lại đối toàn bộ vực ngoại chiến trường đại khái làm một chút giới thiệu cùng chú ý hạng mục, sau nửa canh giờ, phi hành chiến hạm quả nhiên tại một mảnh rộng lớn sa mạc trước mặt ngừng lại. Lâu mộ yên bọn người xuống thuyền đi sau hiện còn có cái khác hơn 10 cái phi hành chiến hạm cũng đồng thời dừng ở nơi này. Tiến vào thứ 9 chiến tuyến không chỉ chỉ chúng ta, chẳng qua lại không cần liên hợp hành động. Nguyệt triệt sắc mặt có chút mang lên mấy phần nghiêm túc nói, hiện tại mỗi cái đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu tình trạng báo động cùng ta cùng đi. Đúng, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào chiến tuyến về sau cái gì đều chỉ có thể dựa vào mình, xảy ra chiến đấu chúng ta sĩ quan là không cho phép hỗ trợ, cho nên sinh tử nghe theo mệnh trời nguyệt triệt nói bổ sung nhiệm vụ của ta chỉ là chỉ dẫn các ngươi tiến vào chiến trường để các ngươi hiểu được sinh tồn quy tắc vâng không ít người trong lòng đều dâng lên cảm giác xấu phía trước sa mạc các vàng trộn lẫn lấy đống cát đen nhìn qua hoang vu vắng vẻ từng đợt gió lốc trong sa mạc dâng lên biến mất bị cuốn tịch đến địa phương một tia vết nứt không gian hiển lộ ra nguyệt triệt đem tất cả mọi người đưa vào sa mạc quay người nói nơi này gọi là tử vong sa mạc trừ bọn ngươi ra vừa rồi nhìn thấy gió lốc sinh ra vết nứt không gian sẽ rất nguy hiểm bên ngoài dưới mặt đất còn ẩn nút rất nhiều cao dai yêu thú tại vực ngoại chiến trường cao dai yêu thú bởi vì có giao diện lực lượng áp chế đều không thể huyển hóa thành hình người linh trí cũng không có các ngươi giao diện yêu tu cao nhưng lại phi thường hung tàn không ít yêu thú cũng rất giảo hoạt các ngươi phải đề phòng nhiều hơn các ngươi hướng phía phía trước đi lại chừng một tháng đoán chừng liền sẽ gặp được địch quân trận doanh người xuất hiện đến lúc đó chờ đợi các ngươi song phương chính là chém giết kiếm lấy quân công. Đoạn đường này ta liền không cách nào đang bồi các ngươi, ta sẽ tại sa mạc cuối cùng chờ các ngươi người còn sống sót. Đúng, ta sẽ chỉ ở nơi cuối cùng chờ 3 tháng, sau 3 tháng mang theo chạy đến người rời đi, nếu là còn có người sống 3 tháng không cách nào đuổi tới sa mạc cuối cùng, như vậy thật có lỗi, ngươi cần tự hành trở lại liên minh doanh địa hoặc là tiếp tục hướng phía trước sông sáo. Nguyệt Triệt ôm lấy nhẹ tay cười nói xong thân ảnh liền biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Không chỉ là Nguyệt Triệt, cái khác trong đội ngũ sĩ quan sau khi thông báo xong liền cùng dạng biến mất ngay tại chỗ. Ba tháng không phải liền là chúng ta cái này một đại đội nhiệm vụ lần thứ nhất hoàn thành thời gian sau. Ta suy đoán bọn hắn chỉ là mang bọn ta đến một đầu chiến tuyến một góc đến thể nghiệm vực ngoại chiến trường phát tắc sinh tồn, không phải nói muốn dẫn chúng ta sao. Hắn đi như thế nào rồi? Có người mang theo phàn nàng mà nói vốn là cần nhờ chính chúng ta, hắn không đi cũng sẽ không giúp chúng ta, ai? Bị ép truyền vào vực ngoại chiến trường thật không phải là người kiếm sống. Có người thở dài, đúng vậy a. À. Thiên phú quá tốt cũng sẽ gặp được loại chuyện này, chúng ta là đổ cái gì nấm mốc mới có thể gặp gỡ vực ngoại chiến trường mở ra, nếu là tại sinh ra sớm mấy chục năm hoặc là vãng sinh mấy chục năm bọn hắn liền không gặp được vực ngoại chiến trường sự tình không ít người trong lòng kỳ thật đối cưỡng ép bị truyền vào vực ngoại chiến trường còn tại 10 phần mâu thuẫn cùng phàn nàn, Lâu Mộ Yên trong lòng ngược lại là không có loại ý nghĩ này, trong mắt nàng chiến ý nồng đậm, thực lực vẫn như cũ là nàng không ngừng theo đuổi, chúng ta đi thôi. Nàng quay đầu đối quan hệ tốt một đoàn người nói, từng, những người khác không do dự nữa đi theo cước bộ của nàng hướng phía phía trước đi đến, 300 người bên trong trừ nhân vật mấy chục người đi theo Lâu Mộ Yên cùng rời đi. Những người còn lại cũng không có tập hợp một chỗ, đều là lựa chọn cùng người quen biết kết bạn tiến vào, sa mạc mênh mông vô bờ, rất nhanh phân tán đám người liền nhìn không thấy bóng dáng. Lâu Mộ Yên bọn người đi vô cùng cẩn thận, bởi vì có Long Diệu cùng Băng Kích cái này hai con sẽ sử dụng không gian thần thông linh sủng, các nàng cơ bản đều có thể tránh đi gió lốc tạo thành vết nứt không gian. Đi tới đi tới, đột nhiên một cổ nguyên lực ba động từ phía dưới trong sa mạc lắc lư tản ra, mọi người cẩn thận Minh Tu hô một tiếng, lập tức lấy ra một cái phòng ngự loại trận pháp cầu bóp nát, một cái lồng ánh sáng màu vàng ống đem mấy chục người bao phủ, ầm ầm, vài tiếng tiếng vang qua đi, đám người chỉ thấy từ dưới đất chui ra trên trăm con toàn thân giống như là mặt màu xanh lá cây đậm khôi giáp, diện mục xấu xí giữ tận nhiều chân yêu thú, độc trùng tu vi đều tại thiên nguyên cảnh, có hơn 10 cái vẫn là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, cái đuôi của bọn nó không ngừng đập phòng ngự trận pháp tầng, trong miệng còn phun ra rất nhiều chất lỏng màu vàng sẫm, chất lỏng một chút xíu phun tại lồng ánh sáng màu vàng ống bên trên, không nhiều sẽ, lồng ánh sáng màu vàng ống thế mà bị ăn mòn trở thành nhạt rất nhiều, chiến đi, bọn chúng lọc độc có thể ăn mòn cửu phẩm phòng ngự trận pháp, mọi người cẩn thận nhất định không muốn bị phun đến. Lâu mộ yên lông mày nhăn nhăn, dẫn đầu nhảy lên ra trận pháp vòng bảo hộ, nếu là không chủ động xuất kích, tin tưởng nhiều nhất nửa canh giờ phòng ngự trận pháp cầu lực lượng liền sẽ bị nọc độc ăn mòn. Nàng xuất động một cái, những người khác cũng đi theo nhảy ra ngoài, từng đạo kiếm quan không ngừng lấp lóe. Lâu mộ yên thấy không ít người tại đánh giết lên độc trùng đến phi thường tốn sức, chẳng những muốn tránh né đối phương phun ra nọc độc, còn rất khó bổ ra tầng kia giống như khôi giáp màu xanh lá cây đậm trùng sát. Kỳ thật chính là nàng đối phó lên dạng này độc trùng đến đều cảm thấy có chút phí sức. Nàng tâm thần khẽ động, Linh sủng vòng bên trong từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay xích phong chui ra, đều là thiên nguyên cảnh thực lực. Xích phong ở giữa cũng tồn tại tàn khốc cạnh tranh, từng đám đào thải về sau còn lại đều là tinh anh, yên nhi, thanh hàng, chúng ta liên hợp sử dụng sát trận đi. Minh Tu đem một con khổng lồ độc trùng chém rụng một đoạn, nhưng cái kia độc trùng không có tử vong, nửa thân thể ngược lại càng thêm hung mảnh công tới, bọn hắn không nghĩ có vẫn lạc người chỉ có thể liều, tốt, ba người lập tức sử dụng trước đó liền nghiên cứu ra một bộ kiếm trận sát chiêu, kiếm trận uy lực rất mạnh, chỉ cần một khi đem độc trùng chém giết đâm xuyên mấy cái huyết động, xích phong bầy liền có thể có cơ hội để lợi dụng được nhanh chóng một đoàn vây lên đem độc trùng nuốt. Đi theo ba người người bên cạnh tộc cùng hải tộc thấy ba người kiếm trận uy lực vì bọn họ ngăn trở hơn phân nửa nguy hiểm, mới thở vào nhẹ nhõm, cùng một chỗ liên hợp tại mặt bên công kích. Một canh giờ sau, đột nhiên xuất hiện độc trùng toàn bộ bị diệt sát, không ít người đều mệt lã trực tiếp ngồi dưới đất. Bọn hắn trong đó có một bộ phận cùng lâu mộ yên, Minh Tu cũng không quen, lúc ấy không chút do dự lựa chọn đi theo đám bọn hắn cũng là nghĩ lấy Minh Tu là trung châu thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận đệ nhất cường giả. Hiện tại phát hiện lựa chọn của bọn hắn quá sáng suốt, nếu là đơn độc gặp được dạng này độc trùng, sinh tử của bọn hắn thật đúng là nhiều nguy hiểm khó liệu, Minh Tu cùng lâu mộ yên, còn có vị kia hải tộc thái tử thật quá mạnh. Khó trách trận doanh trụ sở Liên Minh các quân quan vẫn luôn tại cường điệu tỷ lệ tử vong, ta hiện tại mới thấu hiểu rất rõ." Một nhân khí thở hổn hển nói, "Đúng vậy a. À. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu." Có lòng người có sợ hãi lại không thể làm gì, "Tốt, mọi người tốt tốt khôi phục lại chúng ta tiếp tục đi đường, nơi này quá nguy hiểm." Lâu Mộ yên ánh mắt sâu thẳm kiên định nói, "Cường giả chính là tại máu cùng tử chi ở giữa ma luyện ra đến, nghe nàng không ít người đem tâm tư đều thu hồi, thật cốt cấp tốc khôi phục, phía trước không biết còn có bao nhiêu sinh tử khó xử đang chờ bọn hắn, chương 791, người không ăn giấm. Minh Tu lấy ra một cái phòng ngự trận pháp cầu bóp nát đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, dạng này khôi phục cũng sẽ an toàn rất nhiều, trừ bọn hắn cái này một chỗ xuất hiện độc trùng bên ngoài, những địa phương khác cũng không không ngừng diễn ra các dạng chiến đấu. Vô luận là Hắc Phương vẫn là Hồng Phương kiếm sư nhóm đều bị trong sa mạc yêu thú mạnh mẽ công kích, Giống như là lâu mộ yên cái này một đội không có chút nào tỷ lệ tử vong sự tình tại cái khác trong đội phát sinh cũng không nhiều. Có mấy chi tiểu phân đội cơ hồ là toàn quân bị diệt, coi như không có toàn quân che không ít một tiểu đội bên trong đều xuất hiện rất cao tử vong số, chính là bởi vì dạng này tỷ lệ tử vong mới hoàn toàn điểm tỉnh bị truyền vào vực ngoại chiến trường đám thiên tài bọn họ hiện thực tàn khốc, mới khiến cho bọn hắn chân chính có lòng cảnh giác. Sa mạc chiến trường cuối cùng một chiếc càng cao cấp hơn phi hành trên chiến hạm Nguyệt Triệt cùng cái khác hai tên các quân quan đang ngồi ở một cái phòng thủy tinh cầu trước mặt quan sát trong sa mạc chiến đấu. Lần này thương vong giống như so với lần trước thảm thiết hơn a. À. Một giữa lông mày thêm ra một con mắt nam tử hững hờ mà nói. Một vị trí trên đầu có một đóa hồng liên nữ tử doanh doanh mở miệng. Mỗi lần tiến vào đệ nhất chiến trường lúc vẫn lạc đều là lợi hại nhất. Ai bảo bọn hắn bình thường tại riêng phần mình giao diện trôi qua quá an nhàn, đột nhiên gặp được chuyện như vậy tự nhiên là không thích ứng như thế ở phía dưới chiến tuyến bên trong chắc hẳn biểu hiện của bọn hắn mới bình thường tam nhãn nam tử nói đáng tiếc chúng ta không thể hộ tống phía dưới chiến tuyến thuộc về độc lập khu vực đoàn đội phát huy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn nhưng là góp nhặt quân công nơi tốt nữ tử cười nói tam nhãn nam tử con mắt nhìn chầm chằm thủy tinh cầu a à, kia một tiểu đội người có không ít thực lực yếu thế mà một cái đều không có vẫn lạc nữ tử kia nhìn sang hứng thú mười phần nói ba người kia kiếm trận rất lợi hại, mà lại phối hợp rất ăn ý, cuối cùng là nhìn thấy điểm thú vị. Nguyệt Triệt đung đưa chén rượu trong tay, cười yếu ớt nói, bọn hắn là ta trong đội ngũ người, không nghĩ tới thích ứng phải còn rất nhanh. Ánh mắt của hắn xẹt qua lâu mộ yên, Minh Tu cùng dạ thanh hàng, thon dài đầu ngón tay điểm một cái ba người nói, ba người các nàng là toàn bộ trong đội ngũ lợi hại nhất, ta rất chờ mong nhìn các nàng có thể đi hay không đến cuối cùng. Nguyệt Triệt, qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất như thế khen người. Tam Nhãn Nam Tử cười nói, bọn hắn mặc dù liên hợp bố trí kiếm trận không sai, nhưng thủ đoạn khác ta tuyệt không nhìn ra có bao nhiêu đặc biệt, cái kia hồng y trong tay Nam Tử trận pháp cầu rất có ý tứ. Nữ tử khẽ cười một tiếng, có thể để cho Nguyệt Triệt khích lệ người khẳng định có cái gì chỗ hơn người, chúng ta nhìn xem chính là. Tam Nhãn Nam Tử nghĩ nghĩ hỏi, Nguyệt Triệt, lần này vượt ngoại chiến trường cùng Hồng Phương đánh cược, ngươi sẽ không liền phải giải bọn họ ba người a à. Nguyệt Triệt một hơi đem rượu trong ly uống cạn, đuôi lông mày trao lên, tự nhiên là mới thời gian ngắn như vậy, ngươi liền hạ quyết định quyết định rồi, không lại nhìn một chút sao? Tam nhãn nam tử chưa từ bỏ ý định nói ba người này chỉ là đến từ một cái thực lực trung đẳng giao diện, lại không có chủng tộc thiên phú, ta càng xem trọng đến từ sư tinh đại lục mấy cái giao diện tiểu gia hỏa, vậy ngươi đến lúc đó liền áp chú bọn hắn là được nguyệt triệt ngoắc ngoắc môi nói trực giác của ta rất ít khi sai cho nên ta sẽ không thay đổi quyết định tam nhãn nam tử biết nguyệt triệt tính tình có chút bất đắc dĩ nhìn xem nữ tử kia hỏi ngươi đây hiện tại kết luận quá sớm ta muốn chờ tử vong sa mạc xong xem bọn hắn biểu hiện lại định nữ tử hiển nhiên cũng không phải có thế thụ tùy tiện ảnh hưởng người cùng hồng phương những người kia tiền đặt cược rất lớn sơ ý một chút liền phải đem trên thân một nửa gia sản bồi ra ngoài nàng tự nhiên sẽ không dễ dàng kết luận lập tức nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem nguyệt triệt nói ngươi sớm như vậy liền xem trọng ba người vậy nhưng được nhiều chú ý không muốn còn chưa ra tử vong sa mạc bọn hắn liền toàn bộ ngã xuống ở bên trong liền chơi vui nguyệt triệt nhíu nhíu mày ta tin tưởng mình ánh mắt nếu là ba người bọn họ thật vẫn lạc vậy cái này một giới đánh cược ta liền không tham gia hắn cho tới bây giờ đều là một cái phi thường truy cầu hoàng mỹ người nếu là lâu mộ yên ba người tại còn chưa đánh cực trước đó liền để hắn mất đi tham gia đánh cực hào hứng, vậy hắn cũng không có tham gia ý tứ, ngươi thật đúng là bỏ được từ bỏ. Nữ tử kia cười lắc đầu, chẳng qua cũng biết Nguyệt Triệt nói được làm được, mỗi một giới vực ngoại chiến trường mở ra về sau, đối truyền vào tiếng đến lũ tiểu gia hỏa vòng thứ nhất chiến tuyến thí luyện kỳ thật cũng là để cho tiện đen đỏ hai phe các quân quan hạ tiền đặt cược, dù sao các nàng lưu tại vực ngoại chiến trường thời gian quá nhàm chán cũng nên tìm thêm một ít chuyện làm, mà mỗi lần tiền đặt cược đều sẽ từ đen đỏ song phương quan chỉ huy tối cao chủ trì, chỉ cần có thể thắng, tương lai vạn năm tài nguyên tu luyện cũng không cần phát sầu, đương nhiên, thua cũng sẽ bồi rất thảm, cho nên ba tháng này bên trong các quân quan đều sẽ đem tinh lực phóng tới các đầu trên chiến tuyến ngay tại chiến đấu lũ tiểu gia hỏa trên thân. Cũng từ đó tuyển lựa ba tên mình cho rằng tương lai quân công bản xếp hạng sẽ xông lên trước 100 người áp chú. Chỉ cần áp chú người tiến vào 100 tên, các nàng chẳng khác nào thắng hơn phân nữa, nếu là tiền đặt cược người tiến vào trước 10, vậy các nàng thắng được tiền đặt cược đem gấp bội, tiến vào trước 3 tiền đặt cược đem lật gấp 5 lần, đạt được thứ nhất tiền đặt cược đem lật gấp 10. Đương nhiên, nếu là lựa chọn người không có tiếng 100 người đứng đầu, kia áp chú đồ vật chẳng khác nào toàn bộ bồi đi vào, không chỉ là tiền đặt cược, đen đỏ đôi bên vô luận là quan chỉ huy tối cao vẫn là trụ sở liên minh các quân quan đều quân công thứ tự đều sẽ 10 phần chú ý. Đặc biệt là đại quyết chiến cuối cùng càng là quan hệ bọn hắn đôi bên trực tiếp nhất lợi ích, nếu là hắc phương chiến thắng, bọn hắn cũng có thể đi theo đạt được phần thưởng giá trị, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng ngay lập tức giao đấu doanh trong liên minh lũ tiểu gia hỏa phổ cập vực ngoại chiến trường tình huống cùng tàn khốc hiện thực, chẳng qua bọn hắn có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là lần này, từ các đầu chiến tuyến sau khi đi ra, lũ tiểu gia hỏa cũng chỉ có thể dựa vào mình đi xông xáo vực ngoại chiến trường, sau hai canh giờ ba ngày dần dần bị đêm tối thay thế, lâu mộ yên mấy người cũng trong sa mạc tìm được một cái có thể cư trú xuống núi động, các nàng tiến vào sơn động về sau, phía trên gió cào đến càng thêm tùy ý tuôn ra, bên tai không ngừng truyền đến âm thanh gào thét, may mà chúng ta tìm được cái sơn động này, nếu không ban đêm sa mạc sẽ sau ban ngày càng thêm nguy hiểm rất nhiều lần. Một người trong đó cảm thán, mộ yên, ngươi linh sủng thật đúng là lợi hại, lâu mộ yên khẽ cười một tiếng, vuốt vuốt trong ngực ôm lấy thú nhỏ lông xù lỗ tai, nhà ta mặc diễm tự nhiên là lợi hại nhất. Các nàng sở dĩ có thế tại hai canh giờ bên trong tìm tới chỗ này xuống núi động nơi tránh gió hoàn toàn đều là dựa theo mặc diễm chỉ dẫn. Hắn tại những phương diện này dò xét độ mẫn cảm không ai bằng. Dạ thanh hàng ánh mắt phóng tới hơi hít mắt lại bị lâu mộ yên ôm lấy vào lỗ tai mười phần bất đắc dĩ mặc diễm trên thân. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn Minh Tu nhíu nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng, ngươi không ăn giấm. Minh Tu về hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều, ánh mắt, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao lưu, rất nhanh dịch ra, chương 792, muốn chống lại sao, rất nhiều tiểu đội liền không có lâu mộ yên bọn hắn tốt như vậy vận, chỉ là tùy ý cùng quát gió liền để bọn hắn 10 phần chật vật đi lại, thỉnh thoảng còn có yêu thú tập kích, ban đêm lại là rất nhiều chôn xương sa mạc người, sáng sớm hôm sau, một đoàn người bắt đầu đi đường, trong sa mạc khắp nơi đều là nguy hiểm, đặc biệt là ngẫu nhiên gặp phải ốc đảo càng là nguy cơ ẩn nút. Không ít yêu thú sẽ đến ốc đảo bổ sung linh khí nguồn nước, nhìn thấy lục sắc địa phương tiến vào chiến trường các tu sĩ kiểu gì cũng sẽ cảm thấy thân thiết. Một bước vào ốc đảo vận khí không tốt thì sẽ gặp phải một đám yêu thú vây công. Lâu mộ yên bọn người lần thứ nhất đến ốc đảo lúc liền gặp đàn yêu thú vây công, hoa lớn vô cùng khí lực mới đưa đám yêu thú chém giết. Bởi vì yêu thú quá nhiều, thực lực cũng rất cao, ba người kiếm trận liên hợp lại có chút phí sức. Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên liền bắt đầu bày trận pháp giết địch. Dạ Thanh Hàn cũng cho thấy một loại chưa bao giờ có ngự thú thuật. Hắn có thể sử dụng tinh thần lực khống chế đối phương tương đối cường đại mấy cái yêu thú chiến đấu. Cuối cùng các nàng tiêu tốn không nhỏ khí lực chiến thắng. Chẳng qua lần này lại có ba người trọng thương chỉ kém một hơi sẽ chết. Lúc này Lâu Mộ Yên y thuật cũng nhận được lớn nhất phát huy. Nàng trước dùng linh lực màu xanh lục vì người bị thương trước khai thông tẩm bổ một lần, sau đó lại luyện chế đang dược chữa thương phụ trợ, đem lúc đầu đã bước vào một nửa quan tài người đều cứu trở về. Thấy cảnh này, phi hành trên chiến hạm tam nhãn nam tử cùng nữ tử kia dần dần bắt đầu tin tưởng nguyệt triệt độc đáo ánh mắt. Ba người các nàng phối hợp rất tốt, minh tu cửu phẩm trận pháp thuật, làm tư thượng cổ ngự thú thuật, lâu mộ yên y thuật, bọn hắn muốn tại bên trong chiến trường vực ngoại bảo mệnh nên vấn đề không lớn. Nữ tử kia nói, chẳng qua trong nội tâm nàng mặc dù tán thành ba người thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có quyết tâm muốn chọn bọn hắn làm áp chú người, dù sao cuối cùng so thế nhưng là nhìn tích lũy quân công xếp hạng, xác thực, chẳng qua ta vẫn là càng xem trọng những người kia. Tam nhãn nam tử chỉ chỉ thủy tinh cầu hơn mấy cái phương hướng bên trên người, hắn chỉ phương hướng, mỗi một tên dị tộc dết lên yêu thú đến đều dũng mãnh vạn phần, trên cơ bản mấy hiệp liền có thể chơi chết một con thiên nguyên cảnh đỉnh phong tu vi yêu thú, nguyệt triệt tuyệt không phát biểu ý kiến, hắn ôn nhuận trong con ngươi vệt sáng dị sắc. Hai người này chỉ thấy lâu mộ yên ba người liên hợp thủ đoạn bảo mệnh, lại không chú ý các nàng chiến lực nhìn qua sở dĩ không có cái khác mấy cái đại giới mặt tiểu gia hỏa cường hãn Đó là bởi vì các nàng tại đem hết toàn lực bảo hộ lấy toàn bộ tiểu đội người an toàn, mà giới diện khác kia mấy tên thực lực người cường hãn nhất càng nhiều hơn chính là mình xung phong, cùng một chỗ tiểu đội người lại tử thương vô số, bọn hắn một mực quan hệ người rất tốt, cái khác cùng một giao diện minh hữu chết sống, bọn hắn cũng không thèm để ý quan tâm phi thường bản thân đây chính là khác nhau cũng làm cho hắn càng thêm thưởng thức lâu mộ yên ba người một điểm góp nhặt quân công ngay từ đầu lực lượng cá nhân xác thực thắng qua đoàn đội thế nhưng là làm mọi người quân hàm bắt đầu lên cao lúc từng cái tiểu đội liền sẽ tự do tạo thành từng nhánh quân đội liên minh cho đến lúc đó cướp đoạt quân công liền biến thành đoàn đội lâu mộ yên ba người chẳng những có được rất mạnh lực ngưng tụ cùng sức cuốn hút các nàng phẩm tính đều rất không tệ nếu là hắn không nhìn lầm minh tu chỉ huy rất lợi hại nếu là bọn hắn tạo thành một chi quân đội, hắn tin tưởng tuyệt đối có thế quét ngang rất nhiều thực lực cường hãng đại giới mặt dị tộc, mà lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ ba người biểu hiện ra ngoài đều là liên hợp chiến lực, đơn độc thực lực liền lộ ra giống như tương đối yếu kém, nhưng là tình huống chân thật sẽ là cái dạng gì, chỉ có thể nhìn xuống dưới. Hắn tin tưởng ba người sau khi tách ra thực lực của mỗi người đều tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy chẳng qua hắn tự nhiên sẽ không đem trong lòng phân tích nói ra, trận đầu thí luyện chiến vừa xong, bọn hắn liền phải hạ tiền đặt cược, hắn nhưng là hy vọng chỉ có chính mình phát hiện ba người chỗ lợi hại cùng điểm nhấp nháy, Lâu Mộ Yên bọn người một đường hướng phía trước, mỗi ngày tất cả mọi người tại nơm nớp lo sợ bên trong đi đường, một đoàn người trong được đi lên nhất khoang thai vênh váo cũng chỉ có Lâu Mộ Yên bốn người, Lâu Mộ Yên cùng Minh tu thích kích động, tuy cầu thực lực tăng lên các nàng không nói là rất thích loại này dùng máu tươi ngưng trúc mà thành đường, nhưng cũng không có mâu thuẫn, đây là bọn hắn mạnh lên nhất định phải đi đường. Dạ thanh hàng trọng tâm đều đặt ở lâu mộ yên trên thân, tại cái gì hoàn cảnh bên trong với hắn mà nói cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể hầu ở bên cạnh nàng, hắn liền cảm giác là tốt nhất hoàn cảnh. Tô cẩm bản tính thanh đạm lịch sự tao nhã, hắn mặc dù không thích ngày qua ngày huyết tinh sinh hoạt, nhưng cũng bởi vì kia phần không quan trọng lạnh nhạt đối hoàn cảnh ngược lại thích ứng rất tốt huống chi tại đoạn đường này bên trong còn có hắn trọng yếu nhất sư muội bồi tiếp bởi vậy hắn đối vực ngoại chiến trường tàn khốc cũng không có bao nhiêu bài xích một đoàn người đuổi hơn một tháng con đường trên cơ bản cách mỗi hai ba ngày liền sẽ gặp được một lần yêu thú chẳng đánh giết chóc chẳng qua tại lâu mộ yên ba người kiếm trận cùng trận pháp dưới bọn hắn người còn chưa có một người vẫn lạc cũng đánh vỡ từ trước một cái ghi chép từ vực ngoại chiến trường mở ra mỗi một cái trong đội ngũ còn chưa hề có hơn một tháng không có chết một người ghi chép đặc biệt là tại tương đối nguy hiểm thứ chín tử vong sa mạc trên chiến tuyến, bởi vậy một đoàn người vẫn là gây nên không ít sĩ quan chú ý. Một ngày này, bọn hắn đuổi tới trong sa mạc ương một mảnh khổng lồ ốc đảo, cái này một mảnh ốc đảo cũng là đến sa mạc cuối phải qua đường. Đi mấy canh giờ, Tô Cẩm đột nhiên đối đám người sau một cái ngừng thủ thế, chờ một chút, mấy chục người trải qua một tháng chém giết chiến đấu phối hợp đã phi thường ăn ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn. Tô Cẩm từ trong những không gian lấy ra một cái đỏ xám sắc huy chương, phía trên có có chút chớp động, phía trước có hồng phương trận doanh người, nghe được Tô Cẩm ở đây không ít người đều khẩn trương lên, chỉ có cực ít một số người càng nhiều hơn chính là kích động cùng hưng phấn, có hồng phương trận doanh người xuất hiện, kia mang ý nghĩa kiếm lấy quân công thời điểm đến, sư huynh, có thể đánh giá ra có bao nhiêu người tới sao? Lâu Mộ yên mím mím môi hỏi, rốt cục muốn bắt đầu đối mặt sao? Trong cơ thể hiếu chiến thừa số đã đang không ngừng chấn động, vô cùng sống động, Tô Cẩm nhắm mắt lại tinh thần lực cảm thụ xuống dưới từ phương xa khí tức, một lát sau hắn mở to mắt nói, ước chừng có hơn 20 người, chẳng qua thực lực hẳn là rất mạnh, cái này 20 người khí tức ta tại Hồng Phương Trận Doanh lúc bắt giữ qua, bọn hắn là đến từ một cái lớn vô cùng giao diện dị tộc, mỗi người đều là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực, ta cảm giác trong bọn họ có ba người đã bước vào nửa bước dung hợp cảnh hắn lại bổ sung một câu, lâu mộ yên sờ sờ cái cầm trầm tư, tô cẩm bởi vì thể chất nguyên nhân đối khí tức phi thường mẫn cảm, chỉ cần gặp một lần hắn nhất định có thể nhớ kỹ đối phương, mặc dù các nàng có hơn 40 người nhưng là tại thực lực lại không bằng đối phương, muốn không chết người liền cần một vòng toàn sách lược, chúng ta phải làm sao? Mai phục sao? Lâu mộ yên nghiêng đầu nhìn xem Minh Tu hỏi, tại thu xếp chiến lược phương châm bên trên Minh Tu phi thường xuất sắc, nếu là hắn đi mang binh đánh giặc tuyệt đối là một cái hoàng mỹ cơ trí tướng quân, chương 793, ta cũng không nuôi phế nhân. Hơn 40 người đội ngũ trải qua hơn một tháng đoàn kết hợp tác đã ngưng tụ ra một cổ khí, tất cả mọi người đối lâu mộ yên ba người đều 10 phần tinh phục, để cho địch nhân trực tiếp cho chúng ta kiếm trận mở ra đi. Minh Tu nghĩ nghĩ câu môi nói, hơn một tháng qua, hắn cùng lâu mộ yên thiết kế một bộ có thể dung hợp hơn 40 người kiếm trận, đãi qua rèn luyện dùng để đối phó Hồng Phương trận doanh 20 người hẳn là có thể, Lâu Mộ Yên trong mắt hứng thú chi sắc rất đậm, cái này kiếm trận nàng chỉ nhắc tới một điểm ý kiến, cái khác đều là Minh Tu thiết kế bố trí, nàng rất chờ mong cuối cùng có thể phát huy bao nhiêu uy lực, được. Nàng dừng một chút nói, mỗi người trong tay đều phát một tấm bát phẩm phù triện cùng bát phẩm công kích trận pháp cầu, nếu là đánh không lại liền đập chết bọn hắn, dùng phù triện cùng trận pháp cầu nện mặc dù xa xỉ điểm nhưng đối phương chết dù sao cũng so bên mình chết tốt hơn nhiều, trên đường đi chém giết yêu thú vật liệu đều bị nàng thu vào, kỳ thật trong sa mạc cũng không ít linh thảo cùng linh vật, luyện chế trận pháp vật liệu cũng không ít, chỉ là rất khó phát hiện, chẳng qua các nàng có mặt diễm, những vấn đề này đều có thể giải quyết, nàng cùng Minh Tu không làm gì liền sẽ dùng đến luyện chế phù triện cùng trận pháp cầu, nàng sau khi nói xong liền mỗi người phát một tấm phù triện cùng một cái trận pháp cầu, cũng không phải cho không những người khác có vật liệu cùng linh thảo đều sẽ lấy ra đổi không có linh thảo cùng tài liệu cũng sẽ dùng linh thạch hoặc là linh vật đổi dù sao các nàng không phải làm từ thiện trên đường đi ba người các nàng mặc dù đều đang tận lực bảo hộ mọi người bất tử lại không có khả năng một mực vô điều kiện trợ giúp mỗi người đều có con đường của mình muốn đi mà lại nếu là vẫn luôn là không ràng buộc cung cấp khiến người khác ỷ lại quá sâu về sau tách ra bọn hắn sẽ rất khó tự vệ cho nên tại bảo vệ một đoàn người đồng thời nàng cùng Minh Tu, Dạ Thanh Hàng ba người đều tại tận cố gắng lớn nhất làm cho tất cả mọi người chiến lực phát huy đến cực hạn, để bọn hắn cấp tốt trưởng thành. Cái này một nhóm người đem trở thành tương lai các nàng nhiều lớn trợ lực, mọi người cùng nhau góp nhặt quân công. Mọi người đem ta dạy cho các ngươi kiếm trận ở trong lòng hồi ức một lần, một hồi gặp được đối thủ liền trực tiếp bày trận. Minh Tu trong tay thêm ra một thanh kim sắc trường kiếm nói, tốt. Những người khác nhau nhau lấy ra kiếm ở trong lòng biểu thị kiếm trận sa mạc ốc đảo một đầu khác, hơn 20 tên dị tộc ngay tại cẩn thận đi đường, dẫn đầu là một toàn thân mọc ra lớp vảy màu xanh, trên đầu có một con sừng tê khôi ngô cao lớn đại hán, lão đại, đoạn đường này có phải là quá bình tĩnh một chút. Một toàn thân lớp vảy màu đỏ nam tử nhíu nhíu mày nói, khôi ngô đại hán liếm liếm phát khô môi đỏ, khít mắt nói, ta phát hiện địch quân trận doanh người khí tức, rốt cục có quân công có thể cầm, hắn vừa rơi xuống, những người khác con mắt nhau nhau sáng lên. Đến tử vong sa mạc về sau mỗi ngày đều tại giết yêu thú, bọn hắn đều đã dính nhau, hiện tại có người đưa quân công tới cửa thật sự là quá tốt, vậy chúng ta nhanh đi qua đi. Một xinh đẹp mười phần nữ tử mị hoặc cười một tiếng, phần lưng của nàng một cặp màu đen cánh, khôi ngô trên mặt đại hán lộ ra mấy phần sắc bén nói, không muốn phớt lờ, đối phương có thế tại hơn một tháng đi đến mảnh này ốc đảo thực lực khẳng định không tầm thường, nói không chừng còn là kình địch, lão đại, một hồi trực tiếp để mị ma mê hoặc bọn hắn một phen, chúng ta lại lần lượt làm thịt. Tên kia toàn thân lớp vẫy màu đỏ nam tử trong mắt đều là sẽ phải đạt được con mồi tàn nhẫn chi sắc. Tên kia xinh đẹp nữ tử cười khanh khách vài tiếng, ta mị hoặc lĩnh vực hình thức ban đầu đã sơ bộ hình thành, liền để cái này một đợt đưa quân công địch quân trận doanh người vì lĩnh vực của ta thêm chút mở cửa máu đi, ha ha. Mấy người sau lưng những người khác nhau nhau cười ha hả, Tất nhiên đều đã đem hắc phương trận doanh địch nhân xem như vật trong bàn tay, Khôi Ngô đại hán gật gật đầu, đồng ý nói, "Được, chờ chút vừa tiếp cận bọn hắn ngươi liền phóng thích mị hoặc lĩnh vực, dung hợp cảnh phía dưới kiếm sư chắc là không chống đỡ được ngươi ảo cảnh lực lượng." Người của Song Phương đối lần thứ nhất tại vực ngoại chiến trường gặp được địch quân trận doanh người, đều cảm thấy hưng phấn cùng khẩn trương, không ngừng bước nhanh. Ốc đảo bên kia, Tô Cẩm nói, "Bọn hắn đã rất gần chúng ta." Trên người hắn mang theo minh tu luyện chế có thế che lấp huy chương năng lượng chấn động trận pháp cầu, bọn hắn lại tận lực phóng xuất ra khí tức, đối phương mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Minh tu trong mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận, mọi người bắt đầu chuẩn bị kiếm trận, bọn hắn khả năng vừa đến đã sẽ phóng thích cái gì đại chiêu, cẩn thận đối phương lĩnh vực. Lâu mộ yên nghĩ nghĩ nhắc nhở, đối phương đều không phải phổ thông thiên nguyên cảnh kiếm sư, nói không chừng đã có thế thi triển ra lĩnh vực, tốt, những người khác cũng không dám xem thường đối phương, nếu không chỉ có một con đường chết, rất nhanh đôi bên tại một chỗ rộng lớn lục lâm bên trong gặp nhau, cẩn thận, đối phương lại có mị ma, hồng phương trận doanh người vừa xuất hiện, quân lạc trần thanh âm lập tức tại lâu mộ yên thức hải bên trong vang lên, mị ma là cái gì? Lâu mộ yên hỏi, là một loại trời sinh mang theo mị hoặc thiên phú thần thông dị tộc, nàng có thế mê hoặc người lâm vào huyễn cảnh. Quân lạc bụi nói, tinh thần lực kém chút người mãi mãi cũng không cách nào từ nàng mị thuộc bên trong thanh tĩnh. Lâu mộ yên hít mắt, lập tức đối hơn 40 người truyền âm. Nàng truyền âm vừa xong, tên kia mị ma lập tức không ngừng bấm niệm phát quyết. Một tầng khói mù lượng lờ khói đen từ dưới đất dâng lên đem lâu mộ yên một đoàn người bao phủ. Chẳng qua bởi vì có lâu mộ yên nhắc nhở không ít người đều có đề phòng, có phòng huyễn cảnh thần khí người đều lập tức kích phát. Mị hoặc lĩnh vực bắt đầu phát huy tác dụng, hơn 40 người bên trong quảng chi rất nhiều người có đề phòng, nhưng bất đắc dĩ đối phương mị hoặc thuật pháp quá mạnh rất nhanh lâm vào huyễn cảnh, hiện trường vẫn như cũ duy trì thanh tĩnh trừ lâu mộ yên bốn người bên ngoài, chỉ có bảy người, trong đó có ba người vẫn là dựa vào thần khí đau khổ chèo chống, bọn hắn vừa đến đã đánh vỡ chiến thuật của chúng ta. Minh Tu trong mắt một mảnh lạnh lùng, đối phương đoán chừng là đánh lấy một hiệp liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết mục đích, Lâu Mộ Yên nhíu chặt lông mày, đối quân lạc Trần hỏi: Mị ma mị hoặc lĩnh vực hình thức ban đầu muốn làm sao phá? Hoặc là chúng ta muốn làm sao đánh thức Lâm vào lĩnh vực người, Quân Lạc Trần từ lâu mộ yên mặt dây chuyền bên trong chui ra, mị ma là một cái đại giới mặt đặc thù chủng tộc, mị hoặc thiên phú đều là tự mang, cho nên muốn gọi Tỉnh Lâm vào ảo cảnh người hoặc là đánh vỡ mị hoặc lĩnh vực chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đem mị ma đánh giết, hắn nói bổ sung, nàng mị hoặc thuật pháp rất mạnh, thế nhưng là thân thể lại phi thường suy nhược chỉ cần có thể tiếp cận nàng trăm mét khoảng cách liền có thể đánh giết. Lâu mộ yên nhìn xem hắn nhíu nhíu mày nói, ngươi ăn không ngồi rồi thời gian dài như vậy cũng nên làm chút chuyện vừa đi vừa về báo đi. Quân lạc trần đối mị ma như vậy hiểu rõ, còn chủ động từ mặt dây chuyền bên trong chui ra ngoài, chắc là có biện pháp nào đối phó đối phương. Gia hỏa này từ đi theo nàng bắt đầu vẫn luôn đang hưởng thụ nàng cung cấp tài nguyên, hiện tại cũng là nên phái bên trên công dụng thời điểm. Quân lạc trần kéo ra khóe miệng, vì cái gì từ nữ nhân này trong miệng liền nhã không ra lời hữu ích tới, thấy quân lạc trần sắc mặt cứng đờ, lâu mộ yên lại bổ một đao, ngươi nếu là giết không được mị ma giải quyết không được khốn cảnh của chúng ta, ngươi liền đi ăn những người khác cơm trắng đi, ta cũng không nuôi phế nhân, các nàng lâm vào lĩnh vực mặc dù tinh thần lực kiên định không có lâm vào huyễn cảnh, nhưng là muốn rất mau đem đối phương chém giết cũng không dễ dàng, dù sao các nàng đều tại đối phương lĩnh vực bên trong, nhất định phải tìm tới phương pháp phá giải khả năng tiếp cận đối phương, cho nên nàng không thể không cho quân Lạc Trần đến điểm uy hiếp. Chương 794, nàng là hắn kim chủ, quân Lạc Trần nghe lâu mộ yên ghét bỏ giọng điệu mặt nháy mắt đen. Hắn ma vực đã từng đường đường ma tôn đại nhân thế mà bị nữ nhân này ghét bỏ, nhìn cái gì vậy? Còn không mau một chút làm việc. Lâu mộ yên thấy quân lạc trần đẹp trai mặt đen đen, nhíu nhíu mày lường hắn một cái. Đối với quân lạc trần đột nhiên xuất hiện, trừ minh tu bên ngoài mấy người khác đều giật mình hiển nhiên không nghĩ tới lâu mộ yên mặc dây chuyền bên trong còn cất giấu một người quân lạc trần không cao hứng trừng lâu mộ yên liếc mắt nữ nhân này thật sự là quá muốn ăn đòn được rồi hảo nam không cùng nữ đấu cùng cái này biến thái nữ nhân đấu thua thiệt cũng khẳng định là hắn huống chi nữ nhân này vẫn là hắn kim chủ ta đem mị ma đánh chết các ngươi chú ý những người khác bọn hắn đều có thiên phú thần thông Quân Lạc Trần nói xong liền hóa thành một sợi khói đen từ mị hoặc trong lĩnh vực biến mất. Hồng Phương trận doanh hơn 20 người nhìn thấy trong lĩnh vực thêm ra một người đều vô cùng kinh ngạc, không đợi bọn hắn phản ứng tới, kia sợi khói đen thế mà tới gần. Một đoàn người từ bắt đầu có chút luống cuốn, đến lập tức lấy ra pháp khí đối kháng. Bọn hắn đều không nghĩ tới tại mị ma trong lĩnh vực lại có thế có người không nhận bất luận cái gì khống chế có thể tự do hành động. Bọn hắn nhao nhao ra tay, đang chuẩn bị đem mị ma ngăn ở phía sau, nhưng lại nghe được một tiếng mềm mại kêu thảm từ bên cạnh vang lên. A, à, lập tức bọn hắn liền gặp mị ma trên lưng có thế tăng cường thiên phú thần thông cánh đã bị người gọt xuống dưới. Đây cũng là mị ma thân thể chỗ yếu nhất, hủy chi hẳn phải chết. A-mi dẫn đầu tên kia nam tử khôi ngô trừng to mắt một bước tiến lên đem người ôm vào trong ngực. Mị ma muốn nói cái gì, khóe mắt có mấy giọt máu rơi xuống, nhưng lại không cách nào phun ra một chữ. Rất nhanh liền đoạn mất sinh tức. Không có ai biết kia sợi khói đen là thế nào làm được đem mị ma trong khoảnh khắc giết chết, ta muốn giết ngươi. Khôi ngô đại hán thấy mị ma nhất cái hiệp liền chết tại trong tay đối phương, giận dữ lấy ngửa mặt lên trời rống một tiếng. Phía sau hắn đột nhiên thêm ra một đầu giống như là đúc bằng sắt một loại che kín lân giáp màu xanh cái đuôi, không ngừng quét ngang đã một lần nữa huyễn hóa thành hình người quân lạc trần. Thế nhưng là tu vi cùng trên thực lực trên lệch lại làm cho hắn mỗi lần công kích đến đều chỉ là từng đạo tàn ảnh liền góc áo đều sờ không tới đối phương. Lâu mộ yên mấy người cũng không chần chờ chút nào, tại mị ma lĩnh vực vừa vỡ lúc liền đem đã lâm vào ảo cảnh người kéo về đến hiện thực, mang theo bọn hắn bố trí kiếm trận. Hồng Phương 20 người ngay từ đầu còn có chút kinh địch, có thể thấy được đối thủ như thế khó chơi cũng đều bác tiên quá hải các hiển thần thông, thể hiện tài năng, nhiều kiểu ra hết cùng lâu mộ yên một đoàn người đánh nhau lên. Kiếm trận là minh tu sáng tạo, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ rất cao, mặc dù đối phương cực lực muốn xáo trộn kiếm trận, nhưng ở lâu mộ yên ném mấy trương bát phẩm phù triện đập chết hai người kéo dài thời gian về sau, kiếm trận vẫn là hoàn thiện bị bố trí ra tới, trừ tên kia khôi ngô đại hán đang cùng quân lạc trần đánh nhau bên ngoài, cái khắc hồng phương trận doanh người đều bị kiếm trận trùng điệp vây quanh, tứ tượng kiếm trận, bạch hổ môn trước chém. Minh tu một bên quơ màu vàng trường kiếm, một bên chỉ huy kiếm trận công kích phương hướng, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, ở vào phương Tây một đoàn người không ngừng biến ảo trường kiếm trong tay chém xuống hợp lực chém xuống một đạo kiếm khí. Kiếm khí nháy mắt hóa thành một con khổng lồ bạch hổ, uy phong lẫm liệt há mồm cuồng hống một tiếng, liền hướng phía đối phương gào thét mà đi. Lâu mộ yên lấy ra một cái trận kỳ không ngừng gia trì kiếm trận uy lực, dạ thanh hàng cùng tô cẩm thì chủ trì kiếm trận trung tâm, hình thành một cái bát quái chi thế. Chỉ cần đối phương một công kích, bọn hắn liền sẽ dẫn đạo trong kiếm trận sinh ra kiếm khí ngăn địch phòng hộ thanh long cánh bay ra, huyền vũ bên trái huyền không, chu tước bay rít gào cửu thiên. Minh tu thanh âm rơi xuống, hơn 40 người trong tay kiếm đi theo không ngừng biến ảo, một hồi từ kiếm khí hình thành thanh long từ phía bên phải chui ra những nơi đi qua hồng phương trận doanh người nhao nhao thụ thương, một con huyền vũ thần thú thân thể khổng lồ huyền không chống đỡ lấy đem hồng phương đội ngũ pháp khí lực lượng trong khoảnh khắc ngăn trở. Một con sinh động như thật chu tước từ dưới đất bay ra, cánh khẽ vỗ, vô số gia trì qua bàn bạc kiếm khí tùy ý bay ra hồng phương người phòng ngự đều bị phá vỡ một phần ba người đổ xuống mặc dù một đoàn người phối hợp mười phần hoàng mỹ nhưng đối phương từng cái đều thân có thiên phú thần thông thân thể bị một tầng lân giáp bao trùm mười phần cứng rắn đang bị nhốt trong kiếm trận ra sức phản kháng bởi vậy lâu mộ yên một phương thực lực yếu một ít người đều bị trọng thương nếu không phải dạ thanh hàng cùng tô cẩm thủ pháp thuần thục đem trong kiếm trận sinh ra kiếm khí ngưng tụ thành tấm thuẫn ngăn tại những người kia trước mặt bọn hắn lúc này đã là từng cổ thi thể minh tu thiết kế kiếm trận phi thường hoàng mỹ so với đơn độc bố trí ra tới cửu phẩm sát trận càng có uy lực mặc dù đối phương mười phần cường hãn nhưng theo thời gian trôi qua lân giáp che chở thân thể vẫn là bị minh tu chỉ huy hạ kiếm trận trùng điệp phá vỡ phòng ngự hồng phương những người còn lại còn tại đau khổ chống cự tế ra pháp khí muốn cường công, thế nhưng là mỗi lần xông lên ra một lỗ hổng nhưng lại kỳ thực là rơi vào kiếm trận trong cạm bẫy, căn bản xung phong không đi ra, lão đại, chúng ta muốn không được, cứu chúng ta a. À. Tên kia toàn thân lớp vẫy màu đỏ nam tử một cái tay bị kiếm trận kiếm khí chặt đứt, nhìn không được hét lớn một tiếng, nam tử khôi ngô đang cùng quân lạc trần dây dưa, hắn căn bản giết không được đối phương, thế là quay người muốn trở về cứu viện, nơi nào đi. Quân lạc trần thân hình từ vô số tàn ảnh bên trong hiển lộ ra, nhàn nhã ngăn trở khôi ngô đại hán đường đi, ta lười nhát giết ngươi, nhưng là không có nghĩa là ngươi có thể đi cứu viện. Nam tử khôi ngô lại phát động từng lớp từng lớp cường hãn hung mảnh công kích, thế nhưng là mỗi lần rơi xuống quân lạc trần trên thân liền sẽ thất bại, ánh mắt hắn đỏ bừng nhìn cách đó không xa trong kiếm trận minh hữu từng cái máu me be bét khắp người đổ xuống, hắn trong lòng ngực cuồng nộ không chịu nổi, nhưng lại cầm đối diện vẫn như củ nhàn nhã vô cùng nam tử không thể làm gì. Hắn đã nửa bước bước vào dung hợp cảnh, tự nhiên phát hiện tu vi của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Mắt thấy các đồng minh từng cái chết đi, hắn không do dự nữa, lập tức lấy ra một tờ phù triện bóp nát thiêu đốt, muốn chạy rồi. Quân lạc trần nhíu nhíu mày, nhưng không có ngăn cản, chỉ là tùy ý phất phất tay. Một đạo kiếm khí đem khôi ngô đại hán trên người lớp vẫy màu xanh chém vỡ, máu tươi không ngừng dâng trào, phù triện cũng tại trong khoảnh khắc kích phát. Nam tử khôi ngô bị bao khỏa tại một đạo hồng quang bên trong biến mất tại trước mắt mọi người, không trung còn quanh quẩn lấy hắn oán hận mười phần thanh âm. Lần sau gặp mặt ta nhất định phải chém chết tất cả các ngươi, xé xác lột da. Đại hán biến mất trước lâu mộ yên bọn người liền đã giải quyết xong kia hơn 20 tên dị tộc, kiếm trận xác thực thích hợp nhiều người phối hợp, vi lực phát huy lên rất cường đại. Lâu mộ yên thấy khôi ngô đại hán chẳng những bỏ trốn còn thả một câu ngoan thoại, nàng nhíu lại mặt mày sắc bất thiện nhìn xem quân lạc trần ngươi là cố ý a à? lấy quân lạc trần thực lực cùng thủ đoạn muốn lưu lại đối phương căn bản không phải việc khó gì cái thằng này khẳng định là cố ý quân lạc trần thấy lâu mộ yên mang trên mặt mấy phần giận tái đi trong mắt ý cười liễm mấy phần vô tội nhún nhún vai nói ta đúng là cố ý chẳng qua cũng là vì các ngươi suy nghĩ lâu mộ yên hít mắt thanh âm âm trầm nói ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng nếu không có ngươi quả ngon để ăn Chương 795, ta đối bao nuôi ngươi không hứng thú." Quân Lạc Trần nghe được lâu mộ yên âm trầm tiếng nói phía sau lưng mát lạnh, "Ta đây cũng là vì các ngươi tốt." Hắn nói, lâu mộ yên nhíu nhíu mày, nói tiếng người, Quân Lạc Trần khóe miệng giật một cái, hắn nói làm sao không phải tiếng người, người kia là đến từ đại giới mặt dị tộc, trong tay hắn truyền tống phù là cửu phẩm cao cấp, còn có một loại thiên phú thần thông, công pháp cũng là thiên giai, nói rõ thân phận của hắn bất phàm cho nên hắn về sau nhất định có thể chuyển đến không ít tiếp viện. Lâu mộ yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem quân lạc trần, thanh âm nhưng không có bao nhiêu nhiệt độ, ý là ta hẳn là vì kết xuống một cái đại địch mà may mắn rồi. Nàng trên miệng như thế lạnh mà nói, chẳng qua tâm lý lại tại suy nghĩ sâu xa, lấy quân lạc trần tính tình đến xem hẳn là sẽ không làm dạng này có lưu hậu hoạn sự tình, cái thằng này đến cùng có chủ ý gì, các ngươi đến vực ngoại chiến trường mục đích quan trọng nhất là cái gì. Quân Lạc Trần không trả lời mà hỏi lại, Lâu Mộ Yên là người thông minh, nghe xong hắn liền biết ý tứ trong đó, lường hắn một cái, ngươi thật đúng là sẽ tính toán, tình cảm cái thằng này là muốn đem tên kia đại hán trả về dẫn dụ càng nhiều người đến đây báo thù, sau đó các nàng phản sát đổi lấy quân công, ta à, cũng là vì các ngươi suy nghĩ, nếu không lấy tốc độ như vậy phải bao lâu khả năng tích lũy quân công tấn cấp đến nguyên soái quân hàm. Quân Lạc Trần trong tay thêm ra một cây quạt lắc lắc, một phái đẹp trai phong lưu Lâu Mộ Yên tức giận vô cùng mà cười, "Đầu óc ngươi nước vào đi, cái thằng này làm nguyên soái quân công tốt như vậy tích lũy sao? Nàng xem qua huy chương bên trên quân công tấn thăng chức vị yêu cầu cùng quy tắc, đánh giết một tên binh lính chỉ có một điểm quân công, chỉ là từ binh sĩ tấn cấp đến giáo úy đều cần đánh giết 300 tên hồng phương trận doanh người, đoán chừng chính là giết sạch binh sĩ cấp địch nhân chờ vực ngoại chiến trường kết thúc cũng không thể tấn cấp đến nguyên soái, không có cách, ta đối với các ngươi thực lực rất lòng tin." quân lạc trần đuôi lông mày mang cười vậy ta cảm ơn ngươi lâu mộ yên không cao hứng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái lập tức tâm tư nhất chuyển tới gần quân lạc trần hít mắt hỏi ngươi có phải hay không nhìn trúng quân công ban thưởng bên trên thứ gì rồi nếu không cái thằng này sẽ như vậy tích cực phải vì nàng kéo cừu hận giá trị dẫn dụ địch nhân chủ động đưa tới cửa góp nhặt quân công lâu mộ yên nhớ tới quân lạc trần cùng tên kia khôi ngô đại hán đánh nhau lúc đem khí tức tu vi thu liễm tại dung hợp sơ cảnh dáng vẻ xem ra là sớm đã có chuẩn bị quân lạc trần khẽ giật mình hắn ngước mắt nhìn một chút minh tu thông minh như vậy biến thái nữ nhân cũng chỉ có đối phương mới chịu nổi minh tu không nhìn thẳng quân lạc trần ánh mắt thương hại chính hắn thích thú hắn liền thích nhà hắn yên nhi như vậy thông minh lợi hại ta đang hỏi ngươi ngươi nhìn minh tu làm cái gì lâu mộ yên nhíu nhíu mày lập tức nàng chọc chọc trên bờ vai nằm sấp mặt diễm nói mặt diễm nếu không ngươi đi cùng chúng ta ma tôn đại nhân chơi một chút mặt diễm chậm rãi mở ra nửa khép lấy con ngươi nhìn về phía quân lạc trần ánh mắt mang theo dị dạng hào quang cái này không có đầu óc ma tôn gây ai không tốt hết lần này tới lần khác muốn gây nữ nhân này tốt vừa vặn long diệu cùng băng kích cũng nhanh tấn cấp đến dung hợp cảnh bọn hắn không gian thiên phú còn có đợi hoàn thiện ma tôn đại nhân hẳn là cực kỳ am hiểu hắn che chở nữ nhân ai gây ai không may quân lạc trần triệt để im lặng hắn đã từng cùng mặt diễm đánh qua mặc dù đối phương tu vi không có hắn cao nhưng là đối phương u minh chi hỏa lại là hắn hiện tại khắc tinh hắn đánh thắng được mới là lạ tuyệt đối là bị ngược hắn mới không ngốc hắn giơ cây quạt nói dừng lại hiện tại cũng không phải luận bàn thời điểm thấy lâu mộ yên sắc mặt khó coi hắn lập tức góp đi qua lấy lòng mà cười cười nói ta xác thực nhìn trúng quân công ban thưởng phẩm bên trong một kiện linh vật chẳng qua vừa rồi thả đi người kia đúng là vì thả dây dài câu cá lớn ta liền không tin ngươi không tâm động Hắn bổ sung một câu, Lâu Mộ Yên ôm lấy tay nghĩ nghĩ nói, "Được, lần này liền tạm thời bỏ qua ngươi, có điều." Nàng chỉ nói một nửa, Quân Lạc Trần có loại dự cảm không tốt, hỏi, "Chẳng qua cái gì? Chẳng qua ngươi ăn không ngồi rồi thời gian quá dài, hiện tại cũng nên ra tới thật tốt làm việc đền bù." Lâu Mộ Yên đoạt lấy hắn cây quạt gõ hắn bả vai mấy lần, hừ lạnh một tiếng, "Từ giờ trở đi ngươi xung phong, muốn dùng quân công đổi đồ vật đương nhiên có thể, mình giải quyết, còn có ngươi nếu là dám lại tính toán ta, ngươi ngay ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. cái thằng này dám tính toán nàng, thật sự là cho là nàng là ăn chay. mặc dù nàng đối quân lạc trần chủ ý cũng coi như tán đồng, nhưng nên có gõ cũng không thể ít, tránh khỏi lần sau hắn lại tự tác chủ trương. biết tiểu tổ tông của ta, ngươi thế nhưng là ta kim chủ, ta nào dám tính toán ngươi a? À? quân lạc trần một mặt vô tội, lúc trước hắn cử động xác thực mang một chút tư dục nhưng là tuyệt đối không muốn lấy muốn tính kế lâu mộ yên hắn nhưng là biết tính tình của nàng dạng này thả dây dài câu cá lớn sự tình nàng không tài năng quái chỉ là lòng của phụ nữ kim dưới đáy biển hắn thật không hiểu a à, mà lại nữ nhân này muốn hay không mỗi lần đều dùng để hắn tự sinh tự diệt đến uy hiếp hắn hắn còn liền cùng định các nàng hừ hừ kim chủ lâu mộ yên nhíu nhíu mày nguy hiểm dò xét quân lạc trần một lần ngươi cho rằng ngươi là tiểu quan quán bên trong hồng bài đâu ta có thể đối bao nuôi ngươi không hứng thú. Quân lạc trần đẹp trai trên mặt thêm ra mấy phần nhìn đoán không ra là khí vẫn là xấu hổ đỏ nhạt, nữ nhân này thật sự là không cần mặt mũi. Minh tu đối, kim chủ hai chữ cũng bất mãn vô cùng, hắn nhìn quân lạc trần liếc mắt, trong mắt có mấy phần cảnh cáo, dạ thanh Hàn càng thêm trực tiếp lạnh lùng quét quân lạc trần liếc mắt, mộ yên coi như muốn bao nuôi cũng không có khả năng coi trọng quân lạc trần này chủng loại hình nam nhân, còn không có ta dáng giúp anh Tuấn, muốn bao nuôi người, chủ nhân cũng là bao nuôi ta a. À. Băng kích kinh bỉ nhìn quân lạc trần liếc mắt, lập tức hắn thu được mấy buộc cảnh cáo ánh mắt, lập tức ngượng ngùng cười ngậm miệng, Long Diệu thì ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, cái này tìm đường chết xú điểu da lại ngứa. Quân lạc trần tự nhiên phát hiện mấy người ánh mắt bất thiện, hắn im lặng sờ sờ mũi giả vờ như không nhìn thấy. Lâu mộ yên dạng này nữ nhân xác thực rất hấp dẫn người ta, nhưng đối với hắn đến nói là vô phúc tiêu thụ, nếu không còn không phải bị ác bách chết rồi. Hắn sớm mấy năm đối nàng động như vậy điểm tâm nghĩ đã tại nàng các loại cường hãng biến thái bên trong chậm rãi trở thành nhạc. Hắn cũng không muốn cưới một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổi lên đánh người nữ nhân. Nếu là dạ thanh hàng cùng mặt diễm biết hắn ý nghĩ nhất định sẽ kịp mũi coi thường. Đây là điển hình ăn không được trụ nho nói nho chua. Kỳ thật trong lòng còn không biết có phải là vẫn tại nhớ. Nghe lâu mộ yên cùng quân lạc trần đối miệng lúc đầu căng thẳng bầu không khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều đám người mặc dù còn tại đoán không ra quân lạc trần thân phận nhưng là biết lâu mộ yên có thể điều khiển cái này người liền đủ ở đây quân lạc trần thực lực tu vi là cao nhất có hắn xung phong toàn bộ đội ngũ có thế nhẹ nhõm rất nhiều lâu mộ yên vì thụ thương mấy người trị liệu một lần mọi người tại nguyên chỗ khôi phục nửa ngày mới hướng phía ốc đảo chỗ sâu đi đến các nàng không biết mới vừa rồi cùng hồng phương trận doanh đánh nhau lại gây nên ốc đảo bên trong một đợt khác người chú ý trọng yếu nhất chính là liền mặt diễm cùng quân lạc trần cũng không phát hiện tìm phục tại bên người kia sống dị tộc tồn tại chương 796, bị đánh lén đối với đánh giết trước đó hơn 20 người quân công 40 người phân lên có hơi phiền toái thế là lâu mộ yên liền đề nghị rút thăm quyết định rút trúng người đối hồng phương huy chương dùng tinh thần lực đánh dấu đổi lấy quân công các nàng mấy người một cái đều không có rút đến chẳng qua mấy người đều không có để ở trong lòng tử vong sa mạc sau khi ra ngoài rất nhiều người đều muốn về căn cứ nghỉ ngơi, nhưng bọn hắn lại quyết định tiếp tục đi sông sáo, đến lúc đó tách ra bọn hắn đi góp nhặt quân công sẽ lại càng dễ rất nhiều. Lâu mộ yên một đoàn người rời đi đánh nhau ốc đảo sau đó không lâu, đột nhiên từ ốc đảo bên trong mấy cây khổng lồ cây cối lá xanh bên trên nhảy xuống mấy tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mạnh mẽ làn da toàn thân người tí hon màu xanh lục tới, "Lão đại, những người này kiếm trận rất lợi hại." Một nhỏ gầy người tí hon màu xanh lục nói, chúng ta bây giờ có phải là trở về nói cho đội trưởng, dẫn đầu một người toàn thân là lục sắc, chỉ có mặt cùng tóc là màu đỏ, nhìn qua tựa như là trên cây cối trái cây. Hắn như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn giống như biết chúng ta hồng phương chi đội ngũ kia tại lân cận, vừa rồi tại nơi này rõ ràng là có chút chuẩn bị ứng chiến. Phía sau hắn một người hỏi, chẳng lẽ bọn hắn có có thế dò xét đến chúng ta hồng phương huy chương khí tức pháp khí hoặc là có được đặc thù thiên phú người? bọn hắn nghe nói phía trên mấy lần bên trong chiến trường vực ngoại liền có dạng này người ẩn tàng. May mà chúng ta đến tìm hiểu tin tức tìm phục tại nơi này trước liền đem trên người huy chương cho đội trưởng, nếu không nói không chừng liền bị phát hiện. Một người khác giật cả mình nói, dẫn đầu đỏ mặt nam tử sờ sờ cái cầm nói, bọn hắn có hơn 40 người, góp nhặt quân công chúng ta mỗi người đều có thể phân đến, vậy chúng ta là không phải đi chặn đường bọn hắn. Một cái tiểu lục nhân kích động mà nói. Đỏ mặt nam tử khoát khoát tay chỉ đạo, không vội, chúng ta đi trước hướng đội trưởng bẩm báo chuyện này, đối phó bọn hắn chỉ có đánh lén mới có phần thắng, đối phương hợp kích cùng phòng ngự kiếm trận rất lợi hại, hắn nhìn thời gian dài như vậy thế mà không có phát hiện sơ hở, nếu là đánh lén trước giết chết mấy người ảnh hưởng kiếm trận phát huy liền tương đối có nắm chắc, tốt. Chúng ta đều nghe lão đại, mấy người sau khi nói xong, một cái bật lên liền rơi xuống đại thụ trên phiến lá. Sau đó vọt mấy lần liền biến mất ở cái này phương không gian, tại ốc đảo bên trong lâu mộ yên bọn người gặp mấy đợt yêu thú tập kích đều bị bọn hắn bố trí kiếm trận đánh giết, hơn 40 người phối hợp càng ngày càng ăn ý, hiện tại lâu mộ yên cùng minh tu đều không cần đơn độc bố trí sát trận liền có thể giải quyết xong vây công yêu thú. Đại khái lại đi hơn 20 ngày, các nàng rốt cục đến ốc đảo biên cảnh, muốn ra ốc đảo sao? Ta chán ghét chết sa mạc. Dòng binh công hội một đệ tử thở dài nói, trận phát minh đệ tử tiếp lời nói, đúng vậy a à. Vừa nóng lại làm lại cho, thật sự là đủ, trọng yếu nhất chính là trong sa mạc yêu thú so ốc đảo bên trong khó đối phó hơn. Thất hoàng tử cao mày nói, trong sa mạc yêu thú da dày thịt béo không nói còn đặc biệt giỏi về ngụy trang, bọn hắn có đến vài lần đều là nhờ có lâu mộ yên trên bờ vai con kia linh sủng nhắc nhở, nếu không đã sớm bước vào bọn chúng bố trí sa mạc trong cạm bẫy hắn suy đoán cái khác trong đội ngũ tỷ lệ tử vong hẳn là rất cao còn tốt bọn hắn đến thời điểm ôm chặt cửu đệ đùi nếu không liền thảm lâu mộ yên nghe mấy người nói chuyện nàng cũng là cực kỳ không thích bên ngoài sa mạc hoàn cảnh chẳng qua lại không biện pháp nhất định phải đi đang chuẩn bị nói chuyện một cổ không hiểu tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xẹt qua nàng cảnh giác nhìn một chút bốn phía mặt diễm ta đột nhiên có loại nếu là tiến vào cuối cùng kia phiến rừng liền sẽ rất nguy hiểm cảm giác lâu mộ yên sắc mặt bình thường lặng lẽ đối mặt diễm truyền âm nàng loại này đối với nguy hiểm giác quan thứ sáu rất mạnh cũng rất linh nghiệm đã từng cũng bởi vì loại cảm giác này tránh đi rất nhiều tử vong nguy cơ mặt diễm nhạt nhẽo trong con ngươi cũng toát ra tia nghi hoặc hắn nghĩ nghĩ nói ta cũng cảm thấy nơi này có chút không đúng thậm chí ngay cả một con côn trùng đều không có cái này có chút không hợp lý bọn hắn cùng nhau đi tới hắn phát hiện mỗi một phiến ốc đảo trong rừng cây đều có chút sinh mệnh lực cực mạnh côn trùng hoặc là ốc đảo yêu thú tiến hóa trước trứng trùng các loại. Thế nhưng là nơi này lại không có. An tĩnh có chút khác thường. Ngươi không cảm giác được có những người khác khí tức sao? Lâu mộ yên có chút nhíu mày hỏi. Mặt diễm nói. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang Trung Hòa Quảng Linh giới đồng dạng đẳng cấp giao diện có vô số. Trong đó có giao diện dị tộc liền có liễm tức thuật phi thường lợi hại thiên phú. Chính là chúng ta vệ linh thú đều rất khó phát hiện. Vậy ta nhắc nhở bọn hắn cẩn thận một chút lâu mộ yên trầm ngâm hạ nói tốt tốt nhất vừa xuất hiện dị thường liền bố trí kiếm trận mặc diễm dừng một chút nói để bọn hắn đem phù triện cùng trận pháp cầu nắm ở trong tay nếu quả thật có dị tộc đánh lén trực tiếp trước ném ra bên ngoài quấy rối đối phương bố trí đúng phù triện cùng trận pháp cầu nhất định phải cầm trước lâu mộ yên trả lời sau đó vì để phòng chung quanh thật có hồng phương địch nhân ẩn tàng nàng đối đám người truyền âm để nó cẩn thận nghe được nàng một đoàn người đều giật mình Chẳng qua nàng đã sớm nói qua đừng lộ ra dị dạng, tất cả mọi người khắc chế khẩn trương lặng lẽ đem trận pháp cầu cùng phù triện từ trong những không gian lấy ra bí ẩn nắm trong tay. Minh Tu tại độ mẫn cảm bên trên không có mặt diễm cùng lâu mộ yên cao, nhưng lại cũng phát hiện nơi này không có một con sinh vật mánh khóe, đang nghĩ nhắc nhở liền nghe được lâu mộ yên truyền âm, hắn bên môi câu lên một cái như có như không đường cong, hắn cùng yên nhi quả thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông một đoàn người cũng không biết phía trước là không phải gặp nguy hiểm, tốc độ chưa biến hướng phía rừng cây tới gần, nhưng là hiển nhiên so trước đó cảnh giác rất nhiều, đi vào rừng cây về sau cũng không có dị dạng, một tia mát mẻ gió chậm chậm thổi tới, đem sa mạc nóng bức ngăn tại bên ngoài, một đoàn người một mực duy trì đều đều tốc độ hướng phía phía trước rảo bước tiến lên, thời gian chậm chậm trôi qua, sau hai canh giờ bọn hắn tiếp cận ốc đảo cùng sa mạc giao giới biên giới, không ít người trong lòng thư giãn mấy phần, Cảm thấy Lâu Mộ Yên khả năng cảm giác sai, đương nhiên, trong tay trận pháp cầu cùng phù triện nhưng lại chưa thu lại, dù sao có yêu thú cũng sẽ mai phục tại ốc đảo bên ngoài đánh dứt tiến vào vực ngoại chiến trường người. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu, Dạ Thanh Hàn, Tô Cẩm đối nhìn một chút, bốn người đều có loại nói không nên lời cảm giác, tóm lại nguy hiểm tại ở gần. Vù vù, đột nhiên, từng đạo bạch quang từ bốn phía đại thụ núi lấp lóe mà ra, tốc độ nhanh kinh người. A à, lâu mộ yên một đoàn người bên trong có mấy người phát ra vài tiếng kêu thảm liền ngã trên mặt đất trong tay phù truyện cùng trận pháp cầu cũng còn tương lai cùng ném ra mấy người kia đều là trước đó có chút thư giãn cái khác một mực duy trì cao độ tinh thần lực tập trung người lập tức bóp nát minh tu cùng lâu mộ yên cho phòng ngự trận pháp cầu bành bành bạch quang trong khoảnh khắc rơi vào trận pháp cầu kích hoạt lồng ánh sáng bên trên nếu là chậm một bước chờ đợi đám người tuyệt đối là tử vong chờ bạch quang đánh vào lòng ánh sáng bên trên năng lượng bắt đầu tiêu tán lúc, mọi người mới phát hiện đây là từng cây mang theo uy năng mũi tên. Lâu Mộ Yên nhìn xem tia sáng ngay tại giảm nhạc mũi tên hiếp hiếp mắt, lập tức đối đám người hô, nhanh phát động công kích đem mũi tên đánh rớt, lập tức thối lui. Nàng dẫn đầu đối lòng ánh sáng bên ngoài mũi tên huy kiếm chém tới, sau đó hướng phía sau thối lui mấy chục bước. Chương 797, huyết huyết bị cướp, Lâu Mộ Yên tại đoàn đội bên trong uy tín rất cao, nàng người khác đều rất tin phục. Bởi vậy cùng một thời gian bị mũi tên bắn trúng người đều nhao nhao dùng kiếm đem ánh sáng khoát lên mũi tên chém xuống, cùng nhau hướng phía sau rời khỏi hơn 10 bước. Phanh phanh phanh, tại một đoàn người vừa lui ra phía sau đứng vững mấy hơi về sau, nguyên bản mũi tên rơi xuống địa phương đột nhiên phát sinh từng tiếng liên tục tiếng nổ, năng lượng sao động phải làm cho toàn bộ không gian đều rung lên. Những người khác lòng còn sợ hãi nhìn xem bạo tạc mũi tên, trong lòng may mắn còn tốt có lâu mộ yên nhắc nhở bằng không bọn hắn liền xem như bị bắt phẩm phòng ngự trận pháp cầu bao phủ cũng sẽ bị nổ thành trọng thương, nguy hiểm thật. Thất hoàng tử nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực, hắn quay đầu nhìn lâu mộ yên hiếu kỳ hỏi, mộ yên, làm sao ngươi biết mũi tên sẽ bạo tạc, bởi vì ta phát hiện mũi tên bên trên bị sát qua một loại có thế dẫn phát năng lượng gắt gỏng tinh thạch bột phấn, mũi tên nhọn ngay tại kích ra cấm chế, cho nên phán đoán rất nguy hiểm. Lâu mộ yên cau mày nói, nàng bốn phía lướt qua, tuyệt không phát hiện địch nhân, trên cây, bọn hắn cùng lá cây hòa làm một thể. Minh Tu trong mắt lóe lên một tia kim quang, lập tức nói với mọi người, bố trí kiếm trận. Lâu mộ yên hô một tiếng sau cầm trong tay hơn 10 trương bát phẩm phù triện hướng phía bốn phía đại thụ ném đi, phanh phanh, liên tiếp phù triện tiếng nổ vang lên, bốn phía cây tại dạng này lực lượng oanh kích hạ thế mà chỉ là lắc lắc tuyệt không đổ xuống hoặc là đứt gãy. Lâu mộ yên thấy thế trong mắt xẹt qua bôi sáng sắc, nàng tinh thần lực lập tức bắt được tại mỗi cây đại thụ trên có một chút lá cây màu xanh lục vừa rồi tản mát ra một loại sinh mệnh khí tức trong mắt nàng lạnh lẽo lấy ra bộ kia cực hàng kim tinh tinh túy luyện chế nhiễm lên kịch độc kim châm hướng phía vừa rồi có sóng chấn động lá cây đánh tới song tay cũng không có nhàn rỗi một hồi ném phù triện một hồi ném trận pháp cầu minh tu thì tổ chức lấy những người còn lại bố trí một cái phiên bản thu nhỏ kiếm trận bị lâu mộ yên làm thành như vậy các dị tộc kế hoạch toàn bộ bị đánh vỡ tiếp lấy đám người liền gặp từng người từng người dáng người nhỏ nhắn xinh xắn động tác thoăn thoắt người tí hon màu xanh lục nhóm từ trên cây nhảy xuống tới có mấy tên thì là từ trên cây trực tiếp rớt xuống toàn thân đen nhánh rung rẩy hiển nhiên là trúng kịch độc trong đó có một toàn thân đỏ bừng trước đó cuốn thành một cái trái cây trạng tiểu nhân đứng tại phía trước nhất nhìn ra được hắn là dị tộc đầu lĩnh bọn hắn là cái gì dị tộc ngươi biết không lâu mộ yên nghiêng đầu nhìn xem quân lạc trần hỏi Lúc đầu ngay tại nhàn nhã cầm cây quạt nhặt lên một con bạo tạc qua mũi tên nghiên cứu quân Lạc Trần phát hiện Lâu Mộ Yên đang hỏi hắn, lập tức ngẩn người, hắn gật đầu một cái nói, biết, bọn hắn là một cái sao quản linh giới thực lực càng mạnh một chút trung vị giao diện đặc thù dị tộc một linh tộc, trời sinh có được thông linh một thuộc tính năng lực, cho nên chỉ cần giấu ở trên cây hoặc là hoa cỏ ở giữa khí tức liền sẽ bị đồng hóa, người khác rất khó phát hiện, hai người lúc nói chuyện, dị tộc đã khu động lấy bốn phía nhánh cây sợi đằng không ngừng công kích kiếm trận. Có mấy người kiếm tại kích phát lúc đột nhiên bị từ dưới đất chui ra ngoài sợi đằng cuốn lấy không nhúc nhích được ảnh hưởng nghiêm trọng kiếm trận phát huy. Huyết huyết từ lâu mộ yên trên cổ tay huyễn hóa thành một gốc màu vàng ăn thịt người mạng đằng, không ngừng quất ngăn cản từ dưới đất xuất hiện sợi đằng, mà sự xuất hiện của hắn lại làm cho những dị tộc kia hai mắt tỏa sáng, ăn thịt người máu mạng đằng vương, thế mà là sẽ phải bước vào dung hợp cảnh ăn thịt người máu mạng đằng vương. Tên kia dẫn đầu người tí hon màu đỏ lúc đầu bình tĩnh gương mặt lạnh lùng sắc biến đổi, đột nhiên kích động chỉ vào huyết huyết kêu to lên, nhanh, đem bọn hắn giết, ta muốn đem nó mang đi, vâng, đội trưởng. Cái khác người tí hon màu xanh lục cũng hưng phấn không thôi, trên đầu của bọn hắn bắt đầu toát ra từng cái lục sắc bọt khí, bọt khí những nơi đi qua kiếm trận kiếm khí giống như là ngưng kết một loại đình chỉ ở giữa không trung, bốn phía nhánh cây cùng sợi đằng vẫn tại không ngừng toát ra, cũng sẽ bị ngưng kết kiếm khí từng cái phá hủy a à, một kiếm sư bị một đóa đột nhiên xuất hiện màu đỏ lớn hoa nuốt vào minh tu thấy thế lập tức một chém lớn hoa từ cán bên trên lăn xuống tên kia kiếm sư mới lấy giải cứu chẳng qua trên thân lại bị ăn mòn không ít vết thương đau đến trên mặt đất lộn mấy vòng lâu mộ yên thấy thế sắc mặt lạnh lăng nàng nhìn xem quân lạc trần ngữ khí phi thường khẳng định hỏi nhược điểm của bọn hắn là cái gì trong nội tâm nàng đã có một chút suy đoán cũng kết luận quân lạc trần nhất định là biết loại này dị tộc nhược điểm quân lạc trần khóe môi dương lên nữ nhân này thật sự là đa trí gần giống yêu quái bọn hắn là thuần một linh thể sẽ chỉ một chi thuộc tính vận dụng ngươi ngũ hành tương khắc là đủ lâu mộ yên trên tay thêm ra một thanh kim sắc trường kiếm đối đám người nói kim thuộc tính có thế khắc chế bọn hắn dùng kim thuộc tính thuật pháp tiếp lấy trong tay nàng màu vàng trường kiếm huyễn hóa thành trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim bắn ra bốn phía tản ra đem dị tộc bao bọc vây quanh minh tu trong tay kim kiếm huyễn hóa thành vô số ngôi sao màu vàng lóe ra điểm điểm rơi xuống những người khác có kim thuộc tính nguyên tố người cũng nhao nhao sử dụng thuật pháp công kích dị tộc tiểu nhân tên kia toàn thân đỏ bừng tiểu nhân ánh mắt dời về phía quân lạc trần trong mắt đều là lạnh lẽo sát ý đội trưởng người này làm sao lại đối với chúng ta thuộc tín hiểu như vậy Tên kia mặt đỏ lục thân tiểu nhân giận dữ nói, không biết, người này rất thần bí. Người tí hon màu đỏ hiếp mắt hạ một cái mệnh lệnh, rút lui, đối phương đã biết nhược điểm của bọn hắn, dẫn đầu nữ tử áo đỏ cùng hồng y nam tử kim thuộc tính hẳn là đạt tới cảnh giới đại viên mãn, bọn hắn một thuộc tính bị khắc chế đến xếp sao, tái chiến tiếp thua thiệt chỉ có bọn hắn. Cái khắc dị tộc nghe được chỉ huy của hắn không còn ham chiến cùng do dự, đối phương kiếm nhỏ màu vàng kim tứ tán vần quanh, ngôi sao màu vàng ống vẫy xuống để bọn hắn toàn thân không thoải mái, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, đây cũng không phải là điểm tốt, các dị tộc đánh lén quả quyết, rút lui cũng quả quyết, rất nhanh liền nhảy đến bốn phía trên đại thụ chuẩn bị chạy tứ tán, tên kia người tí hon màu đỏ ánh mắt lộ ra bôi hung ác quyết, hắn không ngừng biến ảo thủ ấn, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục từ trong cơ thể hắn chui ra bị tế ra, nháy mắt quả cầu ánh sáng màu xanh lục rơi vào huyết huyết trên thân huyết huyết lúc đầu khổng lồ màu vàng mạng đằng thân thể bỗng nhiên thu nhỏ cuối cùng biến thành một viên màu vàng hạt giống bị quả cầu ánh sáng màu xanh lục hút vào chủ nhân đau quá huyết huyết chỉ cùng gọi một tiếng liền bị quả cầu ánh sáng màu xanh lục triệt để giam cầm người tí hon màu đỏ một tay nắm lên quả cầu ánh sáng màu xanh lục không chút do dự quay người hướng phía một cây đại thụ nhảy tới gốc cây kia bên trên treo rất nhiều trái cây màu đỏ thân ảnh của hắn rất nhanh liền cùng trái cây hòa làm một thể để người ở chỗ này bắt giữ không đến bảy may sinh khí bọn hắn tại một thuộc tính thực vật bên trên có thế di hình hoáng vị quân lạc trần thấy thế lập tức nhắc nhở một câu lâu mộ yên trong mắt đều là băng hàng lạnh lùng nàng tức giận hừ một tiếng ta linh sủng ngươi cũng dám ngấp nghé muốn chết nàng là thật giận đây là lần thứ nhất gặp được giám đoạt nàng linh sủng người nàng cảm giác được huyết huyết lúc này khí tức bị áp chế nhiều yếu ớt rất thống khổ nàng đau lòng mở nàng tâm thần khẽ động Trăm thanh màu vàng tiểu kiếm hóa thành đầy trời quơ cánh hồ điệp, hướng phía bốn phía đại thụ bay vọt mà đi, một tầng màu vàng kim nhạt khói nhẹ từ trên người nàng tràn ra hướng bốn phương tản ra. Minh Tu trong mắt mang theo vài phần sắc bén, trên người hắn đồng dạng tràn ra từng vòng từng vòng màu vàng sương mù cùng lâu mộ yên màu vàng kim nhạt khói nhẹ hòa làm một thể, lẫn nhau gia trì. Hai người đồng thời liên thủ bày ra một cái chân chính kim chi lĩnh vực, cũng đem trọn phiến rừng cây đều đặt vào lĩnh vực phạm vi. Chương 798 Lâu Mộ Yên chi nộ, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Kim thuộc tính đều đã lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn, đơn độc liền có thể bố trí ra lĩnh ngộ, hai người liên thủ về sau kim chi lĩnh vực thì càng thêm hoàn mỹ, một tầng màu vàng mãn quang đem trọn phiến rừng cây bao phủ trong đó, ánh nắng vẫy xuống cùng kim quang kêu gọi kết nối với nhau, hình thành một đạo khắc phong cảnh, chẳng qua lúc này lại không có người thưởng thức cảnh sắc như vậy, mà là tập trung tinh thần tìm kiếm trong rừng cây sinh mệnh khí tức chấn động, tại kim chi lĩnh vực bên trong lâu mộ yên cùng minh tu chính là trưởng khống giả ở nơi đó lâu mộ yên hiếp mắt một mảnh lạnh lùng nàng một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ đám người liền gặp một đạo tàn ảnh xuất hiện tại rừng cây biên giới minh tu cũng chưa qua đi hắn ngược lại là lấy ra một bộ trận cũ bắt đầu bố trí kim thuộc tính cửu phẩm công kích trận pháp rất nhanh bị hắn bố trí ra tới hắn vung tay lên vô số trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch rơi vào trong trận hắn tâm thần khẽ động khống chế kiếm trận đối trong rừng cây bốn phương tám hướng không ít lục sắc lá cây hoặc là trái cây công kích. Mấy đạo kim sắc kiếm quang từ hắn bản mệnh trận bàn bên trong kích phát mà ra, mỗi lần quét đến lá cây hoặc là trái cây liền sẽ nghe được một tiếng hét thảm, đám người liền gặp từng cái dị tộc hóa thành tiểu nhân từ trên cây rơi xuống, thuần một linh thể dị tộc chỉ cần tại có một nguyên địa phương liền sẽ không chết đi dễ dàng như thế, một linh khí sẽ xa xa không ngừng chữa trị thân thể của bọn hắn, bị minh tu trận pháp đánh trúng thụ thương lại sẽ lập tức nhảy nhót lên hướng ngoài bìa rừng bỏ chạy, chẳng qua lại không làm nên chuyện gì. Tại Minh Tu cùng lâu mộ yên lĩnh vực chiến trường chính bên trong, tăng thêm bọn hắn một thuộc tính bị kim thuộc tính khắc chế đến xếp sao, căn bản trốn không thoát hai người ánh mắt, mặc dù chết mấy người, nhưng trước đó bố trí phiên bản thu nhỏ kiếm trận vẫn như cũ còn tại chèo chống. Dạ Thanh Hàng cùng Tô Cẩm đối nhìn một chút, liền khống chế kiếm trận công kích lên Minh Tu mỗi lần đánh rơi tiểu nhân, coi như ngươi có mạnh hơn sinh mệnh lực, bọn hắn liền không tin sẽ còn oanh bất tử đối phương lâu mộ yên rơi xuống rừng cây biên giới về sau trực tiếp nhảy lên một cây đại thụ đối trong đó một viên phi thường không đáng chú ý trái cây màu đỏ huy kiếm chém tới trái cây màu đỏ bị chém xuống tới đất nháy mắt chuyển hóa thành một toàn thân người tí hon màu đỏ tiểu nhân lạnh nhạt trong mắt lần thứ nhất lộ ra mang theo khiếp sợ bối rối hắn một thuộc tính đã lĩnh được cảnh giới đại viên mãn đồng dạng có thể bố trí ra so hình thức ban đầu càng cao cấp hơn một thuộc tính lĩnh vực vừa rồi hắn liền tại phụ cận kích phát một chi lĩnh vực đối kháng kim chi lĩnh vực, thật không nghĩ đến vẫn là bị đối phương phát hiện tung tích, trên mặt hắn lộ ra hung quang, một cái tay vẫn như cũ cầm đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bên trong màu vàng hạt giống tia sáng càng lúc càng mờ nhạt, hiển nhiên quả cầu ánh sáng màu xanh lục ngay tại hấp thu trong đó lực lượng, lâu mộ yên thấy thế trong mắt giấy lên lửa giận hừng hực, nàng huyết huyết thế mà bị cái này đáng chết dị tộc tại hấp thu bản thể năng lượng ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Nàng rất ít nói ra dạng này ngoan thoại, chỉ khi nào nói ra vậy liền đại biểu nàng là thật bị đối phương chọc giận. Người tí hon màu đỏ cũng không có bị lâu mộ yên phát ra lạnh lùng khí thế hù đến, hắn không ngừng khống chế một chi lĩnh vực tới gần, muốn đánh lén nàng. Lâu mộ yên hừ lạnh một tiếng, vương tay đối cách đó không xa một cây đại thụ điểm một cái, một vệt kim quang từ nàng đầu ngón tay bay ra thẳng tắp banh kích mà đi, răng rắc. Lập tức trên đại thụ một tầng màu xanh nhạt lồng ánh sáng lĩnh vực băng tách trời này, màu vàng tia sáng quay đầu xong hướng phía người tí hon màu đỏ bay đi, người tí hon màu đỏ không nghĩ tới mình một chi lĩnh vực thế mà cứ như vậy bị phá mất, hắn thấy kim quang bay tới, nhanh chóng lấy ra một mặt giống như là lá cây trạng tấm thuẫn chống cự lại công kích kia, chẳng qua toàn bộ thân thể lại bị kim quang lực lượng đạn lấy bay rớt ra ngoài, một hơi lục máu phun ra, lâu mộ yên huyễn hóa thành mấy đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ đợi nàng xuất hiện lần nữa lúc trong tay lại nhiều một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Trên tay nàng che một tầng kim quang dùng sức bóp, viên kia quả cầu ánh sáng màu xanh lục nháy mắt ảm đạm, phía ngoài vòng sáng cuối cùng bị màu vàng thay thế, răng rắc. Lại là một đạo tiếng vang, quả cầu ánh sáng màu xanh lục biến mất tại lâu mộ yên trong tay. Một viên màu vàng hạt giống bị nàng nắm thật chặt, trong cơ thể linh lực màu xanh lục không ngừng hướng phía hạt giống dũng mảnh lao tới. Người tí hon màu đỏ không thể tin nhìn xem lâu mộ yên, hắn thế mà không biết nữ nhân này lúc nào đem hắn trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục cướp đi hắn thấy đối phương tản ra sát ý càng ngày càng lạnh thấu xương cũng minh bạch vô luận đã từng hắn mạnh bao nhiêu nhưng là tại đối phương có thế khắc chế hắn thuộc tính kim chi lĩnh vực bên trong hắn căn bản không chiếm được lợi ích thế là quay người hướng phía ngoài bìa rừng sa mạc phương hướng mà đi về phần đang bị minh tu bọn người không ngừng công kích lục tục tử vong dị tộc hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt không chút do dự mình chạy trốn thậm chí trong lòng đem tên kia đỏ mặt lục nhân mắng một cái lượt, dò xét trong tin tức cũng không có nói hai người này có thể liên hợp bố trí ra mạnh như vậy kim chi lĩnh vực, lâu mộ yên ngay tại vì huyết huyết chữa trị mất đi tinh khí, không có đuổi theo, nàng còn chưa mở miệng, trên bờ vai mặt diễm lập tức hóa thành một tia sáng trắng hướng phía người tí hon màu đỏ đuổi theo, người tí hon màu đỏ thấy thế tâm thần khẽ động, bốn phía đại thụ nhánh cây đột nhiên đung đưa, nhao nhau diêu động tập kích mặt diễm muốn đem hắn ngăn lại một đoàn thanh u sắc hỏa diễm từ trong miệng của hắn phun ra, trong khoảnh khắc đem ngăn lại cành cây của hắn cùng mạng đằng toàn bộ đốt thành tro bụi. Người tí hon màu đỏ ánh mắt lộ ra bôi ngoan lệ hung quang, trong cơ thể không ngừng tràn ra từng cái lục sắc tiểu cầu. Đây là hắn bảo mệnh ác chủ bài, cẩn thận, kia lục sắc tiểu cầu sẽ bạo tạc. Lâu mộ yên hô một tiếng, mặt diễm trong mắt lạnh nhạt hiện lạnh, hắn cũng không có tránh đi lục sắc tiểu cầu, vẫn như cũ hướng phía người tí hon màu đỏ phương hướng đuổi theo lục sắc tiểu cầu ở chung quanh hắn nổ tung cũng có một cổ nồng lục gây mũi sương mù tản ra. Lúc này, mặt diễm toàn thân đột nhiên bị một đám thanh u sắc hỏa diễm vây quanh, bạo tạc lực lượng cùng khói độc trong khoảnh khắc bị u minh chi hỏa ngăn trở tiêu yên. Cái gì? Người tí hon màu đỏ mở to hai mắt, hiển nhiên không thể tin được. Tại hắn quay người muốn tiếp tục chạy trốn lúc, lại bị một mặt kim tường ngăn trở, lập tức một đoàn thanh u sắc hỏa diễm nháy mắt đem hắn hút vào. A. À, vài tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Đừng để hắn chết rồi, hắn tinh hồn đối huyết huyết đến nói thế nhưng là vật đại bổ. Lâu mộ yên hít mắt lạnh lùng nói, mặt diễm vung lên móng vuốt, đoàn kia u minh chi hỏa đem người tí hon màu đỏ giam cầm đưa đến trước mặt. Hắn ở giữa không trung khoa tay mấy lần, tùy ý vô một cái, một sợi màu đỏ khó nhẹ từ u minh chi hỏa bên trong chui ra. Màu đỏ khó nhẹ bị hắn bắt lấy huyển hóa thành một cái trong suốt người tí hon màu đỏ, không, không muốn chôn vùi linh hồn của ta. Người tí hon màu đỏ trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, chỉ là bị chém giết, linh hồn của hắn chết đi về sau còn có thế luân hồi đầu thai chuyển thế, nhưng nếu là liền toàn bộ linh hồn đều bị chôn vùi, vậy hắn nhưng là muốn chân chính vĩnh viễn biến mất, hắn không nghĩ tới cái này màu trắng thú nhỏ chẳng những có được minh giới u minh chi hỏa, thế mà còn có được rút ra thuần linh thể hồn phách thiên phú, quá khủng bố bình thường coi như tu vi là dung hợp thiên nhân cảnh kiếm sư cũng là khó đối thuần linh thể sinh mệnh rút hồn luyện phách, nhưng có được đặc thù thiên phú mặt diễm lại là một cái ngoại lệ, hừ, người đối ta huyết huyết xuống tay lúc làm sao không có có lưu chỗ trống. Lâu mộ yên hừ lạnh một tiếng hiển nhiên không định bỏ qua đối phương, chương 799, nghĩ lại, huyết huyết, diễu diễu cùng xích hoàng đối với lâu mộ yên đến nói tựa như là nàng một tay đau sủng lớn lên hài tử. Băng kích cùng lôi hoàng mặc dù không giống như là hài tử, nhưng là cũng tuyệt đối là vô cùng trọng yếu tồn tại nàng sinh mệnh không thể dứt bỏ một bộ phận đương nhiên mặt diễm đối với nàng đến nói là đặc thù nhất tồn tại hiện tại huyết huyết tại nàng linh lực chữa trị uẩn dưỡng hạ mất đi những cái kia tinh khí đã bổ rất nhiều trở về nhưng lâu mộ yên vẫn là không nhịn được đau lòng nàng nâng ở trong lòng bàn tay bảo bối bị bắt nạt kém chút bị địch nhân giam cầm đem tinh nguyên toàn bộ hút đi cái này khiến nàng phẫn nộ đồng thời cũng phát hiện mình thực lực còn chưa đủ nàng muốn tại vực ngoại chiến trường nhanh tăng lên mình thực lực mới được, như thế mới có năng lực bồi mặt diễm cùng quân lạc trần giết trở lại yêu vực cùng ma vực. Mặt diễm trong lòng cũng sinh ra cực ít phẫn nộ, huyết huyết mấy chỉ linh sủng trong lòng của hắn đồng dạng phi thường trọng yếu, tự mình cẩn thận từng ly từng tí che chở bảo bối, ai biết sẽ xuất hiện một cái dám mơ ước dị tộc. Lâu mộ yên trực tiếp xem nhẹ người tí hon màu đỏ run rẩy hoảng sợ linh hồn, nàng từ mặt diễm trên móng vuốt một tay lấy nó kéo qua, sử dụng bí thuật đem nó phong ấn sau đó đẩy vào trong tay màu vàng hạt giống bên trong mặt diễm đem bọn hắn linh hồn toàn bộ rút ra nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn một chút bị minh tu ra tấn khổ không thể tả các dị tộc mặt diễm gật gật đầu hắn đã sớm nghĩ làm như vậy lập tức hóa thành một tia sáng trắng một đoàn thanh u sắc hỏa diễm bám vào bạch quan phía trên hắn chỗ đến dị tộc liền kêu thảm cũng không phát ra linh hồn liền bị hắn câu tại trên móng vuốt tiếp theo bị lâu mộ yên toàn bộ phong ấn đánh vào huyết huyết trong thân thể để hắn luyện hóa nếu là nàng cùng minh tu không có kim chi lĩnh vực kia huyết huyết bị tên này dị tộc đầu lĩnh giam cầm đem tinh nguyên sau khi hấp thu cũng là không cách nào đầu thai chuyển thế nàng không dám tưởng tượng kết quả như vậy yêu thực tu luyện vốn là so với nhân loại cùng cái khác yêu thú khó hơn vô số huyết huyết vừa rồi mất đi tinh nguyên mặc dù không nhiều nhưng lại vẫn là động trong cơ thể bản nguyên chỉ có đem những cái này thuần một linh thể dị tộc linh hồn hấp thu luyện hóa, huyết huyết mới có thể khôi phục, nếu không đem không cách nào tại hóa thành nhân hình. Mắt thấy toàn bộ rừng cây dị tộc toàn bộ bị mặt diễm rút hồn, còn sống đồng đội tuyệt không lộ ra cái gì đồng tình ánh mắt, thậm chí cảm thấy phải khoái ý, mộ yên, bọn họ có phải hay không không cứu sống rồi. Một dòng binh công hội đệ tử thấy lâu mộ yên cầm trong tay màu vàng hạt giống thu hồi, mới nhịn không được mở miệng chỉ vào dưới mặt đất mấy cổ thi thể nói lâu mộ yên tuyệt không lập tức trả lời nàng đi đến mấy cổ thi thể bên cạnh kiểm tra một lần chỉ có tại một nữ tử trước mặt cho ăn một viên đang dược trừ nàng còn có thể cứu bên ngoài cái khác nhân sinh cơ đã đoạn mất dị tộc đánh lén từ vừa mới bắt đầu chính là muốn một kích đánh trúng để bọn hắn toàn bộ tử vong cho nên ra tay mười phần tàn nhẫn lại quấn quanh lấy một loại dùng một thuộc tính chuyển hóa tử khí nàng cũng bất lực nàng thở dài nói đem bọn hắn tán đi đội ngũ của các nàng là lần đầu tiên xuất hiện tử vong mặc dù chỉ chết bốn người trọng thương sáu người nhưng là trong lòng mỗi người đều không dễ chịu vực ngoại chiến trường so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn quá nhiều đặc biệt là tại quân công chế độ dưới đôi bên trận doanh người thật có thể nói là tính là không chết không ngớt nếu như ngươi không nghĩ muốn quân công không muốn giết lục vậy ngươi liền đợi đến bị giết chết đi hiện thực chính là như thế tàn khốc bị tiếng cử truyền vào người tiến vào không có một cái có thể lựa chọn, chỉ có thể bị ép tiếp nhận, tốt. Cùng chết đi người quan hệ không tệ mấy người đem nó mai tán tại một mảnh phong cảnh không sai trên sườn núi, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, ngồi xếp bằng khôi phục, lâu mộ yên một thân một mình ngồi tại trên một cây đại thụ trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì, Minh Tu còn là lần đầu tiên gặp nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, tâm hắn đau, Dạ Thanh Hàn gặp nàng dáng vẻ trong lòng cũng phi thường không dễ chịu vừa mới chuẩn bị đi hỏi một chút, liền gặp Minh Tu nhảy lên nhảy lên đại thụ, nắm ở lâu mộ yên bả vai, hắn mắt sắc ảm đạm xuống, bước ra đi một bước gọi chân lui trở về, chuyện như vậy xác thực chỉ có Minh Tu cuối cùng tư cách đứng tại bên cạnh nàng, quân lạc trần đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn cũng có chút không thoải mái, nhưng là rất nhanh bị ép xuống, đối dạ thanh hàng có loại đồng tình, hắn tiến lên vỗ nhẹ dạ thanh hàng bả vai, một bộ ca hai tốt bộ dáng nói, cùng uống một chén, dạ thanh hàng nhàn nhạt nghệ hắn liếc mắt, không hứng thú, sau đó quay người đi đến dưới một thân cây ngồi xếp bằng nhắm mắt lại khôi phục trong cơ thể nguyên lực, quân lạc trần một nghẹn, thất ý người không phải hẳn là đi uống một chén sao, Long Diệu vừa lúc ở bên cạnh hai người nhìn thấy màn này, hắn biểu môi nói, người cũng rất ngu ngốc, dạ thanh hàng dạng này tâm tư người rất sâu, có thể lấy người bình thường tư duy đến xem hắn sao. Hắn cũng không biết, quân lạc trần so hắn còn xuẩn, không đúng, phi, hắn mới không ngốc, quân lạc trần kéo ra khóe miệng hắn thế mà bị toàn bộ trong đội ngũ nhất ngây thơ xuẩn rồng khinh bỉ minh tu nắm ở lâu mộ yên mặt diễm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn liền cao lãnh ngạo kiều nhảy xuống lâu mộ yên bả vai đi một cái khác cái cây bên trên nằm sấp yên nhi làm sao rồi tâm tình không tốt minh tu bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ đến có chút lâu mộ yên ý nghĩ lâu mộ yên ngẩng đầu hơi cười cợt không có gì chính là tại nghĩ lại đã từng nàng linh sủng thả ra về sau cơ bản đều là quét ngang đối phương, lần này sự tình cũng gây nên độ cao của nàng cảnh giới cùng chú ý, nghĩ lại cái gì. Minh Tu hôn một cái trán của nàng, một cái tay cùng nàng ngón tay đang xen, Lâu Mộ Yên tựa ở trên vai của hắn nói, nghĩ lại ta trước đó đối bọn hắn quá cưng chiều, từ giờ trở đi ta muốn để bọn hắn đều cùng một chỗ tiếp nhận vực ngoại chiến trường máu lịch luyện tẩy lễ, nàng linh sủng cơ bản đều là ăn đang dược và linh vật tăng lên thực lực đặc biệt là huyết huyết, thông qua hấp thu tinh huyết tu vi vụt vụt đi lên bốc lên, bình thường gặp được một loại địch nhân còn có thế nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là muốn đối đầu hồng phương chiến lực vô cùng cường hãn hoặc là thân có một loại nào đó thiên phú thần thông dị tộc liền trực tiếp thể hiện ra rất nhiều không đủ, mấy cái linh sủng đối chiến còn rất ít gặp được thảm thiết tình huống, mới có thể tùy tiện bị địch nhân bắt lấy. Nàng sợ nhất là tại mình không có thủ hộ đến thời điểm bọn hắn bởi vậy mất đi tính mạng. Cho nên lần này giáo huấn cho nàng một cái cảnh báo, nàng muốn đem mềm lòng tạm thời thu lại, để mấy cái linh sủng nhóm đồng dạng dùng máu đến rèn luyện, lần sau không đến sinh tử tồn vong lúc nàng tuyệt đối phải nhịn xuống không thế ra tay. Minh Tu gặp nàng đau lòng lại quyết tuyệt bộ dáng cũng không ít thụ, hắn biết nàng đối mấy cái linh sủng tình cảm không tầm thường, tự như là đối đãi con của mình đồng dạng nuông chiều, ừm, bọn hắn là nên thật tốt trưởng thành để mấy cái linh sủng đi đứng trước nguy cơ sinh tử lịch luyện hắn là tán thành, sủng rồng gần đây ăn nhiều đan dược cũng bắt đầu lười biến, tiếp tục như vậy không thể được, ta sẽ để cho Long Diệu bồi tiếp bọn hắn cùng nhau. Mấy cái linh sủng vốn là tại lân cận, một mực đang nghe lén, nghe tới hai người thận trọng quyết định sau đối thoại về sau, toàn bộ thú đều không tốt, có thể tưởng tượng lấy những ngày tiếp theo bọn hắn sẽ có bao nhiêu khổ bức, chẳng qua tại huyết huyết bị bắt lúc đi, bọn hắn cả đám đều mười phần oán giận tức giận hận không thể đi lên đối kia dị tộc trúc gân lột da, nhưng thực lực lại không cách nào cùng mặt diễm so sánh. Mặc dù phiền muộn, nhưng là cũng biết bọn hắn năng lực thực chiến thật là một cái rất lớn thiếu hụt, từng cái trong mắt đều lộ ra ý chí chiến đấu sụp sôi thần sắc. Bọn hắn nhất định phải mạnh lên mới được, bảo vệ cẩn thận chủ nhân, bảo vệ cẩn thận đồng bạn. Chương 800, vì quân lạc trần điểm cây sát, lâu mộ yên cùng Minh Tu nói xong tâm sau nhẹ nhõm không ít, tâm tình cũng tự nhiên mà vậy đã khá nhiều sau đó nàng đem tất cả linh sủng đều gọi ra tới, đem trước cùng Minh Tu nói lời mở rộng đối linh sủng nhóm nói một lần, Long Diệu một mặt vô tội, vì cái gì còn muốn tính đến ta, hắn cảm thấy mình rất lợi hại, cũng không cần đi trải qua cái gì vượt ngoại chiến trường máu lịch luyện tẩy lễ đi, Minh Tu nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, sủng rồng, nếu như ngươi có một ngày có thể đánh thắng mặt diễm, ta cam đoan ngươi có thể ngay lập tức không cần lại trải qua thụ lịch luyện, Long Diệu kéo ra khóe miệng, sau đó vụng trộn nhìn thoáng qua lâu mộ yên trên bờ vai uể oải nằm sấp cao quý phạm mười phần mặt diễm, nuốt một ngụm nước bọt, nếu như ta đánh thắng mặt diễm có ban thưởng sao, nếu như ngươi đánh thắng mặt diễm, ta liền để ngươi ôm hắn, sờ hắn. Lâu mộ yên nhíu nhíu mày nói, nàng tự nhiên là tin tưởng xuẩn trồng đời này đều là đánh không thắng mặt diễm cho nên dùng mặt diễm nhan sắc khích lệ một chút đối phương cũng là không sai. Long Diệu con mắt nháy mắt phát sáng lên, ta tại bên trong chiến trường vực ngoại nhất định cố gắng tu luyện, tiếp lấy hắn lại len lén liếc nhìn mặt diễm, lại bị đối phương một cái lặng lẽ quét tới, hắn phía sau lưng phát lạnh, lập tức thu hồi ánh mắt, mặt diễm mặt đen lên cào lâu mộ yên một móng vuốt, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng biểu thị bất mãn, cái này nữ nhân đáng chết đem hắn xem như cái gì rồi. Mà lại vì cái gì nói như vậy có nghĩa khác, lâu mộ yên vô tội mà cười cười chọc chọc mặt diễm, vuốt mông ngựa nói, nhà ta mặt diễm như thế lợi hại, xuẩn rồng cả một đời đều là không có khả năng đánh qua ngươi, hắn muốn ôm ngươi cái oán niệm này không có khả năng thực hiện, nhưng ngươi thiện lương như vậy, không bằng liền cho hắn điểm tưởng niệm đi, mặt diễm lúc này mới quay đầu qua, chỉ là nhạt nhẽo trong con ngươi lại nhiều hơn mấy phần ý cười, đối xuẩn rồng hắn cũng là xem như cùng băng kích chờ linh sủng đồng dạng quan tâm, chỉ là biểu đạt ra đến phương thức lại khác. Sủng rồng là loại kia cho điểm nhan sắc liền có thể mở phường nhuộm tính tình, cho nên hắn nhất định phải nghiêm khắc cao lãnh đối đãi nếu không xuẩn rồng tuyệt đối phải tiến thêm thước. Long Diệu nghe lâu mộ yên một đầu hắc tuyến, nữ chủ nhân ngươi muốn nói ta nói xấu cần ở trước mặt nói ra sao. Hắn ở trong lòng cổ vũ mình một ngày nào đó nhất định có thể đem mặt diễm ôm vào trong ngực giống lâu mộ yên đồng dạng vò hắn lông xù lỗ tai. Băng kích bình thường tu luyện lười biếng là lợi hại nhất một cái, nghe được tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khổ cái khuôn mặt tuấn tú, lâu mộ yên buồn cười nói, băng kích, ta sẽ trọng điểm chú ý ngươi. Số điểu đề phòng ý thức tương đối nông cạn lại ưu thích lười biếng, thật sự là hẳn là thật tốt thúc giục một chút. Về phần xích hoàng cùng lôi hoàng vẫn còn là tương đối tự giác, diễu diễu đi theo nàng nhị ca, nàng cũng vô pháp vì đó chế định lịch luyện kế hoạch, chẳng qua lưu tại nàng không bớt lo nhị ca bên người, diễu diễu đoán chừng cũng không có đi theo nàng rảnh rỗi như vậy, chủ nhân, ta thích nhất ngươi trọng điểm chú ý ta. Băng kích kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, dẫn tới những người khác cùng Linh Sủng đều cảm thấy buồn cười, bầu không khí cũng nhẹ nhõm rất nhiều, hắn ở trong lòng kêu khổ liên tục, chẳng qua nhìn xem Long Diệu đều một mặt kiên định cũng không khỏi phải nhìn thẳng vào từ bản thân thực lực tới, huyết huyết bị bắt đi sự tình đối với hắn đã kích cũng không nhỏ, trơ mắt nhìn cưng chiều lớn hài tử bị bắt đi lại tìm không thấy tung tích của đối phương, thống khổ như vậy hắn không nghĩ tại trải qua lần thứ hai, tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lâu mộ yên nhìn sắc trời một chút nói, ra rừng cây về sau lại trở lại mênh mông vô bờ đen hoàng giao thoa sa mạc, gió lốc gào thét thổi mạnh, trên đường đi bọn hắn tại mặt diễm cùng quân lạc trần dẫn đạo hạ tránh đi không ít yêu thú, gặp được phục kích cũng đều phản kích trở về, còn thu tập được không ít trân quý vui hạng linh thảo. Cách sắp tiếp cận tử vong sa mạc cuối cùng lúc bọn hắn lại gặp một đợt dị tộc tập kích, lần này có tô cẩm nhắc nhở tất cả mọi người làm phòng bị, bất quá đối phương có được thiên phú thần thông, bọn hắn ngay từ đầu tìm không thấy nhược điểm của đối phương một mực không cách nào xuống tay dằng có một hồi quân lạc trần trực tiếp điểm tên đối phương chủng tộc cùng nhược điểm bọn hắn mới đưa đối phương chém giết tiếp tục đi đường lúc lâu mộ yên ánh mắt một mực rơi vào quân lạc trần trên thân thỉnh thoảng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ quân lạc trần phát hiện tình huống này sau rùng mình trong lòng hoài nghi nữ nhân này sẽ không cần tính toán hắn cái gì a à? mộ yên ngươi có phải hay không phát hiện ta lớn lên sau minh tu tuấn thực lực cao hơn hắn, cho nên muốn di tình biệt luyến rồi. Hắn cầm cây quạt cười đối lâu mộ yên chớp chớp mắt, cười giỡn nói, kỳ thật đây cũng là một loại thăm dò, nhìn lâu mộ yên có phải là muốn tính kế hắn, ngươi nghĩ nhiều lắm. Lâu mộ yên không cao hứng lường hắn một cái, xem ra ngươi là muốn cùng mặt diễm luận bàn một chút, Minh Tu trực tiếp ném mấy cái lãnh đao tử cho quân Lạc Trần, quân Lạc Trần kéo ra khóe miệng, hắn mới không muốn cùng mặt diễm cái kia biến thái luận bàn. Minh tu tên kia ánh mắt thật đáng sợ, hắn cũng không phải thật muốn đào chân tường, trên đường đi nhìn thấy mấy cái linh sủng bị Lâu Mộ Yên cùng mặt Diễm Liên thủ chỉnh lý nhiều thảm, từng cái mỗi lần chiến đấu xuống tới đều mang tổn thương, hắn cũng không muốn đãi ngộ như vậy rơi vào trên người mình. Ha ha. Hắn ngượng ngùng cười nói, vậy ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Hắn phát hiện cùng Lâu Mộ Yên bọn người tiếp xúc càng nhiều, hắn Tác Phong làm việc càng ngày càng không giống như là đã từng cái kia hăng hái ma tôm nếu là cái kia bạch nhãn lan nhìn thấy như thế hắn, có thể hay không châm chọc dễu cực, nhớ tới người kia, hắn con ngươi tối sầm lại, lập tức lại tản ra không hiểu hào quang, hắn chính là muốn biến thành đối phương càng thêm ghét bộ dáng, mà lại hắn đối dạng này thay đổi cũng không bài xích, tan mất đã từng kèm theo ở trên người gông xiền, hắn cùng lâu mộ yên một đoàn người cùng một chỗ ngược lại cảm thấy sống được tùy tiện tiêu sái, nhẹ nhõm vênh váo. Hắn kỳ thật đã bắt đầu thích dạng này không có người lừa ta gạt, lại không cần cả ngày phải vì tộc đàn suy xét nhận trách nhiệm sinh hoạt, ta nhìn ngươi là bởi vì phỏng đoán một chút sự tình muốn hướng ngươi chứng thực. Lâu Mộ Yên giống như cười mà không phải cười mà nói, Quân Lạc Trần nhíu nhíu mày, sự tình gì, ngươi đã từng tới tham gia qua vực ngoại chiến trường a. Lâu Mộ Yên ngữ khí tương đối khẳng định hỏi, Quân Lạc Trần khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Lập tức lại thoải mái, nữ nhân này đa trí như yêu từ trên đường đi từng ly từng tí người khác nhìn đoán không ra nàng lại chú ý chi tiết nếu là không có tham gia qua vực ngoại chiến trường người lại thế nào khả năng đối tử vong sa mạch dạng này quen thuộc lại thế nào khả năng đối với chúng ta gặp phải hồng phương trận doanh dị tộc quen thuộc như vậy lâu mộ yên khẽ cười một tiếng nói quân lạc trần cũng không phủ định đúng vậy a à. mấy ngàn năm trước ta được tuyển chọn truyền vào tiến đến lúc kia tại đôi bên trận doanh tổng quân công xếp hạng bên trên ta nhưng cũng là trùng kích vào nhập 100 người đứng đầu, rất tốt. Lâu Mộ Yên vỗ nhẹ bờ vai của hắn, mặt mày mang theo ý cười, Quân Lạc Trần gặp một lần nàng như thế cười liền biết không có chuyện tốt, cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì? Từ giờ trở đi ngươi cũng đừng về mặt dây chuyền, tại vực ngoại chiến trường thời gian bên trong, ngươi liền gánh vác chúng ta dẫn đường đi." Lâu Mộ Yên hiển nhiên không định bỏ qua hắn, Quân Lạc Trần liếc nàng một cái, "Ngươi để ta đường đường một cái ma tôn làm dẫn đường?" ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là tiền nhiệm ma tôn nàng đem chữ tiền nhã rất nặng lại bổ quân lạc trần một đau quan trọng hơn chính là ngươi ăn lâu như vậy cơm trắng cũng hẳn là làm điểm cống hiến ngươi không muốn làm tiểu bạch kiểm liền hảo hảo làm việc đi quân lạc trần khóc không ra nước mắt hắn nhưng thật ra là muốn làm tiểu bạch kiểm tới hai người nói chuyện tương đối che giấu cùng sử dụng một loại bí thuật chỉ có quan hệ tương đối tốt người mới có thể nghe được nhìn xem quân lạc trần dở khóc dở cười biểu lộ mấy cái linh sủng cười trên nỗi đau của người khác vì hắn đốt một điếu xác